Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 101. Trong thời gian Lục Lâm Thiên luyện chế đan dược, cả ngọn núi không có bất kỳ ai tới gần, sợ rằng quấy nhiễu Lục Lâm Thiên luyện chế đan dược. Thời gian lần nữa từ từ trôi qua, trong khoảng thời gian này bên ngoài đã phong vân biến sắc. Đệ tử Phi Linh Môn, Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông đã bắt đầu quy mô lớn xuyên qua đường hầm không gian đi tới Đông Hải. Lúc này Phi Linh Môn, Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn xuất động đại quân. Phi Linh Môn xuất ra gần 200 vạn người, Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn cũng không kém bao nhiêu. Đều là 200 vạn đệ tử quy mô lớn xuất động. Ba đại sơn môn chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi tập hợp 600 vạn đại quân. Khi 200 vạn người dẫn đầu che khuất bầu trời xuất hiện ở Đông Hải thì cả Đông Hải sôi trào, như biến sắc, trong lòng mỗi người ở Đông Hải đều cảm thấy bất an. Đại quân Phi Linh Môn, Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn không ngừng tiến vào Đông Hải, Thiên Vân Đảo cũng phải ra không dưới 200 vạn người gia nhập. Hơn 10 thế lực nhất lưu gia nhập Thiên Địa Minh, đại đa số hang ổ của bọn họ đều ở Đông Hải. Còn chưa kịp có phản ứng thì đã bị vô số cường giả tôn cấp của Phi Linh Môn cùng với yêu thú bát giai hàng lâm. Cường giả Phi Linh Môn hàng lâm, triển khai đột sát, nếu như có người phản kháng thì giao cho Huyết Mị đối phó. Huyết Mị thúc giục đại quân thì huyết linh phong giết tới thiên hôn địa ám, không có người nào ngăn cản được, quả thực chính là ác mộng của tất cả các thế lực lớn. Từng thế lực nhất lưu bị nhổ cỏ tận gốc, cường giả trong môn bị đánh chết không còn, còn lại đệ tử Phi Linh Môn mới tới tiếp thu. Đương nhiên cường giả Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn và Thiên Vân Đảo cũng không nhàn rỗi, cường giả xuất động liền đem những thế lực nhất lưu còn lại nhổ cỏ tận gốc, giết chóc ngập trời khiến cho cả vùng biển Đông Hải bị nhiễm màu đỏ, sát khí ngập trời. Dưới giết chóc khiến cho yêu thú trong phạm vi hải vực đều ẩn náu sâu dưới mặt nước, sợ đỡ Upsilon.ng phải tai bay vạ gió. Các sơn môn lớn nhỏ trong Đông Hải coi như không gia nhập Thiên Địa Minh cũng không tránh thoát được kiếp này. Ngay cả cơ hội đầu hàng những sơn môn này cũng không có. Người đế đạo minh căn bản không tiếp nhận gia nhập, chỉ có thể bị thôn phệ, người không phục giết không tha. Thánh Linh Giáo cũng nhận được tin tức rời khỏi tổng bộ Thánh Linh Giáo trên vạn đảo nhai xuất thủ với những thế lực phụ thuộc chung quanh Thần Kim Các. Trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, phong vân Đông Hải biến hóa, mỗi ngày đều có đại chiến kinh người. Thần Kim Các, Khôn Dương Đảo, Nguyệt Long Các, ba sơn môn này cũng đã sớm nhận được tin tức. Ba sơn môn kinh hãi. Ba sơn môn bọn họ cũng thật không ngờ đế đạo minh lại ra tay với Đông Hải đầu tiên. Đối với việc cả đế đạo minh tiến tới đây, cường giả trong ba sơn môn bối rối. Thậm chí có không ít đệ tử bị dọa mà trốn khỏi sơn môn. Loại tình huống này trong sơn môn diễn ra ngày càng nhiều, còn đang không ngừng mở rộng. Cường giả bên trong ba sơn môn bất đắc dĩ phải giết gà dọa khỉ, lúc này mới có thể tạm thời cưỡng ép ngăn chặn làn sóng chạy trốn. Cùng lúc cường giả ba sơn môn hướng về Thiên Địa Minh cầu cứu. Trên Đông Hải, trong một đình viện yên tĩnh lúc này có hơn 10 người đang ngồi, trong đó có Cùng Kỳ Tôn Giả, Khổng Tước Tôn Giả, Thiên Địa Nhị Lão, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Lữ Chính Cường, Mang Linh Lão Tổ, Long Ảnh Tôn Giả, Thanh Quán Tôn Giả, Vân Khiếu Thiên, Lạc Kiến Hồng, Đạm Đài Tuyết Phi, Ô Trấn Vũ, Kỷ Diệu Tông, Giả Vị Ương, Tiêu Giao Vương, Thiên Ưng Công Tử. Tất cả những người cầm đầu các sơn môn lớn đều có mặt. Mà lúc này trong đình viện yên tĩnh này lại có 6 lão giả có khuôn mặt già nua. Trong 6 người này thì có 5 lão giả cùng với một vị lão phụ nhân, khí tức trên người không dưới Cùng Kỳ Tôn Giả và Khổng Tước Tôn Giả một chút nào. Thậm chí so với 2 người Cùng Kỳ Tôn Giả và Khổng Tước Tôn Giả còn ổn định hơn một chút. Mọi người ngồi đó dường như đang chờ đợi cái gì đó. Trưởng lão Nhật Sát Các vội vàng tiến đến đem một ngọc giản tin tức giao cho Lạc Kiến Hồng. Lạc Kiến Hồng thì cung kính đem ngọc giản tin tức giao cho lão phụ nhân sau lưng hắn. Ánh mắt lão phụ nhân này bình thản, khí tức bình tĩnh, hai mắt đen nhánh mà thâm thúy, tuyệt đối không giống như lão nhân, ngược lại còn giống như thiếu nữ. Lập tức lão phụ nhân khép hờ hai mắt, một đạo tâm thần được rót vào trong ngọc giản, quang mang trên ngọc giản tin tức lóe lên rồi ảm đạm. Lúc này hai mắt lão phụ nhân mới mở ra, trong mắt đột nhiên có một cỗ sát ý lan tràn, nhìn Cùng Kỳ Tôn Giả, Khổng Tước Tôn Giả cùng với 5 lão giả bên người nói. Chư vị, Nhật Sát Các chúng ta nhận được tin tức, Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn kia đang cùng với 5 sơn môn trên đại lục và 3 sơn môn trên cổ vực, lãnh đạo cường giả 8 sơn môn lặng lẽ tiến vào Đông Hải, phương hướng chính là Nguyệt Long Các. Có lẽ muốn thương nghị chính sách ngăn cản đế đạo minh chúng ta. Rốt cuộc cũng tới.
thiên địa minh xuất động chuẩn đế đối phó minh chủ đế đạo minh chúng ta, chẳng lẽ bọn họ coi đế đạo minh chúng ta không có chuẩn đế sao? Lúc này phải cho bọn chúng nếm trái đắng, bằng không bọn chúng lại tưởng đám lão gia hỏa chúng ta đã chết rồi. Một lão giả áo lam tức giận quát, người này có hai hàng lông mày trắng, khuôn mặt già nua, trong mắt tràn ngập sát ý. Nguyên Nhược Lan kia cũng là minh chủ thiên địa minh, chúng ta không thể lấy lớn hiếp nhỏ, bộ xương già của ta đã lâu không được hoạt động rồi. Một lão giả mặc áo đỏ khẽ quát một tiếng, trường bào tung bay, toàn thân như bị hỏa diễm đốt cháy, không ngừng có hỏa diễm như thực chất quanh quẩn quanh thân thể lão giả này. Chư vị tiền bối, trưởng môn chúng ta đã cố ý thông báo, gặp người hắc sát giáo tạm thời hạ thủ lưu tình một chút. Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh đứng dậy nói với mấy lão giả này, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Yên tâm đi, trong lòng chúng ta đều hiểu rõ. Cùng kỳ tôn giả nói với thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh. Đi, lần này nên làm cho thiên địa minh biết rõ đế đạo minh chúng ta cũng có chuẩn đế. Lão phụ nhân vừa mới dứt lời, thân ảnh đã đột nhiên biến mất tại chỗ. Siêu siêu. Ngay sau đó tám người có tu vi chuẩn đế đều đột nhiên biến mất không thấy. Dám xuất động chuẩn đế đối phó với minh chủ đế đạo minh ta, lần này thiên địa minh nên trả giá. Trong mắt Vân Khiếu Thiên bắn ra sát ý, người có tu vi chuẩn đế trong các sơn môn lớn sao lại không có cơ chứ? Chỉ vì trong tất cả các sơn môn cho dù có đối địch thì cũng hình thành một loại ăn ý, cường giả cấp độ càng cao như vậy càng không dễ xuất động. Nếu như xuất động những cường giả như vậy, vậy thì đã tới tình trạng không chết không ngớt. Mà bây giờ đại chiến giữa hai minh đã không có cách nào tránh khỏi. Thực lực chỉnh thể của thiên địa minh cường hãn hơn không ít. Nhưng thiên địa minh lần này liên tiếp bị trọng thương, thực lực tổn hao lớn. Tất cả các sơn môn lớn trong đế đạo minh cũng sẽ không buông tha cơ hội lần này. Lúc này đã là đầu thu, sơn mạch xanh tốt lúc này bắt đầu có chút màu vàng. Trên một ngọn núi cao, ở sườn núi có không ít kiến trúc lung linh. Trên quảng tường có một đứa bé 6-7 tuổi, trường kiếm trong tay kém theo từng đạo kiếm ảnh, kiếm khí cắt vỡ gợn sóng trong không gian tạo thành tiếng sấm sét, khí thế bực này không ngờ đã tới cấp độ vũ phách. Mới 6-7 tuổi mà thôi không ngờ đã có tu vi vũ phách, thiên phú như vậy nếu như bị người khác nhìn thấy không biết sẽ kinh ngạc thành cái dạng gì, sợ rằng cho dù tận mắt nhìn thấy cũng sẽ khó mà tin tưởng được. Kiếm ảnh không ngớt, thân thể bé gái này nhảy múa. Từ xa nhìn lại thân ảnh bé nhỏ này cực kỳ đáng yêu, chỉ là trong lúc múa kiếm trên mặt lại xuất hiện sự sắc bén, trong kiếm khí cũng sắc bén, lạnh lẽo như vậy. Ngoài quảng trường, một thân ảnh xinh đẹp đứng đó, mái tóc đen xõa xuống, khuôn mặt không trang điểm mà lại có chút vũ mị giống như tiên tử không nhiễm bụi trần, người này chính là Lăng Thanh Tuyền. Lúc này đôi mắt xinh đẹp của Lăng Thanh Tuyền đang nhìn về phía bé gái trên quảng trường, ánh mắt hiền từ, thương yêu. Thế nhưng trong lòng lại có chút bất đắc dĩ và đau lòng. Lục Lâm Thiên, ta có nên đem nữ nhi giao cho ngươi hay không? Tuổi còn nhỏ mà trên lưng nó đeo quá nhiều trọng trách, mất đi quá nhiều. Ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ? Một mình ta không thể cho nữ nhi tất cả mọi thứ nguyên vẹn. Lăng Thanh Tuyền thì thào nói, trong mắt có chút chua xót. Muội muội, thân ảnh Lăng Thanh Tuyệt lặng lẽ xuất hiện bên người Lăng Thanh Tuyền. Ánh mắt nhìn vào thân ảnh xinh đẹp bé nhỏ kia, ánh mắt có chút khiếp sợ. Thiên phú của dụ thực quả thực khủng, lúc này nó mới bao nhiêu tuổi a? Không ngờ đã là vũ phách tứ trọng, tu vi linh phách ngũ trọng, sợ rằng trước 15 tuổi cho dù muốn đạt tới vương cấp cũng là chuyện dễ dàng. Muội tình nguyện để nó giống như một hài tử bình thường, có thể sống một cuộc sống vô ưu vô lo. Lăng Thanh Tuyền nói, ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt khẽ biến hóa, nhìn Lăng Thanh Tuyền rồi nói. Muội muội, lâu như vậy rồi cha của Du Thược là ai muội còn không muốn nói sao? Chẳng lẽ ngay cả Du Thược muội cũng muốn giấu? Phụ thân Du Thược đã chết, nó chỉ là hài tử không có phụ thân. Lăng Thanh Tuyền nói. Được rồi, ta biết rõ muội không muốn nói. Lăng Thanh Tuyệt không hỏi nhiều, nếu như muội muội hắn muốn nói thì nhiều năm trôi qua đã nói rồi. Ca ca, huynh tới đây có lẽ là có chuyện gì đó đúng không? Lăng Thanh Tuyền nói. Đúng vậy, bên ngoài đại loạn, 12 chuẩn đế vây giết Lục Lâm Thiên. Lăng Thanh Tuyệt còn chưa nói xong, Lăng Thanh Tuyền lập tức biến sắc, hỏi. 12 chuẩn đế, vậy thì hắn thế nào rồi? Muội đối với Lục Lâm Thiên có chút bận tâm đúng không? Lăng Thanh Tuyệt nghi hoặc nhìn Lăng Thanh Tuyền hỏi. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền khẽ biến, trầm giọng nói. Muội và Lục Lâm Thiên có thâm cừu đại hận,
muội cũng không hy vọng hắn chết ở trong tay người khác, muội muốn tự tay giết hắn mới hả giận. Lăng Thanh Tuyệt nghi hoặc nhìn qua Lăng Thanh Tuyền rồi nói. Sợ rằng sau này muội không nên trêu vào Lục Lâm Thiên kia thì tốt hơn. Ngay khi chúng ta từ thành Cự Giang trở về, Lục Lâm Thiên ở bên ngoài thành Cự Giang đã đỡ Upsilon.NG phải 12 chuẩn đế của Thiên Địa Minh chặn giết. Kết quả Lục Lâm Thiên được tứ đại thú hoàng tộc tương trợ, cuối cùng Lục Lâm Thiên tự tay đánh chết vài chuẩn đế. 11 chuẩn đế của Thiên Địa Minh bị đánh chết, hồn anh không thể chạy thoát, chỉ còn lại Linh Sát Tôn giả nghe nói đã sớm âm thầm cấu kết với Phi Linh Môn cho nên Lục Lâm Thiên mới thả đi mà thôi. Thật sao? Lăng Thanh Tuyền nghẹn họng một lúc lâu rồi nói nhỏ. Thực lực của Lục Lâm Thiên chẳng lẽ đã tới chuẩn đế rồi hay sao? Hình như không có. Lăng Thanh Tuyệt nói. Hiện tại cả đại lục dung chuyển, đế đạo minh bắt đầu phản kích, mấy trăm vạn người của Phi Linh Môn, Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông đang tiến vào Đông Hải. Muốn diệt thần Kim Các, Khôn Dương Đảo và Nguyệt Long Các, ba sơn môn này hiện tại đang sứt đầu mẻ trán. Tốt lắm, nếu như chúng ta động thủ vào thời điểm này nhất định sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lăng Thanh Tuyền nói, đáng tiếc phụ thân không để cho chúng ta động thủ, vốn đã sắp xếp vô số kế hoạch thế nhưng lại trì hoãn lần nữa. Cũng không biết phụ thân muốn thế nào, nếu như thời điểm này chúng ta động thủ tuyệt đối là ngư ông đắc lợi. Lăng Thanh Tuyệt nói, sự sắp xếp của phụ thân đương nhiên không sai, chúng ta cứ đợi là được rồi. Để cho bọn chúng đánh cho ngươi chết ta sống trước, đến lúc đó đối với chúng ta càng thêm có lợi. Có lẽ phụ thân đã sớm biết sớm muộn gì hai mình cũng có đại chiến. Lăng Thanh Tuyền nói. Chúng ta cứ lặng lẽ theo dõi kỳ biến. Lăng Thanh Tuyền nói. Phù. Trên quảng trường, bé gái kia thu kiếm lại, thân thể đứng lại, trường kiếm trong tay thu vào trong cơ thể rồi biến mất không thấy, trên khuôn mặt non nớt tràn ngập mồ hôi, khí tức cực kỳ vững vàng. Cứu cứu, làm sao cứu cứu lại tới đây? Thân ảnh nho nhỏ lóe lên. Một đôi cánh bằng chân khí được ngưng tụ sau lưng, hai cánh chấn động lập tức đi tới bên người Lăng Thanh Tuyệt. Du Thược, tới cứu cứu ôm một cái nào. Nhìn thấy tiểu cô nương này, trong mắt Lăng Thanh Tuyệt hiện lên sự yêu thương. Trên Đông Hải, trong lúc nhất thời trên vùng biển yên tĩnh đột nhiên vang lên thanh âm bạo liệt kinh thiên động địa, giống như tiếng sấm vang vọng ở trên Đông Hải. Có người vừa lúc đi ngang qua, lúc này mới nhìn thấy phía xa có người kịch chiến. Tổng cộng có 8 người đem hơn 10 đạo thân ảnh vây khốn vào bên trong. Mỗi một chiêu ra tay đều xé rách không gian, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo lực lượng bài sơn hải đảo. Một mảng lớn hải đảo bị phá hủy, đội ngũ hơn 10 người kia tuyệt đối là cường giả, thế nhưng lại không ngừng có người vẫn lạc. Thanh âm bạo liệt kinh người một lát sau mới bình tĩnh trở lại. Biết rõ tất cả mọi người biến mất lúc này mới có người có dũng khí tới gần, cả phiến hải vực vẫn còn cuồn cuộn không ngớt. Trong một đình viện, 8 đạo thân ảnh rơi xuống, lập tức có một đám thân ảnh đi ra nghênh đón, đúng là đám người Vân Khiếu Thiên. Khí tức trên người 8 người này lúc này có chút hỗn loạn, có mấy dường như có chút chật vật. Khóe miệng mang theo vết máu nhàn nhạt. Đại sư huynh, sao rồi? Long Dương Tôn giả nhìn một lão giả rồi hỏi. Cường giả chín sơn môn kia tổng cộng có hơn 40 người, tổng cộng đã bị chúng ta đánh chết hơn 30 người. Nhưng mà nguyên nhược lan của thiên kiếm môn kia đã đào tẩu. Lão giả này nói nhỏ. Huyễn hồn môn vẫn còn có chuẩn đế xuất ra, hồn anh tự bạo, may mà chúng ta có thể tránh đi nhanh, thế nhưng còn gần chục người lại tiếp tục đào tẩu. Cùng kỳ tôn giả nói. Thế cũng đủ rồi, lần nữa khiến cho bọn chúng bị trọng thương. Lão phụ nhân của Nhật Sát Các trầm giọng nói. Ầm ầm. Trong Huyền Vũ hoàng tộc yên tĩnh đột nhiên ầm ầm rung chuyển. Đất núi rung chuyển, cơ hồ ánh mắt của tất cả tộc nhân Huyền Vũ hoàng tộc đại biến. Động tĩnh từ nơi nào? Ánh mắt Huyền Vũ đại biến, tâm thần dò xét, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Ầm ầm. Cùng một lúc, mặt đất trong lục đại nhân hoàng tộc, Chu Tước hoàng tộc, Bạch Hổ hoàng tộc, Thanh Long hoàng tộc rung chuyển, run rẩy không ngừng. Phong ấn hư không bắt đầu dao động, mật cảnh hư không sắp mở ra. Thân ảnh Huyền Vũ xuất hiện ở trong một thạch thất yên tĩnh, chỉ thấy một khối ngọc giản màu trắng bên trong thạch thất bị nứt vỡ. Sắc mặt Huyền Vũ lập tức đại biến. Hoàng thúc, hư không bí cảnh có lẽ còn quá sớm để mở ra. Cho dù muốn mở ra thì cũng luôn do tứ đại thú hoàng tộc ta cùng lục đại nhân hoàng tộc mới có thể mở ra. Tạo sao lại có thể tự động mở ra được chứ? Huyền Kinh, Huyền Doanh cũng xuất hiện ở trong mật thất,
mắt nhìn ngọc giản bị nghiền nát trong thạch thất, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Phong ấn trên hư không bí cảnh bị giãn nứt, hư không bí cảnh cũng tự nhiên mở ra, lần này cực kỳ không bình thường. Sắc mặt Huyền Vũ biến hóa, lập tức nói. Nhanh liên hệ Bạch Hổ tộc, còn có Thanh Long, Chu Tước nhất tộc, để xem tình huống bên bọn họ như thế nào. Trong sơn mạch yên tĩnh, trên ngọn núi xanh biếc cao tới dạo người, trên cả ngọn núi khổng lồ này giống như có hỏa diễm nóng bỏng đang thiêu đốt, khiến cho không khí trong không gian không ngừng biến hóa, sương mù màu trắng lan tràn ra chung quanh. Trên ngọn núi, một đạo thân ảnh màu xanh khoanh chân mà ngồi, trước mặt hắn là một dược đỉnh màu xanh, linh hỏa hừng hực thiêu đốt, sóng lửa nóng bỏng khuếch tán. Nhiệt độ kinh khủng trên không trung chính là từ chỗ này lan tràn ra. Ở trên ngọn núi cạnh đó có không ít thân ảnh, ánh mắt chăm chú nhìn về phía dược đỉnh và thân ảnh mặc áo bào xanh kia, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng và khẩn trương. Đã là ngày thứ 17 rồi, chỉ mong có thể thuận lợi luyện chế thành công. Thân ảnh xinh đẹp của Bắc Cung Vô Song lóe lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Lâm Thiên ở ngọn núi phía trước. Độc Cô Cảnh Văn nói, đan dược chuẩn đế phẩm cực kỳ khó luyện chế, dùng tu vi linh giả hiện tại của Lâm Thiên, muốn luyện chế ra đan dược chuẩn đế phẩm đúng là không dễ. Bất quá ta có thể cảm giác ra được đan hương trong dược đỉnh ngày càng nồng nặc, chắc hẳn sắp thành công. Nhất định chàng có thể làm được. Đương nhiên chắc hẳn không thành vấn đề, để tin tưởng lão đại. Thân ảnh Tiểu Long từ phía xa đáp xuống, nhìn thân ảnh lão đại phía xa, trong mắt hiện lên sự kiên nghị. Tiểu Long, vừa rồi người Chu Tước nhất tộc vội vàng tới đây, chẳng lẽ có việc gì sao? Độc Cô Cảnh Văn hỏi, Lục Tâm Đồng cùng với Dương Quá ở trong Chu Tước hoàng tộc cho nên trong lòng nàng có chút bất tâm. Không chỉ là người của Chu Tước nhất tộc mà ngay cả Bạch Hổ nhất tộc, Huyền Vũ nhất tộc cũng tới. Tiểu Long cũng không giấu giếm, nói. Bọn họ nói cái gì mà phong ấn trên hư không bí cảnh tự động rạn nứt, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ triệt để mở ra. Cái gì, mật cảnh hư không? Sắc mặt Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh biến hóa, dường như đối với mật cảnh hư không cũng biết không ít. Ông, lúc này ở trên ngọn núi phía trước vang lên tiếng sấm nổ mạnh, tiếng sấm nổ vang vọng trên không gian. Động tĩnh này khiến cho ánh mắt mấy người Tiểu Long, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Bắc Cung Vô Song lập tức nhìn về phía ngọn núi phía trước. Chỉ thấy ở trên ngọn núi phía trước lúc này từ trong dược đỉnh trước mặt Lục Lâm Thiên vang lên tiếng ầm ầm, một cỗ đan hương nồng đậm từ trong chất linh cốc đỉnh truyền ra. Năng lượng bàng bạc ở trong chất linh cốc đỉnh lan tràn ra. Ầm ầm. Cùng một lúc trên không trung, một tiếng sấm sét hung hãn vang vọng. Lập tức trên ngọn núi phong vân biến sắc, vô số mây đen kéo tới, cả ngọn núi khổng lồ run rẩy bất định. Mây đen dày đặc kéo tới, lăng không bao phủ không gian, xen lẫn tiếng sấm sét. Lúc này cả không gian đột nhiên lờ mờ, giống như cả thiên địa bị thứ gì đó bao phủ, năng lượng vô hình chấn động, mặt đất lắc lư, trong khắp sơn mạch, mặt nước bắt đầu cuồn cuộn, nổi lên sóng to gió lớn. Ầm ầm. Trong chất linh cốc đỉnh đột nhiên có một đạo lưu quang màu đỏ phóng lên trời, mang theo một cỗ năng lượng bàng bạc vô hình, cùng với sấm sét trong những đám mây đen dày đặc hô ứng với nhau. Lúc này mọi người mới nhìn thấy trong mây đen dày đặc, trong tiếng sấm vang vọng có một khỏa đan dược màu đỏ xuất hiện, năng lượng kinh người từ trong khuếch tán ra không trung. Thành đan. Cảm nhận năng lượng kinh người lan tràn ra, ánh mắt Độc Cô Cảnh Văn đại hỉ. Trên không trung, động tĩnh kinh người kia khiến cho cả Thanh Long hoàng tộc kinh sợ, lập tức biến mất không thấy gì nữa, mây đen dày đặc cũng bắt đầu khuếch tán. Cùng lúc này con mắt của Lục Lâm Thiên cũng chậm rãi mở ra. Nhìn qua khỏa đan dược màu đỏ trên không trung, trên mặt hiện lên sự vui vẻ. Siêu! Mây đen biến mất, khỏa đan dược màu đỏ kia không ngờ lại muốn chạy trốn, nhanh chóng xẹt qua không gian định rời đi. Còn muốn chạy trốn sao? Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, khẽ phất tay một cái, từ trong lòng bàn tay tuôn ra một cỗ hấp lực ngập trời, gợn sóng trong không gian bị thôn phệ tới. Khỏa đan dược màu đỏ trên không trung cũng bị hút tới lòng bàn tay. Cuối cùng rơi vào trong tay Lục Lâm Thiên. Lão đại, từng đạo thân ảnh lập tức rơi xuống ngọn núi, Tiểu Long đi đầu tới bên người Lục Lâm Thiên. May mắn không làm nhục mệnh, đan dược tụ yêu đế linh đan chuẩn đế phẩm đã được luyện chế thành công. Lục Lâm Thiên khẽ phất tay, một khỏa đan dược màu đỏ cực lớn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Cảm tạ lão đại, ánh mắt Tiểu Long kích động, rốt cuộc hắn cũng luyện chế thành công tụ yêu đế linh đan. Phụ thân có cơ hội khôi phục.
Một lát sau, trong đình viện trong Bách Hoa Cốc, Huyền Hạo nhìn tụ yêu đế linh đan trong tay, ánh mắt có chút kích động, lúc trước hắn tự bạo yêu đan cũng là hành động bất đắc dĩ. Tu vi chuẩn yêu đế, lúc này có cơ hội khôi phục, tâm tình hắn kích động thế nào có thể nghĩ. Tụ yêu đế linh đan đã được luyện chế thành công, Lục Lâm Thiên cũng định rời đi. Hắn đã ở trong Thanh Long Hoàng tộc lâu như vậy rồi, bên ngoài còn có chuyện cần giải quyết. Đế đạo Minh đang khai chiến với Thiên Địa Minh, Lục Lâm Thiên cũng có chút lo lắng, mặc dù nói Thiên Địa Minh gần đây liên tiếp bị trọng thương, thế nhưng hiển nhiên đám người này còn chưa tới mức không có sức hoàn thủ. Mà ngay khi Lục Lâm Thiên đang muốn rời khỏi Thanh Long Hoàng tộc, mọi người lại nhìn nhau, Độc Cô Cảnh Văn khẽ mở miệng, dịu dàng cười nói. Lâm Thiên, chàng không cần phải sốt ruột như vậy, đoán chừng giữa Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh hiện tại cũng không đánh nhau tiếp dược. Tạo sao lại như vậy? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, là như thế này, chuyện hư không bí cảnh có lẽ chàng cũng đã biết. Hư không bí cảnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lóe lên, không không bí cảnh này Lục Lâm Thiên cũng biết một chút. Lúc trước khi lần đầu tiên biết sự tồn tại của hư không bí cảnh, hắn đã được biết từ trong miệng nghĩa phụ Nam Thúc và sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn. Trong đầu Lục Lâm Thiên nhớ tới tin tức về hư không bí cảnh từ trong miệng sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn cùng nghĩa phụ Nam Thúc. Đồn rằng hư không bí cảnh chính là địa phương do Lục Đại Nhân Hoàng tộc cùng Tứ Đại Thú Hoàng tộc thay phiên trấn thủ. Hư không bí cảnh thường cách một thời gian sẽ mở ra một lần, chỉ khi đó mới có thể đi vào. Muốn đi vào hư không bí cảnh ít nhất cũng cần thực lực đã ngoài tôn cấp, vương cấp đi vào chỉ có đường chết. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, lập tức nói. Hư không bí cảnh ta cũng biết rõ một chút, đồn rằng hư không bí cảnh này chính là thứ mà đại chiến thượng cổ lưu lại. Nghe nói cơ hồ tất cả cường giả trên đại lục đều tham dự vào trong đó. Cuối cùng Tứ Đại Thú Hoàng tộc và Lục Đại Nhân Hoàng tộc hy hữu liên thủ với nhau. Địa phương đại chiến khi đó chính là hư không bí cảnh này. Lục Lâm Thiên nhìn qua Huyền Hạo và Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, do dự một chút rồi tiếp tục nói. Nghe nói trận đại chiến khi đó cơ hồ tất cả cường giả của Tứ Đại Thú Hoàng tộc và Lục Đại Nhân Hoàng tộc đều vẫn lạc trong đó. Không ngờ chuyện ngươi biết cũng không phải là ít. Huyền Hạo nói. Bá phụ, chẳng lẽ hư không bí cảnh có động tĩnh gì sao? Lục Lâm Thiên biết rõ hư không bí cảnh chính là một trong ba mật địa mạnh nhất. Lúc trước sư phụ Linh Ngọc Sàng của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn và Tử Lôi Huyền Đỉnh của Huyền Thiên Yêu Tôn đều là từ trong hư không bí cảnh mà ra. Có thể xuất hiện thần khí đủ để thấy được sự khủng bố của bí cảnh này ra sao? Huyền Hạo gật đầu, nói với Lục Lâm Thiên. Ngay mấy ngày hôm trước, phong ấn trên hư không bí cảnh do Lục Đại Nhân Hoàng tộc và Tứ Đại Thú Hoàng tộc bắt đầu rạn nứt, đoán chừng sắp mở ra. Hư không bí cảnh được mở ra, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, trong lúc vô ý dò xét trong nhẫn chữ vật của mình, bên trong giới chỉ của hắn còn có một tấm bản đồ của hư không bí cảnh. Nghe nói bản đồ này vốn là nguyên vẹn, thế nhưng tổng cộng chia thành 13 phần. Lục Đại Nhân Hoàng tộc và Tứ Đại Thú Hoàng tộc mỗi tộc có một phần, còn có 3 phần không rõ nơi hạ lạc. Lâm Thiên, hư không bí cảnh mở ra, bất kể là Đế Đạo Minh và Thiên Địa Minh sợ rằng thời điểm này sẽ phải ngưng chiến, hư không bí cảnh quá mức quan trọng, cho nên ngươi có trở về cũng vô dụng. Ta đoán người trong Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh hiện tại đã nhận tin tức, cường giả nhất định đang đi về phía hư không bí cảnh. Bắc Cung Vô Song nói. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi, chuyện hư không bí cảnh, những đại môn đại phái kia tuyệt đối biết rõ. Huyền Hạo nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, chẳng lẽ ngươi không định đi tới hư không bí cảnh sao? Đương nhiên con muốn đi, con cũng muốn biết một chút. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, hư không bí cảnh được mở ra, Thiên Địa Minh cùng Đế Đạo Minh ngưng chiến, vậy thì hắn cũng không phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi tới hư không bí cảnh cũng như vậy. Sợ rằng Nam Thúc sẽ đích thân đi tới, sư phụ Hàn Băng tôn giả của sư huynh Sát Phá Quân nghe nói bị nhốt ở trong hư không bí cảnh này. Nên như vậy. Huyền Hạo nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ở trong hư không bí cảnh, tất cả cường giả đỉnh cấp ở thời kỳ thượng cổ trên đại lục đều bị vẫn lạc trong đó, cho nên ở trong hư không bí cảnh này có hung hiểm vô tận và kỳ ngộ vô tận. Chỗ hung hiểm này ngay cả người có tu vi chuẩn đế bị nhốt vào bên trong tuyệt đối không thể ra được, thậm chí còn bị đánh chết ở bên trong vô cùng dễ dàng. Ngừng một cái, Huyền Hạo nhìn Lục Lâm Thiên, tiếp tục nói. Có hung hiểm lớn, tự nhiên cũng có kỳ ngộ lớn. Thần khí xuất hiện bên trong cũng không phải là chuyện quá kỳ lạ gì.
Vũ kỹ, linh kỹ thiên cấp cũng từng xuất hiện qua không ít. Nghe đồn thậm chí còn có đan dược đế phẩm ở trong đó, phục dụng đan dược đế phẩm nhiều khả năng sẽ đột phá được thành đế. Họa phúc song hành A, thần khí, vũ kỹ, linh kỹ thiên cấp, đan dược đế phẩm. Lục Lâm Thiên sợ hãi than, có những bảo vật này ở bên trong, sợ rằng cũng đủ để cho tất cả mọi người không sợ chết xông vào tầm bảo bên trong. Huyền Hạo nhìn Lục Lâm Thiên đang kinh ngạc, khẽ thở dài nói. Mà quan trọng nhất còn có những chuyện khác nữa. Bá phụ, chẳng lẽ còn có tồn tại quan trọng hơn thần khí, vũ kỹ, linh kỹ thiên cấp, đan dược đế phẩm sao? Lục Lâm Thiên càng nói càng nghi ngờ, thần khí, vũ kỹ, linh kỹ thiên cấp, đan dược đế phẩm, hẳn là bảo vật cao cấp nhất trên đại lục này. Trên đại lục này còn có rất nhiều điều che giấu, xem ra ngươi còn chưa biết. Độc Cô Cảnh Văn cười yếu ớt nói. Ở trong hư không bí cảnh đặc biệt đối với nhân loại mà nói còn có lực hấp dẫn vô cùng lớn, chỉ là người bình thường cũng không có biết mà thôi. Chẳng lẽ là bởi vì phá toái hư không? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, âm thầm suy nghĩ. Vật so với thần khí, vũ kỹ, linh kỹ thiên cấp và đan dược đế phẩm còn có lực hấp dẫn hơn, Lục Lâm Thiên nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ba bản địa đồ mà tứ đại thú hoàng tộc cùng lục đại hoàng tộc đang không ngừng tìm kiếm trong lời nghĩa phụ nam thúc. Truyền rằng sau khi tụ tập đủ 13 miếng địa đồ có thể tìm được bí mật trọng đại có liên quan tới phá toái hư không. Những năm gần đây lục đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc một khi đi ra bên ngoài đều không buông tha việc tìm kiếm ba mảnh địa đồ còn lại. Lại còn chín bảo vô tự thiên thư cũng có không ít quan hệ với phá toái hư không, trong lúc mơ hồ Lục Lâm Thiên có cảm giác vô tự thiên thư cũng có quan hệ trong đó. Mà tất cả bí mật bên trong hiện tại hắn cũng chưa biết được. Lâm Thiên, chàng không cần suy nghĩ nhiều, chuyện ở trong hư không bí cảnh vô cùng mờ mịt. Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên trầm tư, nói. Trận đại chiến thượng cổ kia có không ít cường giả thượng cổ vẫn lạc bên trong. Cho nên ở trong cũng có truyền thừa của đế giả thượng cổ, nếu như đạt được truyền thừa của đế giả thượng cổ, so với truyền thừa của đế giả bình thường còn mạnh hơn nhiều. Truyền thừa của đế giả thượng cổ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên rung động. Sư phụ Chí Thánh Đại Đế của hắn cũng là đế giả thượng cổ, sư phụ Bất Bại Kiếm Đế của Đại Ca Dương Quá cũng có thể coi là cường giả thượng cổ. Đương nhiên, ở trong hư không bí cảnh nghe nói cũng có quan hệ với phá toái hư không. Chỉ tiếc là mỗi một lần tiến vào trong hư không bí cảnh không có ai phát hiện ra bí mật này hay không. Chuyện này thật giả ra sao không ai được biết, thế nhưng truyền thừa của đế giả thượng cổ là có thật. Lúc trước Huyền Thiên Yêu Tôn ở trong hư không bí cảnh này đạt được truyền thừa của đế giả thượng cổ. Mà Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng là thần khí thượng cổ, so với thần khí bình thường còn cường hãn hơn nhiều. Thần khí hiện tại so với thần khí thượng cổ mà nói, còn kém hơn không ít. Huyền Hạo lần nữa nói với Lục Lâm Thiên. Xem ra, ở trong hư không bí cảnh chính là một nơi quỷ dị. Lục Lâm Thiên mỉm cười, bí cảnh như vậy dù thế nào hắn cũng muốn đi một chuyến. Nếu như có thể nhận được cơ duyên gì đó thì tốt. Ánh mắt khẽ đổi, Lục Lâm Thiên lại hỏi. Ở trong hư không bí cảnh này đế giả có thể tiến vào bên trong hay không? Không thể, cơ hồ tất cả mật địa đế giả không thể tiến vào bên trong. Thế nhưng chuẩn đế lại có thể đi vào. Trong tất cả mật địa cũng chỉ có hư không bí cảnh này thì lục đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc mới có thể tiến vào. Huyền Hạo nói. Như vậy sao? Khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười, trong lòng hắn đã có dự tính. Hư không bí cảnh này thiên địa minh nhất định sẽ có cường giả tôn cấp đi vào bên trong. Coi như là không chiếm được cơ duyên gì trong hư không bí cảnh này vậy thì cũng có thể đại khai sát giới với thiên địa minh. Nếu thiên địa minh còn có chuẩn đế tiến đến thì hắn cũng không cần cố kỵ mà ra tay. Lão đại, huynh không cần phải trở về nữa, chỉ cần đi cùng đệ tiến về hư không bí cảnh là được. Ở trong hư không bí cảnh vô biên vô hạn, còn không ai có thể đi tới cuối cùng, quan trọng nhất chính là ở trong đó khắp nơi đều là hư không. Tiến vào trong đó giống như bản thân tiến vào trong một mê cung cực lớn. Không có địa đồ căn bản không dám xâm nhập vào. Huynh đi theo đệ có lẽ nguy hiểm sẽ nhỏ hơn một chút. Chúng ta ở cùng một chỗ cũng không sợ nguy hiểm gì. Tiểu Long nói với Lục Lâm Thiên, chuyện gì Tiểu Long cũng không gạt lão đại, mà trên người Lục Lâm Thiên còn có một phần địa đồ Tiểu Long cũng còn chưa biết. Cũng tốt. Lục Lâm Thiên gật đầu, chuyện địa đồ Lục Lâm Thiên cũng đã biết. Ở trong hư không bí cảnh đối với người thiên địa minh Lục Lâm Thiên không đặt vào trong mắt, bất quá đối với sự nguy hiểm của bản thân trong hư không bí cảnh Lục Lâm Thiên không thể không để ý.
Từ trước tới nay Lục Lâm Thiên cũng không phải là người tự đại. Hai nha đầu các ngươi cũng có thể cùng nhau đi tới, ta đoán Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc các ngươi cũng đã xuất phát. Đến hư không bí cảnh tự nhiên sẽ gặp được. Huyền Hạo nói với Độc Cô Cảnh Văn và Bắc Cung Vô Song, thân phận nhị nữ hắn cũng đã sớm biết được. Thời gian không còn sớm nữa, các ngươi có thể xuất phát, đoán chừng hư không bí cảnh sắp mở ra. Ở trong đó họa phúc tương phùng, tất cả mọi chuyện phải cẩn thận. Huyền Hạo dặn dò mọi người. Phụ thân, người nhanh dùng tụ yêu đế linh đan đi, chờ sau khi con từ hư không bí cảnh trở về nói không chừng người đã khôi phục. Tiểu Long nói với Huyền Hạo. Được. Huyền Hạo khẽ gật đầu. Từ trong miệng Tiểu Long, Lục Lâm Thiên cũng biết được đại ca Dương Quá đã thuận lợi tiến vào trong thánh địa của Chu Tước Hoàng tộc, hắn cũng thở phào một hơi. Chỉ tiếc là lần này đại ca Dương Quá và Lục Tâm Đồng không có cơ duyên tiến vào hư không bí cảnh, Lục Lâm Thiên có chút tiếc nuối. Trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này cũng chỉ hy vọng đại ca Dương Quá có thể thuận lợi khôi phục, dựa theo lời nói của nghĩa phụ Nam Thúc, nếu như có thể thuận lợi khôi phục trong thánh địa Niết Bàn Dục Hỏa thì cũng là một loại cơ duyên, có thể nhận được không ít chỗ tốt. Nghe nói Lục Tâm Đồng cũng tiến vào trong đó, hy vọng hai người đều có thể nhận được một ít cơ duyên. Cuối cùng Lục Lâm Thiên để Tiểu Long phái tộc nhân Thanh Long Hoàng tộc đưa tin về Phi Linh Môn nói hắn đã đi về phía hư không bí cảnh. Đế Đạo Minh và Thiên Địa Minh đại chiến. Trước tiên không nên hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất có việc thì Đế Đạo Minh sẽ giao cho hai vị phó minh chủ. Hai thời thần sau, đoàn người của Thanh Long Hoàng tộc bắt đầu rời khỏi Thanh Long Hoàng tộc đi về phía hư không bí cảnh. Lúc này người đi về phía hư không bí cảnh của Thanh Long Hoàng tộc cũng không ít. Đại trưởng lão Long Nguyệt cùng với các trưởng lão đều có mặt. Nghe nói thời điểm thượng cổ cũng có không ít tiền bối của Thanh Long Hoàng tộc vẫn lạc ở bên trong. Nếu như có thể đạt được truyền thừa của các tiền bối thượng cổ, tuyệt đối là cơ duyên lớn với mọi người. Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh cũng đi theo cùng một chỗ. Tăng thêm Lục Lâm Thiên và Tiểu Long, chuyến đi này có không dưới 30 người đi tới hư không bí cảnh. Tộc nhân Thanh Long Hoàng tộc có tu vi ngoài bát giai mới có cơ hội. Người tới bát giai đi vào chỉ có thể chết không thể nghi ngờ, cho nên cũng không đi theo. Ở trong Thanh Long Hoàng tộc có đường hầm không gian đi thẳng tới hư không bí cảnh, ngược lại cũng giảm bớt không ít phiền toái, mọi người tiến vào đường hầm không gian đi về phía trước. Từ trong miệng Độc Cô Cảnh Văn và Bắc Cung Vô Song, Lục Lâm Thiên cũng đã biết được ở trong thập đại hoàng tộc đều có đường hầm không gian đi tới hư không bí cảnh. Trong hải vực vô biên, cả hải vực vô biên bao la tối tăm giống như một mảnh hỗn độn. Giống như đây là nơi cuối cùng trong thiên địa. Trong hải vực này vốn yên tĩnh, mấy ngày trước lại đột nhiên xuất hiện một động sâu cực lớn trong không gian giống như lỗ đen. Cửa động ở trong gợn sóng xoay tròn giống như một cái vòi rồng, giống như muốn thôn vệ không gian này. Một cỗ khí tức cổ xưa, trường tồn với thời gian lan tràn ra, khí tức bàng bạc lan tràn, người có tu vi dưới tôn cấp căn bản không có cách nào tới gần. Siêu! Hải vực bao la lúc này giống như biển gầm cuồn cuộn mấy ngày, cột sóng cao hơn trăm thước từng đợt cuồn cuộn. Yêu thú trong nước ở chung quanh hải vực kinh hãi, ẩn nấp chung quanh, căn bản không dám tới gần khu vực này. Trên một hải đảo xanh biếc xa xa có không ít thân ảnh đáp xuống vàng tảng đá cao nhất trên hải đảo. Đám người Tử Yên, Lam Thập Tam, Tử Đồng trưởng lão ở trong đó, đám người này chính là cường giả thiên địa các. Nhìn động tĩnh kinh người trong không gian phía xa. Giống như một đầu hung thú thượng cổ đang thức tỉnh, muốn thôn vệ không gian này. Hư không bí cảnh còn 50 năm nữa mới được mở ra, tại sao lục đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc lại mở ra sớm như vậy? Kình Linh Vương đã đạt tới tôn cấp hiện tại hẳn nên gọi là Kình Linh Tôn giả, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Khí tức từ trong động sâu phía trước lan tràn ra khiến cho tim hắn đập nhanh hơn. Lúc này hư không bí cảnh tự động mở ra. Cũng không phải là do tứ đại thú hoàng tộc và lục đại nhân hoàng tộc gây ra. Đôi mắt lung linh như bảo thạch của Tử Yên nhìn về phía trước, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc. Bất kể như thế nào thì chúng ta cũng phải xông vào trong hư không bí cảnh. Trong mắt Lam Thập Tam hiện lên vẻ chờ mong. Tử Yên, Lam Thập Tam, hai người các ngươi là thánh tử và thánh nữ, lần thứ nhất trước đó chúng ta đã thất bại. Hy vọng lần này hai người có thể thành công. Sự tồn tại của thánh tử và thánh nữ trong thiên địa các cũng là vì hư không bí cảnh. Nếu như lần này các ngươi thất bại thì một nửa kia các ngươi cũng không có cách nào hoàn thành. Trong các sẽ một lần nữa tìm kiếm thánh tử, thánh nữ mới. Chờ đợi lần mở ra tiếp theo của hư không bí cảnh.
Tử Đồng trưởng lão nhìn Tử Yên và Lam Thập Tam nghiêm túc nói. Vâng. Tử Yên và Lam Thập Tam không dám khinh thường, lập tức nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên bọn họ hiểu rõ, sự tồn tại của thánh tử và thánh nữ cũng là vì vật mà tiền bối thiên địa các lưu lại trong hư không bí cảnh. Chỉ có đến tôn cấp mới có thể tiến vào trong hư không bí cảnh. Mà bọn họ cũng may mắn không làm nhục mệnh, đã sớm tới tôn cấp chính là vì chờ đợi tiến vào trong hư không bí cảnh. Sau khi các ngươi tiến vào bên trong không cần tìm kiếm thêm cơ duyên, chỉ cần đi thẳng tới vị trí trong các lưu lại. Đạt được cơ duyên của tiền bối trong các lưu lại so với tất cả cơ duyên khác còn mạnh hơn nhiều. Nếu như các ngươi có thể thuận lợi đạt được những thứ do tiền bối trong các lưu lại thì về sau nguyên nhược lan kia ở trước mặt các ngươi cũng không là cái gì. Ánh mắt Tử Đồng trưởng lão biến đổi, thứ tiền bối trong các lưu lại tuyệt đối là cơ duyên lớn nhất. Nàng cùng với thánh tử năm đó tiến vào trong đó thế nhưng cũng không có thành công, thất bại trong gang tấc. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người hai người Lam Thập Tam và Tử Yên. Nếu như có thể đạt được thứ tiền bối trong các lưu lại, không biết so với Lục Lâm Thiên sẽ thế nào. Trong mắt Lam Thập Tam hiện lên chiến ý, bị đả kích bởi Lục Lâm Thiên, Nguyên Nhược Lan, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Lăng Thanh Tuyền, hắn cũng không bị mất chiến ý và sự tin tưởng vào bản thân mình mà tiếp tục khổ luyện. Trình độ kiên nghị của hắn người bình thường còn xa mới có thể đuổi kịp. Sợ rằng người bình thường đã sớm buông bỏ, thế nhưng hắn lại không buông bỏ. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn có thể trở thành thánh tử của thiên địa các. Tử Yên trưởng lão nhìn Lam Thập Tam khẽ nói. Dựa theo đạo lý mà nói, nếu như các ngươi có thể lấy được thứ tiền bối trong các lưu lại, trên đại lục này ngày sau các ngươi sẽ không có địch thủ. Thế nhưng Lục Lâm Thiên lại là một dị số trong đó. Lục Lâm Thiên, ta hy vọng có cơ hội có thể chiến một trận với ngươi. Trường bào trên người Lam Thập Tam run lên, trong mắt tràn ngập chiến ý. Trong hải vực, sóng biển bên dưới động sâu trong không gian cuồn cuộn, vô số hải đảo bị bao phủ vào bên trong. Hải đảo cách đó vạn dặm cũng bị chìm ngập. Trên một hải đảo xanh ngắt, từng cơn sóng lớn vỗ vào hải đảo, giống như muốn phá hủy hải đảo, tiếng ầm ầm vang vọng không ngừng. Hư không bí cảnh sắp mở ra. Trên hải đảo có không ít thân ảnh đứng đó, đi đầu là mấy đạo thân ảnh. Trong đó có Lăng Thanh Tuyền, Lăng Thanh Tuyệt. Muội muội, ở trong hư không bí cảnh cơ duyên vô hạn, nếu như chúng ta có thể nhận được cơ duyên nói không chừng có thể lần nữa ngăn chặn được Lục Lâm Thiên. Trong ánh mắt của Lăng Thanh Tuyệt hiện lên sự chờ mong. Ở trong hư không bí cảnh cũng có nguy hiểm cực lớn, cũng khá lớn. Lăng Thanh Tuyền nói. Siêu siêu. Ở trong không gian gió nổi mây phun. Đột nhiên giữa không trung có 20 đạo thân ảnh mang theo một cỗ uy áp bàng bạc xuất hiện. Đi đầu là một người mặc bộ váy dài màu lam nhạt, trên mặt thêu đồ án hổ điệp bằng tơ vàng. Ánh mắt nhàn nhạt quét qua chung quanh, khuôn mặt không trang điểm vẫn không thể giảm bớt sự tuyệt sắc của nàng. Nữ tử này xuất hiện trên không trung, đạp không mà đứng, hai mắt như nước. Lại mang theo ánh mắt lạnh lẽo như băng, ánh mắt nhìn về phía động sâu cực lớn trong không gian. Tuổi chừng 16. Làn da trắng nõn nà, mái tóc màu xanh tung bay sau lưng tản ra mùi thơm ngát, cực kỳ động lòng người, đẹp đẽ mà uy nghiêm. Thần nữ, hình như là người thác bạc gia cũng tới. Bên người nữ tử mặc váy dài màu lam có một lão phụ nhân khuôn mặt già nua, hai mắt sáng ngời, ánh mắt nhìn về phía không gian xa xa. Gợn sóng yên tĩnh trong không gian đột nhiên lắc lư, từ phía chân trời đột nhiên có 20 đạo thân ảnh xuất hiện mang theo khí tức kinh người chấn động. Trong đó mơ hồ có uy áp lan tràn. 20 đạo thân ảnh này xuất hiện, ánh mắt chăm chú nhìn về phía bên này. Hai người đi đầu có một thanh niên ước chừng 29 tuổi, thân thể cao ngất, ngũ quan tuấn lãng, trên người mặc một bộ hoàng bào, bên trên thêu hoa văn mãng xà. Trong mắt thanh niên mặc hoàng bào này mang theo sự ngạo nghễ. Khi người này xuất hiện, không gian đang lắc lư chung quanh lập tức yên tĩnh, không thể dung chuyển không gian quanh thân hắn. Bên người thanh niên này còn có một lão giả già nua mặc hoàng y, hai mắt sáng sủa, giống như khiến cho người ta liếc vào trong lúc vô hình tim sẽ đập nhanh hơn. Hóa ra Thái Công gia tộc đã tới. Lão giả mặc hoàng y nhìn nữ tử mặc váy dài màu lam cùng với lão phụ nhân áo trắng. Thác Bạt đỉnh, Thác Bạt gia tộc các ngươi đến cũng không chậm a hát. Lão phụ nhân áo trắng không mặn không nhạn nói, người này chính là đại trưởng lão của Thái Công hoàng tộc gọi là Thái Công Tố. Nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu lan bên người chính là thần nữ Thái Công Tĩnh Nhiễm.
Về phần lão giả mặc hoàng y cùng với thanh niên tràn ngập ngạo khí kia chính là thần tử Thác Bạt Thanh Vũ cùng với Thác Bạt Đỉnh. Thác Bạt gia này lúc trước còn bị Lục Tâm Đồng và Dương Quá trà đạp qua, cuối cùng còn bị Lục Tâm Đồng hung hăng vơ vét một lần. Thác Bạt gia thấy có lợi sẽ chui vào, đương nhiên sẽ tới sớm một chút. Trước không trung, gợn sóng trong không gian lóa lên, thanh âm xuyên thấu không gian truyền ra. Gợn sóng trong không gian lóe lên một cái, thanh âm vừa dứt, hai mươi mấy người này vừa mới xuất hiện lập tức lơ lửng trên không trung, khí tức lập tức kéo lên giống như có hỏa diễm thiêu đốt. Gợn sóng trong không gian dần dần biến thành màu hồng nhạt. Công Tôn Kiền Nhũng, có bản lĩnh thì ngươi đừng đến. Hư không bí cảnh tự động mở ra, không phải Công Tôn gia tộc các ngươi cũng tới hay sao? Thác Bạt Đỉnh nhìn người vừa mới tới nói, ánh mắt già nua trầm xuống, dường như giữa hai tộc có một chút khúc mắt. Ta cũng chưa từng nói Công Tôn gia tộc ta không tới. Có một chút tiện nghi đương nhiên không thể để cho Thác Bạt gia các ngươi vơ vét hết. Người nói chuyện chính là lão giả áo hồng của Công Tôn gia tộc. Lão giả áo đỏ này tuổi từng thất tuần, thân thể tục tằn, hai mắt long lanh như sao. Nếp nhăn trên trán mang theo màu đỏ, mắt nhìn Thác Bạt Đỉnh mỉm cười, cũng không có chút khách khí với Thác Bạt Đỉnh. Hắn gọi là Công Tôn Kiền Nhũng là đại trưởng lão của Công Tôn Hoàng tộc. Đương nhiên cũng có tư cách không cần khách khí với Thác Bạt Đỉnh. Bên người lão giả áo đỏ này có một người trẻ tuổi đứng đó. Trên người mặc hoàng bào màu đỏ, bên trên thêu một đầu dị thú dữ tợn phun ra lửa. Thân thể rắn chắc cường tráng, ánh mắt như sao, trong lúc vô hình hiện lên một cỗ ngạo khí, khí chất bất phàm. Ánh mắt thanh niên này lạnh nhạt nhìn về phía thanh niên cao ngất kia. Thác Bạt Đỉnh, Công Tôn Kiền Nhũng, hai lão gia hỏa các ngươi đấu miệng lưỡi làm gì? Bằng không đấu một trận, để cho ta nhìn xem thực lực các ngươi những năm này rốt cuộc đã tới bước nào. Ha ha! Một tiếng cười to vang vọng trong không gian. Thanh âm vừa dứt, gợn sóng trong không gian lóe lên, lần nữa có 20 đạo thân ảnh xuất hiện mang theo một cỗ chấn động thuộc tính phong. Lão giả nói chuyện này có khuôn mặt hồng hào, tóc trắng đầy đầu. Thiên Viên Tùng, người đừng có châm ngòi thổi gió, muốn đánh cũng phải đợi sau khi rời khỏi hư không bí cảnh. Nếu như chúng ta bị thương không phải là tiện nghi cho ngươi sao? Tuy rằng tính khí của Công Tôn Kiền Nhũng táo bạo, thế nhưng cũng không ngốc như vậy, sẽ không để cho người khác chiếm tiện nghi. Thật sao, không đánh cũng được, vậy thì ta đợi sau khi rời khỏi hư không bí cảnh quan khán trận chiến của các ngươi. Thiên Viên Tùng mỉm cười. Thiên Viên Tùng, hy vọng ngươi còn có thể thuận lợi đi ra. Đừng để đến lúc đó thân bị vây trong hiểm cảnh không ra được. Thác Bạt Đỉnh trừng mắt nhìn Thiên Viên Tùng. Yên tâm đi, nếu ta không ra được nhất định cũng phải lôi kéo ngươi. Tránh cho một người tịch mịch, người nói có đúng không? Thiên Viên Tùng dường như cũng không tức giận, mỉm cười nói. Bên người Thiên Viên Tùng là một thanh niên tuấn lãng bất phàm, nhìn cho người ta có cảm giác thong dong, khí chất bất phàm. Trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đang nhìn về phía Thái Công Tĩnh Nhiễm, Công Tông Tông Nguyên, Thác Bạt Thanh Vũ, thanh niên này khẽ gật đầu, thái độ cực kỳ thân mật. Đám người Thái Công Tĩnh Nhiễm, Công Tôn Tông Nguyên, Thác Bạt Thanh Vũ cũng khẽ gật đầu. Chư vị cũng đến sớm a. Lúc này trên không trung, gợn sóng không gian lắc lư, lại có hai đội ngũ nữa xuất hiện, mỗi đội ngũ có 20 đạo thân ảnh. Bên trái chính là người của Bắc Cung gia tộc, đầu lĩnh chính là đại trưởng lão Bắc Cung Chi. Sau khi cùng Lục Lâm Thiên đánh một trận, dường như Bắc Cung Chi có không ít thu hoạch, ánh mắt ngày càng thâm thúy. Đám cường giả trẻ tuổi như Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hạo Nam đều có mặt ở bên trong. Bên phải là người của Độc Cô gia tộc cũng là 20 đạo thân ảnh, khí tức như ẩn như hiện, khí thế trong lúc vô hình lại cực kỳ mạnh mẽ. Trong đám người dẫn đầu có một lão giả mặc áo trắng tuổi chừng lục tuần. Nếu như Lục Lâm Thiên có mặt lúc này tự nhiên có thể nhận ra, chính là đại trưởng lão Độc Cô gia tộc Độc Cô Phàm Vân, bên người còn có tam trưởng lão Độc Cô Lâm Khoa của Độc Cô gia tộc. Bên cạnh hai vị trưởng lão này còn có ba huynh đệ Độc Cô Trường Không, Độc Cô Trường Phàm, Độc Cô Trường Linh. Những người khác đều là trưởng lão Độc Cô gia tộc. Các ngươi cũng không muộn a. Đám người Thái Công gia, Công Tôn gia, Thác Bạt gia, Hiên Viên gia, tứ đại nhân hoàng tộc nhìn thấy thần nữ của Độc Cô gia cùng với Bắc Cung gia còn chưa tới, ánh mắt cả đám có chút nghi hoặc. Loại trường hợp này người trẻ tuổi thường có cơ hội đạt được cơ duyên lớn. Thần nữ nhị tộc không đến khiến cho bọn họ có chút ngoài ý muốn. Sau khi hàn huyên một phen, lục đại nhân hoàng tộc mới nhìn về phía động sâu đang khiến cho không gian gió nổi mây phun kia.
Động sâu khổng lồ này đang không ngừng xoay tròn, diện tích đang mở rộng, khí tức cổ xưa trường tồn với thời gian kia ngày càng nồng đậm. Càng ngày càng khiến cho trong lòng mọi người run sợ. Khí tức này khiến cho lục đại nhân hoàng tộc như bọn họ cũng chịu ảnh hưởng. Hư không bí cảnh lần này dường như có chút khác thường. Dựa theo thời gian còn phải 50 năm nữa mới có thể mở ra. Thế nhưng không ngờ lúc này lại tự động phá hủy phong ấn của lục đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc chúng ta. Không biết trong hư không bí cảnh có biến cố gì khác không? Trong mắt Độc Cô Phàm Vân có chút lo lắng. Lần này hư không bí cảnh có chút khác thường, chúng ta phải chú ý nhiều một chút. Phải liên thủ mới có thể đối kháng được với tứ đại thú hoàng tộc, không để cho tứ đại thú hoàng tộc kia chiếm tiện nghi. Thác Bạt Đỉnh nói. Đúng vậy, ở trong hư không bí cảnh ta tin rằng tất cả mọi người đều biết nên làm thế nào. Hiên Viên Tùng nói. Chư vị, thú hoàng tộc cũng đã tới. Hiên Viên Tùng vừa mới dứt lời, ánh mắt già nua của Độc Cô Phàm Vân nhảy lên, lập tức nhìn về phía trước. Tộc nhân các tộc cũng nhìn theo. Đối với tứ đại thú hoàng tộc, người của lục đại nhân hoàng tộc đều cực kỳ kiêng kỵ, Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ. Thiên phú của tứ đại thú hoàng tộc này so với nhân loại còn mạnh hơn một chút. Đồn rằng ở thời xa xưa chỉ có lục đại nhân hoàng tộc liên thủ mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn tứ đại thú hoàng tộc, chỉ là áp chế mà thôi, cũng không phải là chiến thắng, bởi vậy có thể thấy được thực lực của tứ đại thú hoàng tộc ra sao. Siêu siêu. Cách đó không xa, gợn sóng trong không gian xuất hiện ba động. Từng đạo thân ảnh lập tức xuất hiện. 20 đạo thân ảnh bên trái chính là đại trưởng lão Huyền Vũ hoàng tộc Huyền Phạt, hoàng tử Huyền Kình, Huyền Doanh. Bên cạnh Huyền Vũ hoàng tộc chính là Bạch Hổ hoàng tộc, dẫn đầu là một lão giả hai mắt như sao, mái tóc màu trắng. Toàn thân lão giả này trong lúc vô hình mang theo một cỗ khí tức vương giả, bên người còn có một thanh niên áo trắng chừng 23 tuổi, dáng người tụn tằn, hổ y cũng có mặt trong đó. Mà 20 thân ảnh nóng bỏng. Những thân ảnh này giống như hỏa diễm trong không trung, khí tức cực kỳ nóng bỏng, đầu lĩnh là một nữ tử tuyệt sắc mặc váy đỏ, cũng chính là nhị công chúa của Chu Tước hoàng tộc Chu Thần Nhu. Lúc này Chu Thần Hy vô cùng ngoan ngoãn đứng bên cạnh tỷ tỷ, trong đôi mắt to đen nhánh hiện lên sự giảo hoạt, dung nhan tuyệt mỹ mang theo vẻ trẻ trung, thế nhưng lại có thân thể mềm mại, đường cong lung linh. Thân ảnh vừa mới xuất hiện lập tức nhìn vào trong động sâu cực lớn trong không gian. Đại trưởng lão Huyền Phạt của Huyền Vũ tộc, đại trưởng lão Hổ Lỗ của Bạch Hổ tộc, nhị công chúa Chu Tước hoàng tộc Chu Thần Nhu đều tới. Lục đại nhân hoàng tộc nhìn về phía tam đại thú hoàng tộc. Nghe nói mấy người trẻ tuổi trong thú hoàng tộc cũng không tầm thường. Bắc Cung Chi nói, bất phàm thì thế nào, lục đại nhân hoàng tộc chúng ta đã mở ra thần điện, lục đại thần tử cùng thần nữ đều đạt được truyền thừa cao nhất, sợ rằng tứ đại thú hoàng tộc cũng khó có thể chống lại. Ánh mắt Độc Cô Phàm Vân khẽ biến ảo. Cái này cũng không biết được, tứ đại thú hoàng tộc cũng không thể khinh thường. Nghe nói tộc trưởng Long Ngộ của Thanh Long hoàng tộc đã thoái vị, phá lệ đem chức vị tộc trưởng giao cho ngoại tôn. Về phần là ai thì chúng ta cũng không biết rõ. Thái Công Tố nói. Thanh Long hoàng tộc dường như còn chưa tới a. Công Tôn Kiền Nhũng nói. Lại có người tới, có lẽ chính là Thanh Long hoàng tộc. Độc Cô Phàm Vân nói. Siêu siêu. Phía trên không gian lần nữa chấn động, từng đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện trên không trung. Từng đạo thân ảnh xuất hiện, ánh mắt lập tức bị động sâu cực lớn trong không gian hấp dẫn. Năng lượng thật mạnh mẽ, đây chính là cửa vào của hư không bí cảnh sao? Lục Lâm Thiên nhìn động sâu khổng lồ trong không gian, một cỗ khí tức cổ xưa, trường tồn với thời gian lan tràn ra, trong lúc vô hình khiến cho tim hắn đập nhanh hơn. Khí tức này có chút quỷ dị a. Trường bào màu vàng trên người Tiểu Long tung bay, ánh mắt nhìn động sâu cực lớn trong không gian cực kỳ nghi hoặc, khí tức này cũng khiến cho hắn bị ảnh hưởng. Lâm Thiên, Tiểu Long, đây chính là cửa vào của hư không bí cảnh. Hiện tại không gian gần cửa vào còn chưa ổn định, người có tu vi tôn cấp bình thường nếu dám đi vào nhất định sẽ bị xé nát thành mảnh vỡ. Người có tu vi tôn cấp cao trọng đi vào cũng hung hiểm vô cùng. Cửa vào không gian này vốn bị lục đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc phong ấn, thế nhưng lúc này hư không bí cảnh lại tự động phá vỡ phong ấn, chuyện này quá mức không bình thường. Đến lúc đó các con đi vào tất cả phải cẩn thận một chút. Đại trưởng lão Long Nguyệt nói. Vâng, bà ngoại. Lục Lâm Thiên cùng Tiểu Long gật đầu, dưới cỗ khí tức này Lục Lâm Thiên đương nhiên không thể chủ quan. Tâm thần lan tràn ra dò xét,
hắn cũng phát hiện ra chung quanh có không ít thân ảnh. Ánh mắt quét qua, đây đều là người các đại hoàng tộc, tuyệt đại bộ phận đều là người quen. Chỉ có ở trong đám người Hổ Y, ngoại trừ Hổ Y ra Lục Lâm Thiên cũng không nhận ra ai. Lão đại, đó là tộc nhân Bạch Hổ tộc, bên người Hổ Y chính là ca ca của nàng Hổ Tu. Lão gia hỏa kia chính là đại trưởng lão Bạch Hổ tộc Hổ Lỗ. Thế nhưng thực lực đều bình thường. Nhìn thấy Tiểu Long đang đánh giá người của Bạch Hổ hoàng tộc, Tiểu Long truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên khẽ cười khổ, hiện tại Tiểu Long không đặt mấy người có tu vi bình thường vào trong mắt, đương nhiên hiện tại Tiểu Long tuyệt đối có được thực lực này. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn về phía nhị công chúa Chu Thần Nhu khẽ gật đầu chào hỏi, đại ca Dương Quá và Lục Tâm Đồng còn đang ở trong thánh địa của Chu Tước Hoàng tộc, hắn cũng không nên thất lễ. Chu Thần Nhu nhìn về phía Lục Lâm Thiên, nhìn thấy Lục Lâm Thiên gật đầu với mình nàng cũng gật đầu lại. Tiểu Long, thân ảnh xinh đẹp của thần hy lóe lên lập tức đi tới trong đội hình của Thanh Long Hoàng tộc. Đôi chân thon dài hiện lên dưới bộ y phục màu đỏ, tạo thành đường cong mềm mại, cao vê upsilon t, có thể nói nóng bỏng tới cực điểm. Hừ, trong Bạch Hổ Hoàng tộc, hổ tu kia nhìn thấy thần hy đi tới bên cạnh Tiểu Long, trong mắt hiện lên sự không vui. Tiểu Long, nhìn thấy thần hy đi tới bên người Tiểu Long, hổ y cũng không chịu thua kém. Thân ảnh mềm mại lóe lên, gợn sóng quanh thân chấn động, tốc độ dường như cũng không thua kém thần hy một chút nào. Lập tức đáp xuống bên cạnh thần hy và Tiểu Long, nhị nữ cơ hồ đồng thời đáp xuống bên người Tiểu Long. Ồ, người của Thanh Long hoàng tộc đáp xuống, từng đạo ánh mắt trong lục đại nhân hoàng tộc lập tức kinh ngạc. Cơ hồ tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Lục Lâm Thiên và Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, mấy đạo thân ảnh này đều cực kỳ chú ý. Nhìn thấy mấy người Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn không ngờ lại ở trong Thanh Long Hoàng tộc, đây chính là điều mà khiến cho người của Lục Đại Nhân Hoàng tộc kinh ngạc. Lâm Thiên, chúng ta qua đó đi. Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn nhìn Lục Lâm Thiên nói. Người của Bắc Cung gia và Độc Cô gia tới, các nàng đương nhiên không thể ở lại trong Thanh Long Hoàng tộc được nữa. Tuy rằng nhân tộc và thú tộc đã sớm ngưng chiến, thế nhưng quan hệ giữa thú tộc và nhân tộc không quá hòa hợp. Điểm này nhị nữ biết rõ cho nên cũng không muốn người khác suy đoán linh tinh. Được. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu. Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn gật đầu với đại trưởng lão Long Nguyệt, thân ảnh nhảy lên, lập tức nhảy vào trong đội hình của gia tộc mình. Tiểu thư, sao người lại đi cùng người của Thanh Long Hoàng tộc? Trong Độc Cô gia tộc, Độc Cô Phạm Vân, Độc Cô Lâm Khoa lập tức nghi hoặc truyền âm nói với Độc Cô Cảnh Văn. Việc này cũng không có gì. Chỉ là đi Thanh Long Hoàng tộc tìm hiểu một phen mà thôi. Độc Cô Cảnh Văn cũng không nói thêm gì, thu hồi ánh mắt mang theo một cỗ hàn ý nhàn nhạt cho nên Độc Cô Phạm Vân cũng không hỏi tiếp. Địa vị trong tộc sau khi thần điện mở ra, thân phận đại trưởng lão của hắn hiện tại còn dưới Độc Cô Cảnh Văn. Lúc này ba huynh đệ nhìn Độc Cô Trường An, Độc Cô Trường Phàm cùng Độc Cô Trường Linh nhìn Lục Lâm Thiên trong Thanh Long Hoàng tộc, trong mắt có chút nghi hoặc. Ở trong ánh mắt của Độc Cô Trường An có một cỗ oán hận thật sâu. Ngày đó chịu nhục ở trong Độc Cô gia tộc hắn làm sao có thể quên. Những năm gần đây ở trong tộc chuyện này khiến cho hắn trong lúc vô hình khó mà ngẩng đầu lên được. Trong Bắc Cung gia tộc, dường như Bắc Cung Chi và mấy vị trưởng lão cũng đang hỏi Bắc Cung Vô Song thứ gì đó. Trong đám người, đôi mắt xinh đẹp của Thái Công Tĩnh Nhiễm biến ảo, nhìn về phía Lục Lâm Thiên xa xa cùng với Bạch Linh một hồi lâu. Lục Lâm Thiên này dường như ở bất kỳ nơi nào cũng có mỹ nữ bồi tiếp. Ánh mắt Hiên Viên Triệt lóe lên, lập tức mỉm cười mang theo không gian chấn động nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi gật đầu. Lục Lâm Thiên cảm giác không gian chấn động, ánh mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy Hiên Viên Triệt gật đầu, hắn cũng gật đầu lại. Trong lúc mơ hồ Lục Lâm Thiên cảm giác được Hiên Viên Triệt này cũng có chút cao thâm mặt chắc. Người trẻ tuổi trong các đại hoàng tộc thì Hiên Viên Triệt này là nhân vật có tâm trí khủng bố nhất. Sợ rằng Độc Cô Cảnh Văn còn ở phía sau hắn. Cũng vào lúc này Lục Lâm Thiên đột nhiên cảm giác được có không ít ánh mắt không quá thiện chí nhìn vào trên người mình. Cảm nhận khí tức, Lục Lâm Thiên nhìn lại, đúng là mấy người của Thác Bạc gia, trong đó còn có thần tử Thác Bạt Vũ. Trong đầu Lục Lâm Thiên suy nghĩ, sợ rằng là vì lúc trước đại ca Dương Quá và Lục Tâm Đồng trà đạp Thác Bạt gia này khiến cho Thác Bạt hoàng tộc này trong lòng có chút bất mãn. Huống chi Lục Tâm Đồng còn xảo trá vơ vét Thác Bạt hoàng tộc một phen. Nhìn qua động sâu trong không gian đang tiếp tục biến hóa tạo ra động tĩnh khủng bố, ánh mắt khẽ biến đổi. Trong lòng Lục Lâm Thiên có chút ý,
Thác Bạt hoàng tộc này đối với hắn cũng không có thiện ý, rất có thể đám người này ở trong hư không bí cảnh sẽ có ý đồ xấu với hắn. Thác Bạt gia dường như có chỗ bất mãn a, chẳng lẽ bản thân ta có chỗ đắc tội với Thác Bạt gia các vị sao? Nếu như có, ta thành thật xin lỗi. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên, thả người nhảy lên không trung, bước qua không gian, thân ảnh đi tới trước người đám người Thác Bạt gia tộc, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Thời gian này ánh mắt Lục Lâm Thiên đã dò xét tu vi của tất cả người Thác Bạt gia tới đây vào trong mắt, tất cả đều là tôn cấp. Thác Bạt Thanh Vũ đã là vũ tôn cửu trọng, đại trưởng lão Thác Bạt Đỉnh có khí tức cực kỳ tương tự với đại trưởng lão Bắc Cung gia Bắc Cung Chi khi trước, hẳn đã một chân bước ra khỏi cấp độ tôn cấp. Đương nhiên loại thực lực này Lục Lâm Thiên cũng không quá để ý. Hình như Lục Lâm Thiên chủ động muốn tìm Thác Bạt gia gây phiền phức. Thác Bạt gia này dường như cũng không có thiện ý với Lục Lâm Thiên. Hẳn là lần trước ở trong Độc Cô gia tộc, Thác Bạt gia tộc đã bị thiệt thòi trong tay Dương Quá và Lục Tâm Đồng, nghe nói còn bị vơ vét một phen. Lục Lâm Thiên vừa mới dứt lời, từng đạo ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên và tộc nhân Thác Bạt gia tộc. Nhìn hành động này mọi người có thể lờ mờ đoán ra được một ít. Lục Lâm Thiên không ngờ lại chủ động tới gây phiền phức cho Thác Bạt gia tộc khiến cho đám người chung quanh có chút nghi hoặc. Không ít người thầm nghĩ, Lục Lâm Thiên này tuy rằng cường hãn, thế nhưng chủ động tìm Thác Bạt hoàng tộc gây phiền phức là một hành động không sáng suốt và tự đại. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đi tới trước mặt đám người Thác Bạt gia, tuy rằng trên môi nở nụ cười, Bạch Linh nheo mắt, nàng cực kỳ hiểu tính cách của Lục Lâm Thiên. Vừa rồi ở trong Thác Bạt gia dường như có không ít ánh mắt không mấy thiện ý quét tới. Bạch Linh cùng Tiểu Long nhìn nhau, thân ảnh hai người lóe lên, cũng đi tới sau lưng Lục Lâm Thiên. Siêu siêu, từng đạo ánh mắt trong tứ đại thú hoàng tộc cũng nhìn về phía Lục Lâm Thiên và Thác Bạt gia tộc, yên lặng xem náo nhiệt. Lục Lâm Thiên, ngươi nên yên tĩnh thì tốt hơn, nể mặt Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc ta có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Thác Bạt Đỉnh biết rõ Lục Lâm Thiên bất phàm, vừa rồi ánh mắt của thần tử cùng với mấy thanh niên tài tuấn trong tộc mang theo hàn ý nhìn về phía Lục Lâm Thiên hắn cũng đã nhìn thấy. Chỉ là lúc này hư không bí cảnh sắp mở ra, hắn cũng không muốn động thủ với Lục Lâm Thiên này. Nể mặt Độc Cô gia cùng với Bắc Cung gia ta cũng coi như chuyện này chưa từng xảy ra, nếu như sau này có kẻ dám có ý đồ sau lưng ta, đừng trách bản tôn không khách khí. Có bản lĩnh thì đứng ra. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh lùng nhìn về phía mấy thanh niên tài tuấn cùng với thần tử Thác Bạt Thanh Vũ. Trong ánh mắt nhàn nhạt của Lục Lâm Thiên xen lẫn hàn ý, cũng không có chút khách khí nào. Ở chung với mấy đại hoàng tộc này lâu, Lục Lâm Thiên cũng hiểu ra một đạo lý. Biện pháp duy nhất để cho bọn họ thành thật là phải có thực lực tuyệt đối. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới khiến cho bọn họ thành thực. Lão đại, người ta làm sao dám tiến lên, người ta cũng biết sợ chết a. Tiểu Long châm biếm nói, hắn cũng nghe nói sự lợi hại của lục đại nhân hoàng tộc này, thế nhưng lúc này hắn là tộc trưởng của Thanh Long hoàng tộc, tự nhiên sẽ không để lục đại nhân hoàng tộc trong lòng. Nghe Tiểu Long nói vậy, ánh mắt của đám người Thác Bạt gia lập tức khó coi. Thế nhưng bọn họ đã chứng kiến thực lực của Lục Lâm Thiên cho nên đều nhịn ở trong lòng, không dám nói thêm gì. Trước mặt người khác bọn họ có ngạo khí của Thác Bạt hoàng tộc, chỉ là hiện tại đối mặt với Lục Lâm Thiên, ngạo khí của bọn họ đã sớm bị đánh nát. Lục Lâm Thiên, ngươi nên đi tới thú tộc đi, hiện tại ở đây cũng không có ai chào đón ngươi. Cơ mặt Thác Bạt Thanh Vũ co rúm một thoáng. Thân là thần tử Thác Bạt gia, lúc này bị người ta uy hiếp tới tình trạng này khiến cho trong lòng hắn cực kỳ tức giận. Một cỗ hàn ý trong mắt hắn lan tràn ra, lúc trước thua ở trong tay Dương Quá là một chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại hắn đã thu được truyền thừa cao nhất của lão tổ Thác Bạt gia trong thần điện. Cần gì phải e ngại Lục Lâm Thiên này nữa. Thác Bạt Thanh Vũ, thu hồi lời nói vừa rồi cho ta, nếu không ngươi sẽ rất thê thảm. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đột nhiên trầm xuống. Khóe miệng nở nụ cười mang theo hàn ý. Ý tứ trong lời nói của Thác Bạt Thanh Vũ chính là mắng chửi hắn, quanh co một vòng chửi hắn là thú tộc. Trong giây lát bị ánh mắt tràn ngập hàn ý của Lục Lâm Thiên nhìn vào, trong lòng Thác Bạt Thanh Vũ run lên, có cảm giác toàn thân rét run, chuyện này khiến cho trong lòng hắn rất giật mình. Lục Lâm Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Đừng trách ta không nể mặt Độc Cô gia và Bắc Cung gia. Ánh mắt Thác Bạt Đỉnh trầm xuống. Một cỗ hàn ý tập trung lên người Lục Lâm Thiên. Thổ hoàng khí lập tức khuếch tán, cả không trung lập tức run lên, ánh sáng đều ảm đạm vài phần, uy áp bàng bạc bao phủ lên trên người Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống,
bỏ qua uy áp của thổ hoàng khí, lạnh nhạt nói. Thác Bạt Đỉnh, có bản lĩnh thì ngươi cứ động thủ thử xem. Đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, đến lúc đó đừng hối hận. Thác Bạt Đỉnh nghe vậy ánh mắt run rẩy, hắn chưa từng bị coi rẻ như vậy, trong lòng tràn ngập tức giận. Ai, Thác Bạt Đỉnh này đầu vô nước sao? Chọc ai không chọc lại chọc vào Lục Lâm Thiên kia. Ở trong Huyền Vũ Hoàng tộc, đại trưởng lão Huyền Phạt cười nhạt một tiếng, nói lời chế giễu. Trong lòng hắn là người rõ ràng nhất, nếu như Thác Bạt Đỉnh này không động thủ còn tốt, một khi động thủ cũng coi như lão gia hỏa kia không may. Trong Bắc Cung gia, đại trưởng lão Bắc Cung Chi cũng mỉm cười, dường như cũng đang xem náo nhiệt, thực lực của Lục Lâm Thiên hắn đã tự mình lĩnh giáo qua. Ngược lại đám người Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Tùng, Công Tôn Kiền Nhũng, Thái Công Tố, Độc Cô Phạm Vân, Chu Thần Nhu, Hổ Lỗ, đại trưởng lão Long Nguyệt chỉ lẳng lặng nhìn qua. Tiểu tử, hôm nay coi như có Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc ở đây ta cũng phải giáo huấn ngươi một chút. Thác Bạt Đỉnh rốt cuộc không nhịn được, hắn đã sớm muốn dạy dỗ Lục Lâm Thiên này một trận. Ban đầu ở trong Độc Cô gia vì ngại thân phận cho nên không xuất thủ. Dứt lời, Thác Bạt Đỉnh cũng không nhịn được nữa, chân khí thuộc tính thổ phô thiên cái địa tuôn ra. Cả không gian tựa như cứng lại, bàn chân đạp mạnh hư không khiến cho hư không rạn nứt từng khúc. Hải vực phía dưới bị kình khí vô hình trùng kích tạo thành một vòng xoáy cực lớn. Siêu! Cơ hồ là cùng lúc thân ảnh Thác Bạt Đỉnh giống như lưu tinh lao ra, một đạo quyền ấn được ngưng tụ trong tay. Dưới quyền ấn, không gian nứt vỡ, vết nứt đen kịt trong không gian chung quanh lan tràn. Quyền ấn dùng xu thế như sấm sét giống như thiên thạch đánh về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt đen kịt bỗng nhiên tuôn ra hàn ý. Đây là ngươi tự mình tìm lấy. Nhìn đạo quyền ấn khủng bố đang đánh tới trước mắt, Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng. Dứt lời thời không lao ngục thuộc tính mộc quanh thân Lục Lâm Thiên lan tràn ra. Ở trong thời không lao ngục thuộc tính mộc, các loại công kích như thời gian, không gian, linh hồn, thuộc tính, ngũ hành tương sinh tương khắc hội tụ, bao phủ trên người Thác Bạt Đỉnh. Thời không lao ngục bình thường, dùng thực lực một chân bước ra tôn cấp của bản thể Lục Lâm Thiên, thực lực bình thường đã sớm có thể so sánh được với chuẩn đế. Lúc này thi triển thời không lao ngục thuộc tính mộc, Thác Bạt Đỉnh này cũng chỉ một chân bước ra khỏi tôn cấp mà thôi. Tăng thêm mộc khắc thổ, thuộc tính mộc lấn áp thuộc tính thổ khiến cho Thác Bạt Đỉnh không có cách nào nhúc nhích. Thác Bạt Đỉnh biến sắc, quyền ấn phá hủy không gian đỡ upsilon.ng vào trong không gian màu xanh kia không thể tiến thêm nửa phần. Thậm chí còn đang phai nhạt, chân khí trong cơ thể hắn nhanh chóng tiêu hao khiến cho hắn không có cách nào giãy giụa. Siêu! Thân ảnh Lục Lâm Thiên dưới vô số ánh mắt nhìn vào của mọi người giống như quỷ dị đột nhiên tiêu thất rồi hiện lên trước mặt Thác Bạt Đỉnh. Đôi mắt đen kịt lạnh lùng nhìn Thác Bạt Đỉnh, hàn ý trong mắt tuôn ra, lạnh lùng khẽ quát một tiếng. Ta đã sớm nói rồi, hoàng tộc ở trước mặt ta không có một chút tác dụng nào. Đừng có làm trò trước mặt bản tôn, cút xuống dưới cho ta. Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát một tiếng, trường bào màu xanh trên người bỗng nhiên chấn động. Một đạo quang trụ màu xanh bắn ra mang theo một cỗ linh hồn công kích bằng bạc, nhanh như thiểm điện đánh vào trên LNG ngực của Thác Bạt Đỉnh. Giờ phút này rõ ràng Thác Bạt Đỉnh có thể nhìn thấy công kích đang đánh tới thế nhưng thân thể ở trong không gian quỷ dị này lại không thể giãy giụa. Không gian này giống như một cái lao ngục cực lớn không cho phép hắn đào thoát. Đến thời điểm này hắn mới biết được tu vi thực lực của Lục Lâm Thiên rốt cuộc đã đạt tới tình trạng khủng bố mà ngay cả bản thân hắn cũng không có cách nào dung chuyển. Một cỗ khí tức khiến tim đập nhanh lan tràn trong lòng hắn. Phanh! Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng, dưới vô số ánh mắt, một đạo quyền ấn của Lục Lâm Thiên đánh vào trên ngực của Thác Bạt Đỉnh. Phụt! Thác Bạt Đỉnh không có một chút sức chống cự nào, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể cùng lúc từ trên không trung bắn ngược xuống phía dưới, hung hăng rơi vào trong hải vực mênh mông cuồn cuộn kia. Ầm ầm! Kinh khí bàng bạc khuếch tán. Hải vực cuồn cuộn giống như nổ tung, một cơn sóng cực lớn bắn lên trên không trung. Thật mạnh! Cùng một lúc cơ hồ tất cả mọi người đều rung động. Đại trưởng lão Thác Bạt Đỉnh của Thác Bạt gia tộc, một cường giả một chân bước ra khỏi tôn cấp, chuẩn đế bên ngoài cho dù gặp phải hắn cũng không thể chiếm được một chút tiện nghi nào. Không ngờ chỉ một chiêu đã bị Lục Lâm Thiên thu thập, không có một chút sức hoàn thủ nào, loại rung động này khiến cho mọi người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đám người Độc Cô Phạm Vân, Thái Công Tố, Công Tôn Kiền Nhũng nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt không thể tin nổi.
thực lực của bọn họ tuyệt đối không kém Thác Bạt Đỉnh bao nhiêu, cao thấp cũng chỉ rất nhỏ, Thác Bạt Đỉnh ngay cả một chiêu cũng không chống lại được, bọn họ thì không cần phải nói. Lục Lâm Thiên thu chân khí lại, thời không lao ngục thuộc tính mục tiêu tán, thân hình đạp không mà đứng, bộ dáng phong khinh vân đạm. Mọi người nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt không khỏi rung động và kinh hãi, thực lực như vậy đã khiến cho nhận thức của mọi người đối với Lục Lâm Thiên lên một tầm cao mới. Quả thật danh bất hư truyền. Trong Chu Tước Hoàng tộc, ánh mắt nhị công chúa Chu Thần Nhu khẽ đổi, trong mắt hiện lên sự rung động. Nàng tự nhiên rất rõ Thác Bạt Đỉnh kia khó dây vào bao nhiêu, thế nhưng ở trong tay Lục Lâm Thiên chỉ một chiêu đã bị trọng thương, quả thực khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Không ngờ tiến bộ nhanh như vậy, chẳng lẽ lúc trước tiểu tử này cố ý nhường sao? Bắc Cung Chi đang xem náo nhiệt cũng rung động, không lâu trước đó hắn và Lục Lâm Thiên có chiến một trận, giao thủ mấy chiêu. Lục Lâm Thiên tuyệt đối không bằng hiện tại, lúc này mới có bao lâu a? Cho dù Lục Lâm Thiên có là thiên tài cũng khó có thể tiến bộ khủng bố như vậy, trừ phi lúc trước vì để cho hắn thua đẹp mắt một chút cho nên mới cố ý ẩn giấu thực lực. Quả thực là biến thái. Đại hộ pháp Long Nguyệt của Thanh Long Hoàng tộc cũng cực kỳ rung động. Từng đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên, cũng có không ít người không cảm thấy ngạc nhiên như Độc Cô Cảnh Văn, Huyền Phạt, Huyền Kình, Huyền Doanh, Tiểu Long, Bạch Linh, mọi người đã sớm biết rõ kết quả. Siêu. Trong hải vực cuồn cuộn, thân ảnh Thác Bạt Đỉnh chật vật, ướt súng phóng lên trời, khi thân ảnh tới giữa không trung, chân khí lóe lên, y phục trên người lập tức khô ráo. Thế nhưng sắc mặt lại tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu tràn ra, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên có chút uể oải. Một quyền của Lục Lâm Thiên không những đánh bại hắn mà quan trọng hơn là phá hủy ngạo khí hoàng tộc của hắn. Đại trưởng lão, cơ hồ tất cả người của Thác Bạt gia tộc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức đi tới bên người Thác Bạt Đỉnh. Thác Bạt Thanh Vũ nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt vốn đang định liều mạng lúc này cũng trở nên ảm đạm. Hừ, không biết tự lượng sức mình, cái gì mà Lục Đại Nhân Hoàng tộc? Đây cũng là Lục Đại Nhân Hoàng tộc sao? Tiểu Long lạnh nhạt nhìn Thác Bạt Đỉnh, hoàn toàn không đặt vào trong mắt. Thanh âm của Tiểu Long truyền ra khiến cho ánh mắt của tất cả Lục Đại Nhân Hoàng tộc biến đổi, lời này của Tiểu Long hoàn toàn không đặt Lục Đại Nhân Hoàng tộc vào trong mắt. Nhiệt xúc, còn chưa tới phiên ngươi nói này nói kia. Dường như Thác Bạt Thanh Vũ muốn tìm lại một chút mặt mũi cho Thác Bạt gia tộc. Hắn không dám lớn tiếng với Lục Lâm Thiên, nhìn thấy Tiểu Long lên tiếng, hắn lập tức chĩa mũi giáo về phía Tiểu Long. Hắn không biết Tiểu Long là ai, thế nhưng hắn cũng nhìn ra được hẳn là tộc nhân Thanh Long Hoàng tộc. Từ vẻ bề ngoài có vẻ thực lực không cao. Tiểu tử, hôm nay ngươi ở trước mặt ta dập đầu ba cái, Tiểu Long ra ra sẽ tha mạng cho ngươi. Bằng không ngươi sẽ gặp phiền toái lớn. Tiểu Long nghe vậy trong mắt tràn ngập hàn ý, hắn mặc kệ Thác Bạt Thanh Vũ này là người nào, dù sao hắn cũng không đặt kẻ này vào trong mắt. Nhiệt xúc, lớn mật. Thác Bạt Thanh Vũ giận dữ nói, Lục Lâm Thiên hắn không dám tùy tiện đối phó, thế nhưng không ngờ tộc nhân Thanh Long Hoàng tộc này cũng dám ở trước mặt hắn hô to gọi nhỏ. Khẩu khí so với Lục Lâm Thiên còn cuồng ngạo hơn, sắc mặt hắn trầm xuống, bàn chân đạp mạnh hư không, gợn sóng trong không gian bị nghiền nát. Chân khí thuộc tính thổ cường hãn tuôn ra, không gian chung quanh trong nháy mắt vặn vẹo, một cỗ thổ hoàng khi lan tràn, miệng quát. Coi Thác Bạt gia ta dễ bắt nạt sao? Sai, không phải là dễ bắt nạt, mà ta căn bản không đặt ngươi vào trong mắt. Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Hỗn trướng. Thác Bạt Thanh Vũ không nhịn được nữa, khí tức phú tôn cửu trọng phóng thích ra. Chân khí thuộc tính thổ phô thiên cái địa mang theo thổ hoàng khí lan tràn. Một cỗ năng lượng thuộc tính thổ lặng lẽ hội tụ trên không trung, cả không gian lập tức phong vân biến sắc. Không gian chung quanh đột nhiên cứng lại. Siêu. Trong chớp mắt ngắn ngủi, trong không gian cứng lại này, thân ảnh Thác Bạt Thanh Vũ kéo theo một đám tàn ảnh, thân ảnh nhanh như thiểm điện trùng kích về phía Tiểu Long, năm ngón tay nắm lại, hóa trưởng thành quyền, cả không gian run lên. Năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc đột nhiên hóa thành một đạo quyền ấn lướt đi. Oanh. Quyền ấn đánh nát gợn sóng trong không gian, giống như một quả pháo đột nhiên nổ tung trong không gian, tiếp đó đánh tới ngực Tiểu Long. Một quyền đập tới, ánh mắt Tiểu Long lạnh nhạt, không trốn tránh, hoàn toàn không để vào trong mắt. Phanh! Thác Bạt Thanh Vũ nhìn thấy Tiểu Long không trốn tránh, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc. Trong sát na, quyền này đã hung hăng nện xuống ngực Tiểu Long. Khục! Một quyền đánh xuống.
quang mang quanh thân tiểu long lóe lên, trường bào màu vàng trên người tung bay. Thân hình chỉ hơi chút rung động. Mà Thác Bạt Thanh Vũ lập tức cảm thấy một quyền của mình giống như đánh vào trên tấm kinh loại cứng rắn nhất. Nói không đặt ngươi vào trong mắt, ngươi cút xuống dưới cho ta. Cùng lúc, hai mắt của tiểu long bắn ra hàn ý mạnh mẽ, nắm tay như ngọc lập tức đánh ra một quyền. Trước quyền ấn có vết nứt đen kịt lan tràn, hỏa diễm màu vàng lóe lên rồi biến mất, khí tức nóng bỏng bàng bạc lan tràn ra, quyền ấn phá vỡ không gian, đánh vào trên người Thác Bạt Thanh Vũ. Phanh! Thác Bạt Thanh Vũ căn bản không có khả năng né tránh, thanh âm trầm thấp bạo liệt vang lên, lực lượng mạnh mẽ ngập trời chút xuống người Thác Bạt Thanh Vũ. Phụt! Thác Bạt Thanh Vũ bay ngược về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu tươi cực lớn. Thân thể bắn xuống hải vực, nặng nề rơi xuống, cả phiến hải vực lập tức sóng gió ngập trời. Lại là một chiêu. Nhìn thấy cảnh này cơ hồ tất cả mọi người lần nữa kinh hãi. Ánh mắt nhìn về phía tiểu long không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Người này là người nào trong Thanh Long hoàng tộc? Từng đạo ánh mắt trong lục đại nhân hoàng tộc mang theo sự kinh ngạc nhìn về phía tiểu long. Chỉ có tứ đại thú hoàng tộc có không ít người nở nụ cười mỉa mai. Mà đám người Thác Bạt ra há hốc mồm. Đại trưởng lão Thác Bạt đỉnh một chiêu bị Lục Lâm Thiên đánh cho trọng thương. Thần tử Thác Bạt Thanh Vũ bị linh thú của Thanh Long hoàng tộc dùng một chiêu đánh trọng thương. Ngày hôm nay đối với Thác Bạt gia bọn họ chẳng lẽ là ngày xuất môn bất lợi hay sao? Làm càn, không ngờ lại dám đỡ upsilon.ng tới tộc trưởng Thanh Long hoàng tộc ta. Thác Bạt gia tộc các ngươi thật lớn mật. Thanh âm lạnh lẽo như băng từ trong miệng đại trưởng lão Long Nguyệt truyền ra. Khi thanh âm vừa dứt, thân ảnh đại trưởng lão Long Nguyệt đã xuất hiện trước người Thác Bạt gia, linh hoàng khí lan tràn, khí tức so với đám người Thác Bạt đỉnh tuyệt đối còn mạnh hơn nhiều. Chuẩn đế. Cảm giác khí tức của đại trưởng lão Long Nguyệt, tộc nhân lục đại nhân hoàng tộc lúc này mới biết được tu vi của đại trưởng lão Long Nguyệt đã đạt tới chuẩn đế. Dám đỡ upsilon.ng vào tộc trưởng Thanh Long hoàng tộc ta, Thác Bạt hoàng tộc muốn tìm chết sao? Sau lưng đại trưởng lão Long Nguyệt, mấy chục cường giả Thanh Long hoàng tộc tu vi bát giai hét lớn. Từng đạo linh hoàng khí lan tràn, linh nguyên run run, tất cả đều nhảy ra không trung. Tộc trưởng Thanh Long hoàng tộc, thanh niên mặc hoàng bào kia chẳng lẽ chính là tộc trưởng hiện tại của Thanh Long hoàng tộc sao? Công Tôn gia tộc, Hiên Viên gia tộc, Thái Công gia tộc, Độc Cô gia tộc lúc này mới biết được bọn họ vừa rồi còn đang nói tới tộc trưởng mới của Thanh Long hoàng tộc, không ngờ lại là thanh niên có thực lực kinh khủng trước mắt. Mọi người kinh hãi, khó trách lão tộc trưởng của Thanh Long hoàng tộc lại thoái vị, hóa ra người nối nghiệp lại mạnh mẽ, hung hãn như vậy. Siêu! Thác Bạt Thanh Vũ từ trong hải vực chui ra, toàn thân tràn ngập máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Nhiệt xúc, ta liều mạng với ngươi. Thác Bạt Thanh Vũ phẫn nộ quát một tiếng, khi lao ra khỏi hải vực, thân ảnh phóng về phía tiểu long. Nhục nhã như vậy nếu không tìm lại mặt mũi, về sau hắn làm sao có thể gặp mặt người khác. Vốn tưởng rằng đạt được truyền thừa cao nhất của lão tổ, tu vi lần nữa đại tăng là hắn có thể hãnh diện. Lần sau gặp Dương Quá kia cũng có thể trả lại mối nhục lúc trước. Không ngờ lúc này đi ra lại gặp phải đả kích như vậy. Hừ, minh chủ tứ đại thú hoàng tộc há là người mà ngươi muốn động là động. Ngươi dám động, nhất định sẽ chết. Tiếng quát lạnh lẽo vừa dứt, thân ảnh đại trưởng lão Huyền Phạt lập tức nhảy lên trước mặt tiểu long, trường bào màu nâu tung bay. Yêu hoàng khí phô thiên cái địa cùng với yêu nguyên thuộc tính thủy cuồn cuộn, dẫn động hải vực phía dưới khiến cho hải vực sóng gió ngập trời. Lúc này ở trên hải vực, không thể nghi ngờ uy năng của hắn sẽ phát huy tới trình độ cao nhất. Lại là chuẩn yêu đế. Huyền Phạt cũng tới chuẩn yêu đế. Khí tức của đại trưởng lão Huyền Phạt phóng thích, cả không trung gió nổi mây phun. Chúng cường giả lục đại nhân hoàng tộc biến sắc, đại trưởng lão Huyền Phạt đột phá tu vi đạt tới chuẩn yêu đế. Đây chính là điều mà bọn họ không ngờ. Thác Bạt Thanh Vũ đang đánh tới đột nhiên vì khí thế của đại trưởng lão Huyền Phạt mà dừng lại. Trong vô thức hiện lên sự kinh hãi. Trước mặt mọi người hắn có ngạo khí, thế nhưng trước mặt tứ đại thú hoàng tộc, hắn rất rõ ràng, tứ đại hoàng tộc không quan tâm hắn là ai, huống chi đối phương lại là chuẩn yêu đế. Thác Bạt hoàng tộc thật lớn mật, minh chủ của tứ đại thú hoàng tộc ta cũng dám động vào. Chu Thần Nhu trầm giọng nói. Thân ảnh đi tới phía trước, linh nguyên nóng bỏng lan tràn khiến cho một mảnh không gian chung quanh nàng đỏ rực. Xem ra Thác Bạt hoàng tộc muốn khơi mào cuộc chiến giữa nhân tộc và thú tộc. Ta muốn nhìn một chút những năm này thực lực nhân tộc rốt cuộc đã tới bước nào.
Đại trưởng lão hổ lỗ của Bạch Hổ Hoàng tộc hét lớn một tiếng như hổ gầm, thân ảnh mạnh mẽ lao về phía trước. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào người tộc nhân Thác Bạt Hoàng tộc. Ai dám động tới minh chủ của tứ đại thú hoàng tộc ta? Huyền Vũ Hoàng tộc, Chu Tước Hoàng tộc, Bạch Hổ Hoàng tộc, ba tộc theo đại trưởng lão nhảy về phía trước, cả đám hét lớn, yêu nguyên phô thiên cái địa lan tràn ra, bao phủ phiến không gian chung quanh. Không trung vốn đã gió nổi mây phun lúc này lập tức có cảm giác giống như lung lay sắp đổ. Không xong. Từng cỗ khí tức cường hãn bao phủ lên người tộc nhân Thác Bạt Hoàng tộc. Tất cả tộc nhân Thác Bạt Hoàng tộc lúc này bị dọa cho trợn mắt há hốc mồm. Từ đạo khí tức mang theo uy áp bao phủ xuống khiến cho trong lòng bọn họ xuất hiện hàn ý. Minh chủ tứ đại thú hoàng tộc. Các đại nhân hoàng tộc còn lại dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn vào trên người Tiểu Long, thân phận của người này không ngờ lại lớn như vậy. Thác Bạt Đỉnh cùng với Thác Bạt Thanh Vũ cũng khiếp sợ. Bọn họ thật không ngờ lại tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Dưới khí tức của tứ đại thú hoàng tộc bao phủ, bọn họ nào có ngạo khí nữa. Mỗi một thú hoàng tộc so với Thác Bạt gia tộc bọn họ còn mạnh hơn một ít, huống chi lúc này lại là tứ đại thú hoàng tộc. Tứ đại thú hoàng tộc chẳng lẽ định khiến cho nhân tộc và thú tộc đại chiến sao? Ánh mắt Độc Cô Phàm Vân khẽ đổi, Thác Bạt hoàng tộc bị uy hiếp, thân là nhân hoàng tộc. Lúc này bọn họ không thể không ra mặt. Độc Cô Phàm Vân, ngươi già rồi mắt mở hay sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy là ai xuất thủ tước? Nếu như ngươi thích nhúng tay vào mà nói, ta không ngại cho ngươi nếm thử quyền của ta. Đại trưởng lão Bạch Hổ Hoàng tộc, hổ lỗ khẽ quát một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Độc Cô Phàm Vân, không đặt Độc Cô Phàm Vân vào trong mắt. Độc Cô Phàm Vân nhíu mày, vừa rồi quả thực Thác Bạt Thanh Vũ xuất thủ trước, hắn lập tức quát lên một tiếng nói. Hổ lỗ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiếng quát vừa dứt, linh hoàng khí của Độc Cô Phàm Vân lan tràn ra, khí tức chuẩn đế cũng lan tràn, không ngờ lại che giấu tu vi chuẩn đế của mình khiến cho đám người Thác Bạt Đỉnh, Công Tôn Kiền Nhũng, Bắc Cung Chi cảm thấy ngạc nhiên. Chuẩn đế mà thôi, Độc Cô Phàm Vân, có muốn lão thân tới bồi tiếp ngươi hay không? Đại trưởng lão Long Nguyệt nói, đều là chuẩn đế, thân là đại trưởng lão Thanh Long Hoàng tộc, ưu thế lại càng mạnh. Đại trưởng lão Long Nguyệt đương nhiên không đặt Độc Cô Phàm Vân vào trong mắt. Giữa không trung, khí tức giao phong, chỉ trong sát na gió nổi mây phun, không trung lung lay giống như sắp đổ, không khí vô cùng căng thẳng. Chư vị, hư không bí cảnh sắp mở ra, chúng ta nên dĩ hòa vi quý a. Nhân tộc thú tộc đã ngừng chiến vô số năm, chẳng lẽ chư vị muốn một lần nữa đại chiến, sinh linh đổ thán hay sao? Huống chi có lẽ chư vị cũng rõ tổ huấn. Thân ảnh Hiên Viên Triệt chậm rãi tiến lên giữa mọi người, nhìn tứ đại thú hoàng tộc, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Chúng cường giả nhíu mày, lời nói của Hiên Viên Triệt mọi người cũng đã nghe rõ. Hiên Viên Triệt khẽ gật đầu với Lục Lâm Thiên và Tiểu Long, lại nhìn mọi người tiếp tục nói. Ta thấy tất cả chỉ là hiểu lầm, mọi người nên dĩ hòa vi quý a. Hiên Viên Triệt tiến lên, ánh mắt đám người Công Tôn gia, Hiên Viên gia khẽ đổi cũng tiến lên phía trước. Cho dù trong các nhân hoàng tộc có khúc mắc với nhau, thế nhưng đối mặt với tứ đại thú hoàng tộc lại vô cùng đồng lòng. Bắc Cung gia tộc cùng với Độc Cô gia tộc muốn tiến lên lại bị Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn phất tay ý ngăn chặn. Tổ huấn đối với chúng ta không là cái gì cả. Ai chọc vào lão đại ta, ai chọc vào ta, ta sẽ không khách khí với kẻ đó. Tiểu Long cũng không quan tâm tới uy hiếp, không mặn không nhạt nhìn Hiên Viên Triệt, lúc này mới quay đầu lại nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lão đại, có muốn diệt người của Thác Bạt gia hay không? Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đảo, Thác Bạt hoàng tộc không phải bình thường, ra tay chấn nhiếp thì có thể, nếu như thực sự đỡ upsilon.ng thủ thì không được. Độc Cô Phàm Vân, ta nể mặt hai ngoại tôn của ta, hôm nay tha cho Thác Bạt nhất tộc. Lần sau nếu như còn không dám không biết trời cao đất rộng thì đừng trách ta không khách khí. Đại trưởng lão Long Nguyệt lên tiếng. Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua trên người đám người Thác Bạt gia tộc. Ngoại tôn, Lục đại nhân hoàng tộc dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Long Nguyệt, không rõ vì sao nàng lại nói vậy. Đa tạ bà ngoại, Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, trong lúc mọi người đang nghi hoặc hắn thi lễ với đại trưởng lão Long Nguyệt. Lục Lâm Thiên này rốt cuộc có quan hệ như thế nào với Thanh Long hoàng tộc? Mọi người nghi hoặc, có chút kinh ngạc. Lục Lâm Thiên này không ngờ lại có quan hệ với Thanh Long hoàng tộc như vậy, chỉ là bọn họ nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ. Ầm ầm. Lúc này phía trước đột nhiên vang vọng tiếng ầm ầm,
cả không trung rung rung không ngớt. Hải vực phía dưới lần nữa cuồn cuộn, sóng to gió lớn. Dưới ánh mắt của mọi người, ở trong động sâu không gian kia có một cỗ khí tức bàng bạc lao ra. Đem động sâu trong không gian chấn vỡ thành từng khúc, vết nứt đen kịt trong không gian xuất hiện giống như là sơn băng địa liệt, hoặc giả giống như ngày tận thế. Khí tức hung hãn mạnh mẽ như vậy khiến cho chúng cường giả không tự chủ được mà lui về phía sau một ít. Dưới cỗ khí tức khủng bố này, cường giả lục đại nhân hoàng tộc, tứ đại thú hoàng tộc cũng bị ảnh hưởng. Không gian hỗn loạn lúc này dần dần khôi phục, cả hải vực sóng to gió lớn cũng dần dần trở lại bình thường. Cả hải vực bao la trở nên yên tĩnh như trước, chỉ có một chút gợn sóng chấn động trên mặt nước mà thôi. Ngay ở phía xa đột nhiên xuất hiện một mảnh hư không bao la. Hư không này đột nhiên hiện lên trước mảnh hải vực vô biên, phía xa xa có sơn mạch, lục địa, mây mù lượn lờ giống như tiên cảnh. Mở ra rồi, hư không bí cảnh đã mở ra. Hư không bí cảnh không ngờ lại mở ra nhanh như vậy. Từng thanh âm mang theo sự kinh ngạc truyền ra, từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn vào trong hư không bí cảnh. Ở trong hư không bí cảnh này ẩn chứa bảo vật kinh người, bảo vật mà cơ hồ tất cả vũ giả, linh giả, yêu thú, linh thú đều tha thiết ước mơ. Truyền thừa của đế giả thượng cổ, thần khí thượng cổ, đan dược đế phẩm. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười. Không biết lần này bản thân hắn có thể gặp được những cơ duyên như vậy hay không? Nếu như không thu hoạch được gì quả thực phải xin lỗi bản thân. Lâm Thiên, con muốn đi cùng chúng ta hay là một mình hành động? Nếu như chúng ta ở cùng với nhau, có lẽ sẽ an toàn hơn một chút. Trong tay Thanh Long Hoàng tộc của ta có một phần địa đồ, ít nhất cũng không xuất hiện việc ngoài ý muốn quá lớn trong hư không bí cảnh. Đại trưởng lão Long Nguyệt hỏi Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên do dự. Bà ngoại Thanh Long Hoàng tộc có thể nói chuyện địa đồ với hắn đủ để thấy được đối với bản thân hắn không tệ. Đi theo bên người Thanh Long Hoàng tộc quả thực cũng an toàn hơn một chút. Chỉ tiếc là Lục Lâm Thiên cũng có ý định của mình. Bà ngoại, con nên đi một mình, tuy rằng nguy hiểm một chút, thế nhưng cơ hội cũng lớn hơn một chút, con cũng đang muốn biết về hư không bí cảnh này. Lục Lâm Thiên tự biết nếu như bản thân ở cạnh Thanh Long Hoàng tộc một chỗ thì an toàn hơn một chút. Thế nhưng đồng thời với sự an toàn đó là vạn nhất gặp phải bảo vật hắn tranh đoạt với Thanh Long Hoàng tộc cũng không tốt, cho nên một mình hành động thì tốt hơn. Đại trưởng lão Long Nguyệt nhìn Lục Lâm Thiên, có chút vui vẻ, dường như nàng cũng biết suy nghĩ của Lục Lâm Thiên, nàng nói. Vậy thì ta cũng không miễn cưỡng con, dùng tu vi của con hiện tại, dưới tình huống bình thường hẳn không có nguy hiểm quá lớn. Đoán chừng ngay cả tộc nhân Lục Đại Nhân Hoàng tộc cũng không dám trêu vào con. Con chỉ cần chú ý nguy hiểm ở trong hư không bí cảnh là được. Bên trong này còn có một ít trận pháp thượng cổ. Còn có trận pháp thượng cổ sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, phương diện trận pháp này có chút khó khăn. Ở thời kỳ thượng cổ, Lục Đại Nhân Hoàng tộc và Tứ Đại Thú Hoàng tộc liên thủ đối phó với cường địch, có cường giả bố trí bên trong không ít trận pháp. Tuy rằng thời gian đã lâu, thế nhưng có một ít trận pháp bên trong vẫn y nguyên còn hoạt động. Tóm lại con nên chú ý nhiều một chút. Đại trưởng lão Long Nguyệt dặn dò Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên gật đầu, chuyện Lục Đại Nhân Hoàng tộc và Tứ Đại Thú Hoàng tộc đã từng liên thủ ở thời thượng cổ hắn đã nghe nói, rốt cuộc là chống lại đối thủ như thế nào, có bao nhiêu chuyện che giấu ở bên trong thì Lục Lâm Thiên lại không biết. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên có chút hiếu kỳ. Lão đại, vậy thì đệ đi cùng với huynh. Tiểu Long nói. Tiểu Long. Đệ vẫn nên đi cùng với người của Thanh Long Hoàng tộc thì tốt hơn. Đến lúc đó chúng ta tụ hợp ở bên trong. Lục Lâm Thiên nói, dù sao hiện tại Tiểu Long cũng là tộc trưởng của Thanh Long Hoàng tộc. Lâm Thiên, vậy thì ta đi cùng với ngươi. Lục Lâm Thiên gật đầu, Bạch Linh không phải tộc nhân Thanh Long Hoàng tộc, đi cùng với hắn còn thuận tiện hơn một chút. Lão đại, vậy thì huynh nên cẩn thận một chút, chúng ta thi xem ai có thu hoạch nhiều hơn. Tiểu Long nói. Hắn cũng không nhiều lời mà lập tức cùng người Thanh Long Hoàng tộc thả người rời khỏi. Chúng ta đi chỗ nào? Nhìn Tiểu Long và người của Thanh Long Hoàng tộc rời khỏi, Bạch Linh đi tới bên người Lục Lâm Thiên rồi nói. Bên nào cũng như nhau. Lục Lâm Thiên dò xét một chút, dù sao hắn cũng không quen nơi này, trước tiên cứ vào rồi nói sau. Siêu siêu. Thân ảnh hai người hóa thành hai đạo lưu quang trắng xanh biến mất giữa không trung. Mà sau khi hai người biến mất không lâu, trên một ngọn núi cách đó không xa, đám người Tử Yên, Lam Thập Tam, Tử Đồng của Thiên Địa Các lập tức đáp xuống.
Chúng ta đã chậm trễ không ít thời gian, có thể đạt được cơ duyên do tiền bối lưu lại hay không thì phải xem cơ duyên của hai ngươi. Hy vọng các ngươi có thể thu được. Tử Đồng trưởng lão nói với Tử Yên và Lam Thập Tam. Đoàn người này cũng không có dừng lại mà lập tức biến mất tại chỗ. Hy vọng có thể đạt được cơ duyên ở trong hư không bí cảnh, nơi này thật không đơn giản. Trong một sườn núi bị mây mù bao phủ, Lăng Thanh Tuyệt nhìn bốn phía rồi nói. Phụ thân có nói trong này có không ít truyền thừa của đế giả thượng cổ, đồng thời cũng có bảo vật, so với bên ngoài còn tốt hơn nhiều. Chỗ tốt bên trong này cực lớn. Cái này phải xem cơ duyên, tất cả mọi chuyện phải cẩn thận. Lăng Thanh Tuyền khẽ nói, mắt nhìn theo một đạo thân ảnh biến mất trên không trung, ánh mắt lén biến đổi. Siêu siêu. Ngay sau đó từng đạo thân ảnh tiến vào trong hư không bí cảnh. Không bao lâu sau bên ngoài hư không bí cảnh lại có từng đạo lưu quang bắn tới. Nhìn hư không bí cảnh cực lớn trên không trung, từng đạo thân ảnh này chỉ đình trệ một lát rồi lập tức hóa thành lưu quang tiến vào trong hư không bí cảnh, cũng không có dừng lại. Thời gian từ từ trôi qua, ngoài hư không bí cảnh, bắt đầu không ngừng có người lục tục tiến vào trong đó. Phanh! Ngay khi một đạo thân ảnh đang định tiến vào trong hư không bí cảnh, thân thể vừa mới đặt chân vào thì lập tức hóa thành huyết vụ rơi xuống phía dưới, mà ngay cả hồn anh cũng không kịp chạy trốn. Người có tu vi thấp hơn tôn cấp đừng vọng tưởng đi vào. Bên ngoài có cấm chế, người tu vi dưới tôn cấp đi vào nhất định sẽ chết. Ha ha! Một tiếng cười mỉa lớn truyền ra, một đạo thân ảnh lập tức tiến vào trong hư không bí cảnh. Nhìn thấy người có tu vi vương cấp vẫn lạc, lúc này có không ít người có tu vi vương cấp tụ tập ở bên ngoài, vốn đang định tiến vào bên trong thế nhưng sau khi bị chấp nhiếp ngược lại trở nên thành thật hơn không ít. Chỉ là những ánh mắt đỏ rực này đau lòng không thôi. Hối hận vì sao tu vi của mình không phải là tôn cấp, cơ duyên tốt như vậy lại bị bỏ qua. Siêu! Hai đạo thân ảnh đáp xuống bên ngoài hư không bí cảnh. Mắt nhìn hư không bí cảnh bao la trước mắt, một lão giả có ánh mắt thâm thúy thì thào nói. Hàn Băng, lão gia hỏa ngươi cố gắng chống đỡ, ta tới cứu ngươi đây. Sư thúc, sư phụ nhốt ở bên trong hư không bí cảnh sao? Sát Phá Quân nhìn hư không bí cảnh, những năm này khổ tu tăng thêm có nội tình phi linh môn trèo trống, tu vi của hắn đã tới vũ tôn lục trọng. Đương nhiên còn vì bản thân hắn có thiên phú tuyệt đối, nhớ ngày đó trên bình nham đảo hắn dùng một địch chín. Trở thành người đứng đầu thập đại cường giả, đã đủ chứng minh thiên phú của hắn. Đúng, sư phụ của ngươi bị nhốt ở một nơi quỷ dị, sợ rằng hiện tại có muốn tìm tới nơi đó cũng mất một đoạn thời gian. Chúng ta vào thôi. Dứt lời, thân ảnh nam thúc lóe lên, khi xuất hiện lần nữa đã cách đó trăm thước. Trên một ngọn núi, Lục Lâm Thiên dùng tâm thần dò xét bên trong, phụ chân không có bất kỳ sự tồn tại nào của hoàng khí, ánh mắt hắn nhảy lên, tâm thần khẽ động. Tiếp đó trong tay hắn xuất hiện một tấm địa đồ. Khí tức cổ xưa từ địa đồ lan tràn ra, cũng không biết thứ này đã tồn tại bao nhiêu năm, cũng không biết là do tài liệu nào tạo thành. Lục Lâm Thiên cũng không nhìn thấu, thế nhưng trong lúc mơ hồ hắn có cảm giác dường như đây là ra một loại yêu thú cao giai nào đó. Đây là cái gì? Bạch Linh nhìn địa đồ cổ trong tay Lục Lâm Thiên, khí tức trên địa đồ cổ này dường như cực kỳ tương tự với khí tức trong hư không bí cảnh. Đây là địa đồ bên trong. Lục Lâm Thiên nói, lúc trước ở trong nhẫn chữ vật ở trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, trừ một bản Vô Tự Thiên Thư ra, mặt khác còn có một địa đồ cổ. Siêu! Địa đồ cổ xuất hiện, dường như bị không gian này dẫn dắt, lập tức có lưu quang lan tràn ra, một đường vân hẹp hiển hiện, khí tức cổ xưa càng thêm nồng đậm. Ồ, hình như có phản ứng. Lục Lâm Thiên lập tức nghi hoặc, địa đồ cổ này dường như bị cái gì đó dẫn dắt. Giống như muốn mang hắn tới một loại địa phương nào đó. Bạch Linh, chúng ta đi. Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi nói, cầm địa đồ cổ trong tay, quyết định đi theo sự chỉ dẫn của khí tức bên trên địa đồ. Địa đồ cổ này có quan hệ với hư không bí cảnh, có lẽ đến lúc đó sẽ có thu hoạch gì đó cũng không nhất định. Hai người một đường phi hành trên hư không, tâm thần Lục Lâm Thiên dò xét trên địa đồ, dựa theo sự chỉ dẫn vô hình trên địa đồ, một đường đi về phía trước. Cũng không biết xuyên qua bao nhiêu sơn mạch và lục địa, đoán chừng hai ngày sau, thân ảnh Lục Lâm Thiên đáp xuống một ngọn núi khổng lồ, sườn núi một mảnh xanh biếc, đến đỉnh núi lại là vách núi đá. Ngọn núi nguy nga, sừng sững. Chính là chỗ này. Lục Lâm Thiên nói, địa đồ tới đây không có một chút khí tức nào, lưu quang cũng không có lan tràn ra. Lục Lâm Thiên mở địa đồ ra cẩn thận nhìn,
lại đối chiếu với ngọn núi chung quanh, rốt cuộc cũng phát hiện ra đây chính là cửa vào trên địa đồ. Dựa theo hình vẽ trên địa đồ xem ra đây chính là khu vực mà hắn vừa mới đặt chân xuống. Khí tức ở nơi này cực kỳ nồng đậm, trong lúc mơ hồ còn có khí tức nguy hiểm, cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên nhìn bốn phía, hai người tiếp tục xâm nhập vào bên trong sơn mạch này. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, trong này cũng không phải vùng đất hiền lành gì. Trong một sơn cốc bị sương mù dày đặc bao phủ, Nguyên Nhược Lan mặc một bộ váy tím, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Tâm thần càng thêm cẩn trọng dò xét bốn phía trong không gian. Thực lực của đế đạo minh hiện tại quá mạnh mẽ, chúng ta nhất định phải tìm kiếm được cơ duyên ở nơi này. Bằng không thiên kiếm môn nội tình vài vạn năm của chúng ta sẽ tràn ngập nguy cơ. Lưng cổ kiếm phong đeo một thanh trường kiếm rộng màu vàng, ánh mắt âm hàn, nhớ tới chuyện tìm được đường sống trong chỗ chết hơn 10 ngày trước mà trong lòng hắn còn sợ hãi. Không ngờ đế đạo minh lại phái ra 8 cường giả chuẩn đế nửa đường chặn giết bọn họ. Nếu như không phải có chuẩn đế đi theo tự bạo, bọn họ mới thừa cơ trốn ra được. Thế nhưng hơn 40 cường giả lại vẫn lạc hơn 30 mấy người, thiên địa minh lại lần nữa bị trọng thương. Đế đạo minh ngày càng mạnh, trong này chúng ta còn gặp phải đám người đế đạo minh. Một lão giả thiên kiếm môn trầm giọng nói. Nếu như đỡ upsilon.ng phải người của đế đạo minh thì chúng ta không cần khách khí. Nhất định phải báo thù cho trưởng lão, đệ tử trong môn. Cẩn thận! Khi lão giả này vừa mới nói xong, Nguyên Nhược Lan đột nhiên yêu kiều quát lên một tiếng, thân ảnh xinh đẹp lóe lên lập tức biến mất tại chỗ. Siêu! Nhưng dường như Nguyên Nhược Lan đã chậm một bước, lão giả kia vừa mới dứt lời, ở trong sương mù nồng đậm có một đạo lưu quang chói mắt đánh vào đầu lão giả. Đánh nát đầu lão giả, thân thể đập vào mặt đất. Siêu! Nguyên Nhược Lan xuất ma kiếm ra, kiếm quang màu tím lóe lên, bổ ra vết nứt không gian đánh vào đạo lưu quang kia. Tạch! Thanh âm thanh thúy vang vọng, lưu quang bị chém nát, hiện ra một đoạn dây mây màu xanh. Hồ trưởng lão! Sắc mặt cổ kiếm phong cực kỳ khó coi, một trưởng lão tôn cấp lập tức vẫn lạc, rốt cuộc thiên kiếm môn hiện tại đã tổn thất không ít cường giả tôn cấp. Ầm ầm! Mặt đất rung chuyển, rung rung giống như địa chấn. Cả sơn cốc bắt đầu run rẩy, trên vách đá bốn phía có từng khối đá lớn mấy trăm thước từ trên rơi xuống. Mặt đất bắt đầu giãn nứt tạo thành một cái khe lớn, giống như cả lục địa lúc này đang bắt đầu chìm xuống. Tất cả cẩn thận, tự bảo vệ chính mình. Có lẽ chúng ta đã đợi upsilon.ng phải đại trận thượng cổ. Sắc mặt Nguyên Nhược Lan đại biến, quanh thân lập tức xuất hiện quang cháo phòng ngự, lặng lẽ xem kỳ biến. Trong hư không không có ngày và đêm, khắp nơi trong hư không đều lờ mờ, đây cũng là nơi có khác biệt cực lớn với tử vong thâm uyên. Lúc này thân ảnh hai người Lục Lâm Thiên và Bạch Linh xuất hiện ở trong một hạp cốc. Hạp cốc này cực lớn, hai bên là thâm uyên, phía dưới chính là sương mù vô tận màu trắng, căn bản không thể nhìn thấu phía dưới là gì. Siêu siêu! Thân ảnh Lục Lâm Thiên và Bạch Linh xuất hiện ở trên hạp cốc. Bạch Linh nheo mắt nhìn vào trong mây mù ở thâm uyên. Thế nhưng cũng không nhìn thấu mây mù này. Khí tức phát ra ở nơi này. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh biến đổi, ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên lúc này cũng không cảm giác được cái gì, hắn có chút nghi ngờ nói. Nàng xác định chứ? Chắc không sai, khí tức này dường như có chút quan hệ với ta. Ánh mắt Bạch Linh lần nữa nhìn vào trong thâm uyên, khí tức trong này khiến cho nàng trong lúc mơ hồ có cảm giác có liên quan với nàng. Nói không chừng sẽ có thu hoạch, chúng ta đi xuống xem một chút. Lục Lâm Thiên nói, mặc dù hắn cảm giác không có chút dị thường nào. Thế nhưng cảm giác của Bạch Linh có lẽ cũng không sai. Cẩn thận một chút. Bạch Linh gật đầu đồng ý, nàng cũng rất muốn biết ở trong thâm uyên kia rốt cuộc có thứ gì khiến cho nàng có chút bần ổn, trong lúc mơ hồ thậm chí còn có cảm giác nguy hiểm. Thân ảnh hai người lóe lên, lập tức nhảy vào trong thâm uyên. Vì phòng ngừa vạn nhất. Lục Lâm Thiên nhanh chóng bố trí thanh linh khải giáp. Ở trong thâm uyên, mây mù lượn lờ, còn có một mùi thơm nhàn nhạt lan tràn, xuyên qua mây mù nhàn nhạt, ở trên đường đi còn có thể nhìn thấy ở trên vách núi đá có không ít kỳ hoa dị thảo. Cũng không biết nhảy xuống dưới bao lâu, Lục Lâm Thiên cẩn thận nhìn chung quanh, đoán chừng hai người đã xuống hơn ngàn trượng, thâm uyên này cũng không biết hình thành như thế nào. Siêu siêu! Rốt cuộc hai người cũng đáp xuống mặt đất. Nơi này giống như tận cùng của vực sâu, khắp nơi có một cỗ khí tức âm trầm, khiến cho toàn thân người khác không nhịn được có chút run sợ.
dường như ở chỗ này. Bạch Linh nhìn bốn phía, bốn phái chính là một sơn cốc bao la trong lòng đất. Sơn cốc cực kỳ bằng phẳng, trên không là mây mù dày đặc bao phủ. Liếc nhìn lại, ngược lại cũng không có gì là địa phương kỳ lạ. Nơi này dường như cũng không có gì đặc biệt a. Lục Lâm Thiên đánh giá bốn phía, tâm thần toàn lực dò xét chung quanh, cũng không cảm thấy nơi này có chút đặc biệt gì. Nghe thấy Bạch Linh nói vậy, trong lòng hắn có chút nghi hoặc. Bạch Linh gật đầu, hai hàng lông mi nhíu lại, nói. Nếu như ta đoán không sai, nơi này bị yêu thú bố trí ẩn yêu không gian. Mà yêu thú này dường như có chút quan hệ với cửu vĩ yêu hồ nhất tộc, cho nên ta mới có thể cảm giác được. Ẩn yêu không gian sao? Lục Lâm Thiên chưa từng nghe nói qua có một loại thủ đoạn như vậy. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh nhìn qua Lục Lâm Thiên, giải thích. Ẩn yêu không gian không phải là thứ mà yêu thú, linh thú bình thường có thể bố trí. Nói cách khác, yêu thú, linh thú thực lực cường hãn khi tới đại nạn, vì không muốn để cho người khác quấy rầy thi hài của bản thân cho nên mới dùng máu huyết cùng với thú hồn bố trí ẩn yêu không gian. Trong ẩn yêu không gian, người bình thường căn bản không thể phát hiện được sự tồn tại của nó. Tới bây giờ Lục Lâm Thiên mới hiểu được, xương cốt yêu thú, linh thú chính là bảo vật của tu luyện giả nhân loại. Xương cốt yêu thú, linh thú cấp bậc càng cao thì giá trị càng lớn. Yêu thú và linh thú đương nhiên không hy vọng khi mình chết đi có người trà đạp hài cốt của mình. Linh thú, yêu thú ở trong ẩn yêu không gian này nhất định sẽ có cấp bậc cực cao. Nếu không thì hắn cũng sẽ không thể cảm giác ra sự tồn tại của ẩn yêu không gian. Nàng có thể phá bỏ ẩn yêu không gian này hay không? Lục Lâm Thiên hỏi Bạch Linh. Không biết, để ta thử xem. Bạch Linh do dự một lát, nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Trong này ta có cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm. Nguy hiểm này dường như còn không ít, nếu như phá bỏ ẩn yêu không gian này nói không chừng sẽ xuất hiện biến cố lớn gì đó. Đã đến không có lý do gì lui lại, xem trước một chút vậy. Lục Lâm Thiên do dự rồi lập tức quyết định nói, nếu như là hài cốt của yêu thú, linh thú lợi hại mà nói, ở trong hư không bí cảnh này nhất định cũng là yêu thú thượng cổ hoặc là linh thú thượng cổ. Thân thể tuyệt đối là bảo vật. Được. Bạch Linh nghe vậy, thân thể mềm mại uyển chuyển khẽ động, bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân thể nhảy lên tầng trời thấp. Bàn tay thon thả như ngọc đánh ra một đạo lưu quang màu trắng về phía hư không trước mặt. Siêu! Ngay khi đạo lưu quang màu trắng trong tay Bạch Linh lướt đi, ở trong không gian phía trước lập tức xuất hiện một màn sáng hình cung chói mắt, đem không gian chung quanh bao phủ vào bên trong. Đây là ẩn yêu không gian hay sao? Thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức đi tới bên người Bạch Linh, nhìn qua màn sáng cực lớn trước mắt, hai mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Năng lượng uy áp thật mạnh. Trong lòng Lục Lâm Thiên âm thầm đề phòng, phía trên màn sáng màu vàng này Lục Lâm Thiên có cảm giác được một loại áp lực. Giống như trong này có một vật cực kỳ hung hiểm, coi như là bằng vào tu vi hiện tại của hắn, hắn cũng có cảm giác dưới cỗ áp lực này bản thân hắn không nắm chắc có thể chống lại uy áp bên trong. Khí tức này dường như có chút kỳ quái, có quan hệ với cửu vĩ thiên hồ nhất tộc ta, thế nhưng lại không phải là khí tức của cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Trong đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh hiện lên sự ngưng trọng, thậm chí trong lúc mơ hồ nàng còn cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm tới từ trong lòng. Họa phúc tương phùng, xông vào một lần đi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lóe lên, khóe miệng nở nụ cười. Hiện tại coi như chúng ta muốn đi cũng không kịp. Trên dung nhan tuyệt mỹ của Bạch Linh hiện lên nụ cười khổ với Lục Lâm Thiên. Nụ cười khổ này khiến cho Lục Lâm Thiên nhìn mà ngây ngốc. Nhất cử nhất động đều mang theo sự hấp dẫn. Coi như là cười khổ cũng khiến cho lòng người rung động giống như có con kiến bỏ qua vậy. Nhìn gì vậy? Bạch Linh nhìn thấy Lục Lâm Thiên chăm chú nhìn vào mình, sẵng giọng nói. Lần này nàng tới đây ta chưa từng nhìn kỹ nàng, vẫn đẹp như vậy, đủ để khiến cho nam nhân trong thiên hạ động tâm. Lục Lâm Thiên mỉm cười, Bạch Linh đẹp, cho dù là ai cũng không có cách nào so sánh với nàng. Loại yêu mị này thực chất tới từ bên trong, trời sinh mà thành. Không có một chút ra vẻ nào, nữ tử có sự yêu mị giống như nàng chỉ có vẻ mà không có cái thần của nàng. Vẫn miệng lưỡi trơn tru như vậy. Bạch Linh dường như cũng không có trách cứ Lục Lâm Thiên, ngược lại trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người còn trở thành hồng nhuận phơn phớt, trong lòng có cảm giác ngọt ngào, lườm Lục Lâm Thiên nói. Ngươi nên cẩn thận một chút, sợ rằng chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Ta cảm thấy khí tức trong này tuyệt đối rất khủng bố. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trước.
hắn cũng cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng đang từ trong khe hở màu vàng kia lan tràn ra. Ánh mắt nhìn kỹ, lúc này trong màn sáng màu vàng kia đã bắt đầu trở nên sóng gió ngập trời. Theo một hồi chấn động, một khe hở từ từ bị xé rách, cuối cùng tựa như tấm gương bị nghiền nát. Cả màn sáng cực lớn bị nghiền nát thành từng khúc không thấy. Mà trong chốc lát khi màn sáng màu vàng này bị nghiền nát, Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy hoa mắt, sơn cốc dưới lòng đất chung quanh biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyển thành một bình nguyên cực lớn, bình nguyên yên tĩnh, một mảnh hoang vu, mặt đất tràn ngập đá vụn. Mà phía trước bình nguyên xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ giống như một ngọn núi khổng lồ. Lục Lâm Thiên nheo mắt nhìn lại, mới phát hiện ra đầu quái vật khổng lồ giống như ngọn núi kia chỉ là một đầu yêu thú cực lớn nằm phủ phục trên mặt đất. Yêu thú này nằm sấp dưới mặt đất, giống như một khối cầu khổng lồ, toàn thân có lông vũ màu vàng. Trên người yêu thú cực lớn này nó một cỗ khí tức như có như không lan tràn ra khiến cho chân khí trong cơ thể Lục Lâm Thiên trong lúc vô hình có cảm giác tắc nghẽn, một cỗ uy áp lan tràn khiến cho lòng người rung động. Uy áp thật là khủng khiếp. Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh liếc nhìn nhau, trong mắt đều xuất hiện sự rung động. Dưới cỗ uy áp cực lớn này trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ. Uy áp này trong lúc vô hình có thể tạo thành ảnh hưởng với tu vi hiện tại của hắn đủ để thấy được thực lực và cấp độ của đầu yêu thú này. Yêu đế. Trong lòng khiếp sợ, yêu thú này không phải là yêu đế mới là lạ, nếu không phải là yêu đế, uy áp này căn bản không có cách nào làm ảnh hưởng tới hắn. Thứ điêu thượng cổ, đây là thứ điêu thượng cổ. Lúc này trong mắt Bạch Linh đột nhiên hiện lên vẻ khiếp sợ, dường như nhận ra lai lịch của đầu yêu thú này, đôi mắt xinh đẹp rung động liên tục. Nàng biết yêu thú này sao? Lục Lâm Thiên nhìn Bạch Linh hỏi, cẩn thận dò xét, Lục Lâm Thiên cũng không khó phát giác ra đầu yêu thú này chết đã lâu. Đương nhiên là nhận ra, khó trách ta có thể cảm nhận được khí tức. Bạch Linh thu hồi vẻ rung động, nói với Lục Lâm Thiên. Thứ điêu thượng cổ này đã bị diệt tộc, tại thời điểm thượng cổ chính là thiên địch của hồ tộc, có thể áp chế yêu thú hồ tộc. Ý nàng là thứ điêu thượng cổ này có thể áp chế nàng. Lục Lâm Thiên hỏi, dùng huyết mạch của cửu vĩ thiên hồ, cho dù là tứ đại thú hoàng tộc cũng khó có thể áp chế hoàn toàn. Ý ta nói là hồ tộc bình thường, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc chính là vương giả trong hồ tộc. Thứ điêu thượng cổ có thể áp chế cơ hồ tất cả hồ tộc, duy chỉ có cửu vĩ thiên hồ nhất tộc ta là không có cách nào áp chế. Mà thứ điêu nhất tộc thượng cổ cũng là kẻ thù truyền kiếp của cửu vĩ thiên hồ nhất tộc ta. Từ trong điển tịch ở tộc ta mới biết được ở thời điểm viễn cổ, thứ điêu thượng cổ này tồn tại. Luôn tranh đấu với cửu vĩ thiên hồ nhất tộc ta. Mà đến bây giờ thứ điêu thượng cổ đã sớm bị diệt tộc, không ngờ nơi này còn một bộ hài cốt. Bạch Linh giải thích với Lục Lâm Thiên. Đây là hài cốt của thứ điêu thượng cổ tu vi yêu đế. Thứ điêu này tuy rằng cùng với cửu vĩ thiên hồ ta là kẻ thù truyền kiếp, thế nhưng yêu đan trên người lại có tác dụng cực lớn với cửu vĩ thiên hồ nhất tộc ta. Có thể khiến cho tu vi của đệ tử cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tăng lên không ít. Đương nhiên yêu đan của cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cũng chính là thuốc bổ tốt nhất đối với thứ điêu thượng cổ này có thể bố trí ấn yêu không gian, hẳn là bị trọng thương hoặc có nguyên nhân khác cho nên mới vẫn lạc ở nơi này. Cho nên trong cơ thể hơn phân nửa có yêu đan và yêu đế chi nguyên. Dùng tu vi hiện tại của ta, tuy rằng lĩnh ngộ có chút kém, thế nhưng nếu có thể đạt được yêu đan và yêu đế chi nguyên của đầu thứ điêu thượng cổ này muốn đột phá cấp độ bát giai đỉnh phong cũng có hy vọng cực lớn. Bạch Linh nói xong, tâm tình bình tĩnh như nước lúc này cũng có chút kích động. Trên người nàng tuy rằng có truyền thừa do tiền bối trong tộc lưu lại, yêu đế chi nguyên cũng có, tăng thêm thiên phú của bản thân nàng, muốn đột phá cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Thế nhưng nếu có thể đạt được yêu đan và yêu đế chi nguyên của thứ điêu thượng cổ mà nói, trong thời gian ngắn sợ rằng nàng có thể đột phá thành đế. Cấp độ yêu đế, nàng cũng không nhịn được mà mơ ước. Nghe Bạch Linh nói. Khóe miệng Lục Lâm Thiên mỉm cười nói nhỏ. Vậy thì còn chờ gì nữa, trước tiên đạt được yêu đan cùng yêu đế chi nguyên rồi nói sau. Vật quan trọng như vậy sợ rằng thứ điêu thượng cổ này sẽ không để cho người ngoài dễ dàng đoạt được như vậy. Bạch Linh mừng rỡ, đồng thời cũng không có buông lỏng sự cảnh giác trong lòng. Người tự tiện xông vào ẩn yêu không gian của bổn đế, chết. Lúc này, trên thân thể to lớn bất động của thứ điêu thượng cổ. Hai mắt lớn kia đột nhiên mở ra, hai mắt tựu như đèn lồng cực lớn. Hai cánh bắt đầu run run. Ru. Một tiếng gầm gừ phá không vang vọng, thân thể khổng lồ của thứ điêu thượng cổ vỗ cánh bay lên, thân thể khổng lồ trọn vẹn hơn ngàn thước,
hai cánh cực lớn chấn động, cả phiến không gian lúc này cũng chấn động. Ken két. Lập tức phiến không gian bên trong này dưới hai cánh của hắn sụp đỏ từng khúc, lộ ra vết nứt đen kịt trong không gian. Dưới thân thể cực lớn kia Lục Lâm Thiên chân chính cảm giác được một loại uy áp khó có thể kháng cự. Loại khí tức này thực sự quá mạnh, khiến cho linh hồn người ta cảm thấy lạnh lẽo. Hay cho thứ điều thượng cổ giảo hoạt, đề phòng có người đạt được hài cốt của hắn cho nên lưu lại một đạo tàn hồn trong người. Bạch Linh cả kinh nói. Một đạo tàn hồn lưu lại trong người, thực lực của đạo tàn hồn thứ điều thượng cổ này tuy rằng không có cách nào bằng bản thể. Thế nhưng trong thời gian ngắn so với chuẩn đế tuyệt đối còn cường hãn hơn. Phải như thế nào mới có thể đạt được yêu đan và yêu đế chi nguyên? Lục Lâm Thiên nhìn qua thứ điều khổng lồ, ánh mắt trầm xuống, nhìn Bạch Linh hỏi. Đánh nát tàn hồn, ta sẽ lấy được, thế nhưng hiện tại đầu thiên thứ điều thượng cổ này quá khó đối phó. Bạch Linh lo lắng nói. Giao cho ta đi, nàng ở bên cạnh nhìn là được rồi. Lục Lâm Thiên nhìn thiên thứ điều thượng cổ khổng lồ, vật này có chỗ tốt với Bạch Linh như vậy, cũng không thể buông tha. Tuy rằng là lợi hại, thế nhưng cũng không phải hắn không thể chống lại. Không nói đế khôi trên người, thực lực bản thân hắn hiện tại cũng không nhất định không thể làm gì được nó. Được rồi, người cẩn thận một chút, nếu thực sự không được thì chúng ta bỏ chạy. Đạo tàn hồn này của nó cũng không chống đỡ được bao lâu đâu. Bạch Linh nhắc nhở với Lục Lâm Thiên. Gru, lúc này thân thể khổng lồ của thiên thứ điêu thượng cổ đã đánh về phía Lục Lâm Thiên, thân thể khổng lồ dùng phương thức nguyên thủy mà cường hãn va chạm. So với bất kỳ vũ khí nào sợ rằng còn hữu hiệu hơn. Trong hai mắt tràn ngập hung quang, hai cánh cực lớn chấn động, quang mang bàng bạc lan tràn, lại mang theo một cỗ năng lượng hủy thiên diệt địa đáng sợ, đánh về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lơ lửng trên không trung, ánh mắt ngưng trọng, thanh linh khải giáp được bố trí trên người, nhìn thiên thứ điêu thượng cổ khổng lồ đang đánh tới, chân khí phô thiên cái địa bắt đầu cuồn cuộn. Long ảnh tí. Lục Lâm Thiên lập tức bước ra một bước, gợn sóng trong không gian nhộn nhạo. Hai tay chấn động, trong tay có một cỗ năng lượng thuộc tính thổ hội tụ, tạo thành hai đạo hư ảnh hoàng kim yêu long viễn cổ cực lớn. Ngao ngao. Hai đạo hư ảnh hoàng kim yêu long bắn ra, trước long ảnh tí không gian đều sụp đổ, lộ ra vết nứt đen kịt trong không gian. Quang mang đen kịt lan tràn ra. Quang mang này khiến cho người ta cảm thấy dường như có thể thôn phệ bóng tối, khiến cho người ta sởn tóc gáy. Lập tức hung hăng va chạm về phía thiên thứ điêu hai cánh kia. Gru. Trong miệng thiên thứ điêu thượng cổ vang lên một tiếng như chuông đồng, hai cánh khổng lồ chấn động. Hai cánh mang theo một cỗ uy lực giống như có thể hủy thiên diệt địa, mang theo lực lượng đáng sợ, đánh vào trên người hai đạo hư ảnh hoàng kim yêu long. Siêu. Hai cánh cùng với hai đạo hư ảnh va chạm, trong sát na cả không gian run lên. Phanh phanh. Tiếp đó cả không gian nơi va chạm xảy ra bạo liệt. Cả không gian bạo phát. Hư ảnh hoàng kim yêu long khổng lồ lập tức biến mất trong không gian. Khục khục. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ như vậy, thân thể Lục Lâm Thiên lập tức lui về phía sau mấy bước, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đạo tàn hồn lưu lại trong người đầu thiên thứ điêu thượng cổ này không ngờ lại còn uy năng khủng bố như vậy. Chuẩn đế bình thường tuyệt đối sẽ không chịu đựng nổi. Lâm Thiên, cẩn thận. Bạch Linh có chút lo lắng. Nàng tự biết bằng vào thực lực của mình cũng không giúp được quá nhiều. Nhìn nam tử trên không trung, giờ phút này hắn đã không còn là một thanh niên mà nàng phải che chở khi trước nữa. Hắn đã triệt để lột xác để tung hoành đại lục, là cường giả có thể khiến cho cả đại lục gió nổi mây phun. Tất cả chuyện này bất quá chỉ có hơn 10 năm ngắn ngủi mà thôi. Gru. Một kích của Lục Lâm Thiên khiến cho thân thể thiên thứ điêu thượng cổ bị trì hoãn một hồi. Thân thể khổng lồ lần nữa vỗ cánh bay về phía Lục Lâm Thiên. Hai cánh chấn động, không gian chung quanh gió nối mây phun. Thuộc tính thổ sao? Hai tay Lục Lâm Thiên có chút run rẩy, vừa rồi hắn cũng chỉ mới thăm dò thực lực của thiên thứ điêu thượng cổ mà thôi. Mà đạo hồn này lại có uy năng khủng bố như vậy, sợ rằng ở thời toàn thịnh, tuyệt đối bằng vào thực lực của hắn hiện tại không thể đối phó được. Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy sinh mộc, thời không lao ngục. Cùng lúc, khi thiên thứ điêu thượng cổ lần nữa lao tới, quang mang quanh thân Lục Lâm Thiên lập lóe, trong nháy mắt bố trí thời không lao ngục 16 lần uy năng. Lúc này Lục Lâm Thiên dùng thuộc tính hỏa làm vật dẫn, ngũ hành tương sinh tương khắc, cuối cùng thời không lao ngục 16 lần uy năng trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra. Đem thiên thứ điêu thượng cổ này bao phủ vào bên trong.
Siêu. Trong nháy mắt cả không trung gió nổi mây phun, lúc này dưới uy năng kinh người của thời không lao ngục 16 lần uy năng, không gian chung quanh bị diệt thành cho tàn. Ở trong thời không lao ngục, vô số công kích tràn ngập. Ở trong thời không lao ngục 16 lần uy năng, quang mang màu xanh đại thịnh, ở trong không gian rào rạt sinh cơ. Thế nhưng thiên thứ điêu thượng cổ này dường như lại mất đi sinh cơ. Huống chi bản thân nó chỉ là hài cốt, trên người chỉ có một đạo tàn hồn mà thôi. Ở trong thời không lao ngục, thân thể khổng lồ của thiên thứ điêu thượng cổ bị áp chế, hai cánh chấn động, đánh tan gợn sóng trong không gian tạo thành hư không đen kịt, thế nhưng lại không thể dẫy dụa khỏi sự bao phủ của thời không lao ngục. Gru. Lúc này ở trong mi tâm của thiên thứ điêu thượng cổ có một đạo quang mang lướt ra, hóa thành hư ảnh một đầu thiên thứ điêu thượng cổ khổng lồ, năng lượng linh hồn bàng bạc lan tràn, uy áp so với bản thể khổng lồ lúc trước còn mạnh mẽ hơn nhiều. Hư ảnh thiên thứ điêu thượng cổ xuất hiện, dường như ảnh hưởng của thời không lao ngục với bản thân nó nhỏ hơn nhiều. Một cỗ uy áp linh hồn bàng bạc bắn thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên cẩn thận, đây chính là tàn hồn của thiên thứ điêu thượng cổ. Bạch Linh ở phía xa nhẹ nhàng nhắc nhở Lục Lâm Thiên. Ta đang đợi đạo tàn hồn này đây. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười vui vẻ, không có gọi ra đế khôi là bởi vì hắn hy vọng có thể dẫn dắt tàn hồn thiên thứ điêu thượng cổ đi ra. Tàn hồn cấp độ đế giả, không thể lãng phí. Đại hồn anh trong đầu vẫn không có chút thu hoạch, lúc này cũng có chút không nhịn được. Đại hồn anh kích động, nếu như không có Lục Lâm Thiên áp chế nó đã vọt ra khỏi không gian trong đầu. Đạo tàn hồn đế giả này khiến cho người khác phải kiêng kỵ, thế nhưng bất quá đối với đại hồn anh mà nói, chính là vật đại bổ, bất kể là tàn hồn hay là sát khí ngập trời, vẫn luôn là thuốc bổ của đại hồn anh. Mắt nhìn tàn hồn thiên thứ điêu thượng cổ lao thẳng tới, tâm thần Lục Lâm Thiên lặng lẽ lan tràn. Siêu. Tiếp đó trong nháy mắt ở trong mi tâm Lục Lâm Thiên có một đạo lưu quang màu tím bắn ra rồi lơ lửng trước người, chính là đại hồn anh mà Lục Lâm Thiên luôn áp chế từ đầu. Đại hồn anh xuất hiện, hai con mắt mở ra, một cỗ khí tức ngập trời trong người lan tràn ra. Sát khí ngập trời tuôn ra, lập tức tràn ngập trên không trung. Sát khí ngập trời khiến cho cả không gian gió nổi mây phun, sát khí giống như một cơn lốc phóng ra, cả không gian run rẩy. Gru. Ngay lúc đó đạo tàn hồn của thiên thứ điêu thượng cổ đang lao thẳng tới Lục Lâm Thiên dường như cũng cảm nhận được khí tức trên người đại hồn anh, ánh mắt thoáng ngốc trệ, bắt đầu trở nên cuồng bạo. Phía trên tàn hồn thiên thứ điêu thượng cổ có một cỗ khí tức dường như còn mạnh hơn đại hồn anh tuôn ra, giống như có xúc động muốn thôn phệ đại hồn anh, đánh về phía đại hồn anh. Ầm ầm. Không gian run lên, hai cỗ năng lượng va chạm vào một chỗ rồi giằng co trên không trung. Đại hồn anh rõ ràng khó có thể thôn phệ được tàn hồn của thiên thứ điêu thượng cổ, dù sao tàn hồn so với đại hồn anh còn mạnh hơn nhiều. Mà thiên thứ điêu thượng cổ này dường như cũng muốn thôn phệ đại hồn anh. Thế nhưng cũng không thể thôn phệ được. Trong không gian này tàn hồn thiên thứ điêu thượng cổ không biết đã tồn tại mấy vạn năm, nhưng cũng chưa từng thôn phệ qua tàn hồn thể. Mà đại hồn anh đã sớm quen việc thôn phệ, có linh trí của Lục Lâm Thiên, tàn hồn của thiên thứ điêu thượng cổ căn bản không cách nào thôn phệ đại hồn anh. Nhìn mọi chuyện xảy ra trên không trung, đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh bắt đầu có chút kinh ngạc. Đại hồn anh cùng với tàn hồn thiên thứ điêu thượng cổ giằng co, Lục Lâm Thiên nhíu mày. Tàn hồn của thiên thứ điêu thượng cổ quá mức cường hãn. Chỉnh thể so với đại hồn anh còn cường hãn hơn nhiều, đại hồn anh muốn thôn phệ cũng khó. Thế nhưng cũng may tàn hồn của thiên thứ điêu cũng không biết thôn phệ tàn hồn thế nào. Ít nhất tạm thời đại hồn anh còn chưa bị tàn hồn thiên thứ điêu thượng cổ cắn nuốt sạch. Cũng có chút phiền phức a. Lục Lâm Thiên trầm tư, muốn tiêu diệt tàn hồn này cũng không có chút khó khăn nào, bởi vì dù sao cũng chỉ là một đạo tàn hồn do yêu đế lưu lại mà thôi. Không phải đế giả chân chính. Chỉ là nếu như muốn để cho đại hồn anh thôn phệ thì có chút phiền phức. Toàn lực áp chế. Do dự một lát Lục Lâm Thiên lập tức toàn lực thúc giục thời không lao ngục hung hăng áp chế tàn hồn thiên thứ điêu thượng cổ. Dưới tình huống toàn lực, tàn hồn thiên thứ điêu thượng cổ bị áp chế tuyệt đối. Không gian chung quanh như đọng lại, thân thể lập tức dãy giụa, thế nhưng cũng khó có thể dãy giụa đi ra ngoài. Gru. Hai mắt đại hồn anh đỏ rực. Lấy thân thể làm trung tâm, một cỗ hấp lực ngập trời giống như một cơn lốc lan tràn ra. Cỗ hấp lực giống như cơn lốc khuếch tán, lan tràn tới trên hư ảnh tàn hồn thiên thứ điêu phượng cổ. Ầm ầm. Dưới cỗ hấp lực lớn như vậy, thân thể tàn hồn thiên thứ điêu thượng run run, kịch liệt phản kháng.
Cả không gian cát bay đá chạy, đất núi rung chuyển, mây mù bị đánh cho sơ xác. Cả không gian lúc này run rẩy, thế nhưng dưới sự áp chế của đại hồn anh và thời không lao ngục cho nên không có cách nào thoát thân. Trong nháy mắt cả không gian lờ mờ, sát khí trên người đại hồn anh trong lúc mơ hồ tiết ra ngoài khiến cho người ta trong lúc vô hình cảm thấy tim đập nhanh hơn. Lập tức một đạo tàn hồn bên trên thân thể thiên thứ điêu thượng cổ bị thôn phệ, cắn nuốt. Tàn hồn thiên thứ điêu thượng cổ giãy giụa kịch liệt, Lục Lâm Thiên toàn lực phối hợp với đại hồn anh áp chế. Dưới vực sâu, không gian vẫn cát bay đát chạy, rung chuyển không ngừng. Sát khí khủng bố tiết ra ngoài, cả thâm uyên run rẩy, sát khí từ dưới vực sâu phóng lên trời, khuếch tán lên giữa không trung. Dưới động tĩnh kinh người này Bạch Linh cũng chỉ có thể ở một bên chờ đợi. Năng lượng tàn hồn của thiên thứ điêu thượng cổ quả thực quá mức cường hãn. Suốt 3 ngày đại hồn anh vẫn còn tiếp tục thôn phệ. Trong thời gian 3 ngày này Lục Lâm Thiên cũng không có cách nào thoát thân, hắn cần tiếp tục áp chế tàn hồn thiên thứ điêu thượng cổ. Siêu siêu. Trong không gian bao la lúc này có mười mấy đạo thân ảnh đáp xuống vực sâu, người có thể tiến vào trong hư không bí cảnh đương nhiên thực lực thấp nhất cũng phải là tôn cấp nhất trọng. Sát khí và năng lượng linh hồn thật khủng khiếp. Mười mấy đạo thân ảnh này đáp xuống vực sâu, ánh mắt nhìn sát khí và năng lượng linh hồn phóng lên trời, không ít người có chút kinh ngạc. Động tĩnh lớn như vậy nói không chừng có bảo vật liên quan tới linh hồn, hoặc là thần khí thượng cổ. Một lão phụ nhân mặc cung trang nhìn Thâm Uyên nói, trong mắt cực kỳ chờ mong, bảo vật xuất thế ở trong hư không bí cảnh đều cực kỳ trân quý. Chúng ta xuống dưới xem một chút, lần này hư không bí cảnh mở ra. Phần đông cường giả bế quan của huyền hồn môn chúng ta đều rời núi là bởi vì hy vọng tìm được nhiều cơ duyên ứng phó với đế đạo minh. Bằng không khó có thể chống lại đế đạo minh. Một lão giả 50 tuổi trầm giọng nói. Đều là do Lục Lâm Thiên kia, để cho huyền hồn môn ta tổn thất thảm trọng. Mà ngay cả thái sư thúc Chu Hồn cũng vẫn lạc, đáng hận. Một lão giả tóc bạc chừng 60 tuổi hung hăng nói. Trong thời gian ngắn ngủi gần đây tất cả các sơn môn lớn trong thiên địa minh đã bắt đầu sợ, lần lượt bị đả kích lần lượt bị tổn thất, bọn họ đã không còn bao nhiêu ngạo khí nữa. Không biết lần này Lục Lâm Thiên kia có tới không? Nếu như Lục Lâm Thiên này tới The Upsilon.ng phải một trận pháp thượng cổ nào mà vẫn lạc thì tốt quá. Thiên địa minh ta cũng không cần e ngại đế đạo minh nữa. Lão giả chừng 50 tuổi kia nói. Nói là thiên địa minh hiện tại sợ đế đạo minh không bằng nói người của thiên địa minh nghe thấy ba chữ Lục Lâm Thiên thì da đầu run lên, hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ mong chúng ta không nên gặp phải Lục Lâm Thiên kia. Nếu như gặp những người khác trong đế đạo minh thì tốt, gặp bao nhiêu thu thập bấy nhiêu. Coi như là báo thù rửa hận cho những người vẫn lạc trong môn. Lão giả tóc bạc căm hận nói. Tất cả phải cẩn thận một chút, chúng ta đi xuống phía dưới xem. Nếu như dẫn tới những người khác phải cẩn thận, vạn nhất có trọng bảo xuất thế, chúng ta muốn một mình đoạt cũng không dễ. Nhìn qua sát khí ngập trời cùng với năng lượng linh hồn trong thâm uyên đang phóng lên trời, lão phụ nhân đầu lĩnh vẫn quyết định xuống xem một chút. Động tĩnh lớn như vậy tuyệt đối không phải tầm thường, cũng không nhất định có người khác tới tranh đoạt hay không, bởi vì vừa rồi các nàng cũng bị hấp dẫn tới đây. Siêu siêu, hơn 10 người này cũng không chủ quan. Cẩn thận từng tí một thả người nhảy vào trong thâm uyên. Trong lòng có chút lo lắng và chờ mong, không biết ở trong thâm uyên này sẽ có thu hoạch như thế nào. Nếu như có thần khí thượng cổ hoặc truyền thừa của đế giả cùng với đan dược đế phẩm thì phát tài. Hơn chục đạo thân ảnh hạ xuống, sát khí cùng với năng lượng linh hồn ngày càng thịnh khiến cho mọi người kinh hãi, đồng thời cũng càng chờ mong. Trong vực sâu, đại hồn anh dưới sự hỗ trợ của thời không lao ngục của Lục Lâm Thiên không ngừng thôn phệ tàn hồn thiên thứ điêu thượng cổ, trải qua không ngừng thôn phệ rốt cuộc cũng có thể áp chế tàn hồn một chút. Theo thôn phệ đại hồn anh ngày càng mạnh, bắt đầu từ từ khống chế tất cả. Đồng thời theo thôn phệ và hấp thu khí tức trên người đại hồn anh ngày càng mạnh mẽ lên. Ồ, Bạch Linh vẫn ở bên cạnh chờ đợi, nàng không nhúng tay vào được chuyện này. Đột nhiên ánh mắt Bạch Linh nhìn lên vực sâu, cũng không bao lâu. Dưới ánh mắt của Bạch Linh có mười mấy đạo thân ảnh từ từ hạ xuống. Đó là cái gì? Hơn 10 người của huyễn hồn môn vẫn ở trên tầng trời thấp đã nhìn thấy yêu thú khổng lồ cùng với hai bóng người ở trong không gian to lớn phía trước. Là thân thể yêu đế cùng tàn hồn. Lão phụ nhân đầu lĩnh cũng coi như có kiến thức bất phàm, chỉ kinh ngạc một chớp mắt rồi lập tức phát hiện ra mánh khóe. Thân thể yêu đế cũng là trọng bảo, nói không chừng còn có yêu đan của yêu đế.
giá trị so với đan dược chuẩn đế phẩm còn cao hơn không ít. Một lão giả sợ hãi than, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, đây chính là bảo vật cấp bậc trọng bảo a. Tuyệt linh trưởng lão, đó là Lục Lâm Thiên, người mặc khải giáp màu vàng chính là Lục Lâm Thiên. Lão giả 50 tuổi nhìn vào Lục Lâm Thiên đang ở trong thời không lao ngục. Ở trong thành Cự Giang hắn đã tránh được một kiếp cho nên hắn mới nhận ra Lục Lâm Thiên, còn tuyệt đối không quên được hình dáng của Lục Lâm Thiên. Cái gì, hắn chính là Lục Lâm Thiên. Hơn chục đạo thân ảnh này nghe thấy ba chữ Lục Lâm Thiên toàn thân lập tức run lên. Ba chữ Lục Lâm Thiên đối với bọn họ hiện tại chính là khắc tinh. Đồn rằng hiện tại Lục Lâm Thiên có thể đồ sát chuẩn đế dễ dàng, bọn họ làm sao có thể là đối thủ cơ chứ? Chạy mau, nhanh. Lão phụ nhân đầu lĩnh quyết định vô cùng nhanh chóng, bảo vật trước mắt lúc này có Lục Lâm Thiên ở đây đám người bọn nàng làm sao có cơ hội cơ chứ? Hiện tại Lục Lâm Thiên tuyệt đối cũng không bỏ qua cho đám người bọn nàng. Đến rồi thì không cần đi nữa. Khi hơn chục người này đang định chạy trốn, một đạo thân ảnh màu trắng giống như quỷ mị xuất hiện trên không trung. Trên dung nhan tuyệt mỹ khiến cho thiên địa động dung là ánh mắt lạnh lẽo như băng, lạnh lẽo tới mức khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Giết! Lão phụ nhân đầu lĩnh không có chút do dự nào, trước mặt Lục Lâm Thiên các nàng chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất mà trốn. Một đạo quang trụ bằng linh lực hội tụ trong tay, mang theo công kích linh hồn bàng bạc hung hăng đánh về phía Bạch Linh. Mời chỉ là linh tôn bát trọng mà thôi. Khuôn mặt Bạch Linh lạnh lùng nhìn vào đạo quang trụ bằng linh lực kia, thân ảnh mềm mại khẽ động, cổ tay dương lên, y phục bay phất phới. Một đạo quang trụ màu trắng từ trong tay nàng bắn ra mang theo một cỗ năng lượng cuồng bạo, lập tức đánh vào trên đạo quang trụ bằng linh lực của lão phụ nhân kia. Phanh! Đạo quang trụ của Bạch Linh mang theo năng lượng cuồng bạo va chạm với đạo quang trụ bằng linh lực. Đạo quang trụ bằng linh lực của lão phụ nhân kia nứt vỡ từng khúc. Trong tích tắc kinh khí khuếch tán, cả không trung giống như có một cơn lốc cuồng bạo khuếch tán khiến cho không gian bốn phía chấn động giống như là sơn băng địa liệt. Phụt! Trong miệng lão phụ nhân này phun ra máu tươi, thân thể lập tức đập xuống phía dưới. Siêu! Khi thân thể lão phụ nhân này rơi xuống, một thân ảnh mặc khải giáp màu vàng như quỷ dị xuất hiện trước người nàng. Mấy đạo cấm chế trong nháy mắt được đánh ra, lập tức cấm chế nàng. Tuyệt linh trưởng lão. Cường giả còn lại của huyễn hồn môn biến sắc, tuyệt linh trưởng lão bát trọng đỉnh phong dưới một chiêu bị trọng thương. Thực lực của nữ tử mặc y phục màu trắng kia quá mức cường hãn, mà tuyệt linh trưởng lão ngay lập tức cũng bị Lục Lâm Thiên cấm chế. Hình như là người của huyễn hồn môn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên quét qua một vòng. Người huyễn hồn môn đột nhiên cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo khó hiểu lan tràn toàn thân bắt đầu run rẩy. Người có cây tên có bóng, hiện tại hung danh của Lục Lâm Thiên vang xa, bọn họ làm sao có thể không sợ. Vừa mới nhìn thấy Lục Lâm Thiên là đã lập tức muốn trốn, chỉ tiếc ngay cả trốn cũng không thoát. Vũ Tôn chết hết, Linh Tôn lưu lại. Trong đôi mắt đen kịt của Lục Lâm Thiên hiện lên sát ý. Huyễn hồn môn này nếu như đã bị gặp được thì làm sao có thể buông tha. Thân ảnh lóe lên lập tức như quỷ dị vọt tới đám người huyễn hồn môn. Đồng thời không gian thuộc tính thổ cũng được bố trí. Không gian thuộc tính thổ bao phủ, 12 người có tu vi tôn cấp mất trọng lượng. Chân khí, linh lực trong cơ thể đình trệ. Dùng tu vi của bọn họ hiện tại, căn bản không có cách nào thoát khỏi sự áp chế của không gian thuộc tính thổ, càng không phải là đối thủ của Lục Lâm Thiên. Đi chết đi, huyễn hồn môn cách thời điểm diệt môn cũng không còn xa nữa đâu. Trong mắt Lục Lâm Thiên tràn ngập sát ý, chân khí trong cơ thể cuồng bạo tuôn ra. Ầm ầm ầm. Ở trong không gian thuộc tính thổ, 12 người có tu vi tôn cấp, trong đó có 8 vũ tôn thân thể hóa thành huyết vụ dưới áp lực của lực lượng thuộc tính, không ai có thể chạy thoát, hồn anh trong đầu cũng không thể. Lão phụ nhân bị Lục Lâm Thiên cấm chế trong tay kinh hãi, lúc này nàng tận mắt nhìn thấy tu vi của Lục Lâm Thiên hiện tại, Lục Lâm Thiên này quả thật chính là sát nhân cuồng ma. Siêu siêu. Không gian thuộc tính thổ vừa mới thu lại, 4 linh tôn còn lại bị Lục Lâm Thiên cấm chế cùng với lão phụ nhân trong tay Lục Lâm Thiên, 5 người từ trên tầng trời thấp hung hăng rơi xuống mặt đất. Sao rồi? Bạch Linh lẳng lặng nhìn qua Lục Lâm Thiên, không có một chút ngoài ý muốn nào. Chỉ là ý nàng hỏi lúc này chính là tình huống hiện tại của Đại Hồn Anh, đôi mắt xinh đẹp nhìn Đại Hồn Anh của Lục Lâm Thiên đang thôn phệ tàn hồn của Thiên Thứ Điêu Thượng Cổ. Thôn phệ xong rồi. Thế nhưng còn cần một ít thời gian. Năng lượng bên trong tàn hồn Thiên Thứ Điêu Thượng Cổ cũng không ít. Lục Lâm Thiên cười cười.
Năng lượng của tàn hồn thiên thú điêu thượng cổ quá mức khổng lồ, sau khi đại hồn anh thôn phệ cùng với luyện hóa sợ rằng thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên tình trạng khủng bố. Sát khí cùng với năng lượng tàn hồn quá lớn, sợ rằng sẽ dẫn tới những người khác nữa. Bạch Linh nhìn không trung gió nổi mây phun, hai hàng lông mi nhíu lại. Lục Lâm Thiên nhìn bốn phía, thủ ấn lặng lẽ kết xuất. Lập tức bố trí ở trên không trung một màn sáng cấm chế cực lớn. Sát khí ngập trời cùng với năng lượng tàn hồn lập tức bị bao phủ bên trong, không có cách nào tiết ra bên ngoài. Tàn hồn thiên thú điêu thượng cổ đã không thể làm được gì nữa rồi, nàng nhanh đi lấy yêu đan cùng với yêu đế chi nguyên đi. Lục Lâm Thiên quay đầu nói với Bạch Linh, lúc này thi thể khổng lồ của thiên thú điêu đã rơi xuống mặt đất. Yêu đan và yêu đế chi nguyên một khi gỡ ra ta phải mau chóng phục dụng, bằng không yêu đan và yêu đế chi nguyên rất nhanh sẽ tiêu tán. Bạch Linh nhìn Lục Lâm Thiên, đôi mắt xinh đẹp chớp động nói. Nếu như ta lập tức phục dụng sẽ không có cách nào đi cùng ngươi ở trong hư không bí cảnh này nữa. Không sao, nàng tới thiên trụ giới là được, một mình ta sẽ cẩn thận. Nếu như nàng có thể lần nữa đột phá tới đế cấp chính là thứ mà ta hy vọng nhìn thấy nhất. Lục Lâm Thiên mỉm cười, không khỏi nghĩ tới một chuyện, yêu thú thất giai rèn thể là có thể có được hình dáng nhân loại. Thế nhưng thú hồn lại không có cách nào cải biến, chỉ có thành đế mới có thể cải biến thú hồn thành nhân hồn, đến lúc đó sẽ giống như nhân loại, đồng thời lúc chiến đấu còn có thể bảo trì thú thể. Mà thứ Lục Lâm Thiên muốn cũng không chỉ có những thứ này, nghe nói yêu thú tới cấp độ yêu đế dường như có thể ở cùng nhân loại. Lúc trước Lục Lâm Thiên đối với Bạch Linh chỉ là nhìn mà không thể làm gì, mà bây giờ thực lực ngày càng cao, tâm tính Lục Lâm Thiên đã sớm chuyển biến. Thiên hạ nào có nam nhân nào mà không động tâm với Bạch Linh, Lục Lâm Thiên cũng không ngoại lệ. Ngươi nghĩ gì vậy? Bạch Linh dường như nhìn ra suy nghĩ của Lục Lâm Thiên, đôi mắt xinh đẹp trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Thân ảnh xinh đẹp lóe lên đi tới bên cạnh thi thể khổng lồ của thiên thú điêu thượng cổ, thủ ấn biến hóa, một đạo quang trụ màu trắng lướt đi, lập tức đem một khỏa yêu đan nhỏ bằng nắm tay lôi ra. Năng lượng ngập trời tiết ra bên ngoài, thế nhưng lại bị Bạch Linh bao phủ vào bên trong. Siêu! Thủ ấn lần nữa biến hóa, đồng thời lại có một đạo quang trụ màu trắng trong tay Bạch Linh lướt đi. Ở trong mi tâm của thiên thú điêu thượng cổ có một đoàn quang mang bắn ra. Dưới quang mang, một cỗ uy áp yêu đế lan tràn, khiến cho lòng người rung động. Yêu đan yêu đế chi nguyên. Lục Lâm Thiên nhìn yêu đan và quang mang trong tay Bạch Linh, yêu đan yêu đế và yêu đế chi nguyên đều là trọng bảo. Nheo mắt, Lục Lâm Thiên xuất ra thiên trụ giới, gợn sóng trong không gian chớp động, khí tức trường tồn với thời gian lan tràn ra chung quanh, nói với Bạch Linh. Nhanh tiến vào trong thiên trụ giới. Thân thể mềm mại linh lung đi tới trước thiên trụ giới. Ngay khi nàng định đi vào bên trong thì ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi, đột nhiên nói. Bạch Linh, chờ nàng thành đế ta muốn nàng làm nữ nhân của ta. Bạch Linh quay người, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm, lại yêu mị chúng sinh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên không có bất kỳ sự lảng tránh nào, nhìn thẳng vào Bạch Linh, khóe miệng mang theo nụ cười vui vẻ. Sắc đảm của ngươi càng lúc càng lớn. Bạch Linh nhìn Lục Lâm Thiên một lát. Mỉm cười, nụ cười rung động giống như băng sơn tuyết liên tan chảy, nói. Muốn làm nam nhân của ta, chờ sau khi ta thành đế thì ngươi phải đánh bại ta, bằng không đừng có nghĩ. Dứt lời, thân thể mềm mại của Bạch Linh lóe lên, lập tức đi vào trong thiên trụ giới. Sẽ rất nhanh thôi, nàng nhất định sẽ là nữ nhân của ta. Lục Lâm Thiên nhàn nhạt nói, thanh âm của Lục Lâm Thiên cũng quanh quẩn trong tầng thứ hai thiên trụ giới. Thân ảnh Bạch Linh lẳng lặng đứng đó một lúc rồi vui vẻ khoanh chân ngồi xuống. Thủ ấn biến hóa, nuốt yêu đan yêu đế vào trong bụng. Yêu đế chi nguyên ở trong tay cũng bắn vào trong mi tâm không thấy. Quanh thân lập tức có quang mang màu trắng lan tràn. Quang mang màu trắng nồng đậm giống như sương mù dày đặc, đem thân thể nàng bao phủ vào bên trong. Lục Lâm Thiên thu hồi thiên trụ giới, nếu như Bạch Linh có thể đột phá thành đế là tốt nhất. Tất cả chuyện này năm người của Huyễn Hồn Môn đều nhìn rõ, yêu đan của yêu đế cùng yêu đế chi nguyên đều rơi vào trong tay nữ tử áo trắng kia, mà bọn họ hiện tại sợ rằng cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, lúc này đại hồn anh vẫn còn đang thôn phệ tàn hồn thiên thú điêu thượng cổ, đoán chừng còn một ít ngày nữa mới xong. Tới các ngươi. Dứt lời, thân ảnh Lục Lâm Thiên đã đi tới bên người một linh tôn ngũ trọng, hai linh tôn nhất trọng, một linh tôn tam trọng.
một linh tôn tứ trọng, còn có một linh tôn bát trọng đỉnh, không biết có thể tạo thành bao nhiêu chỗ tốt với hắn. Nhìn qua năm đạo thân ảnh này, Lục Lâm Thiên lạnh nhạt kết thủ ấn, nhanh chóng đánh vào đỉnh đầu linh tôn nhất trọng. Ánh mắt linh tôn nhất trọng này hoảng hốt, trong lúc vô hình dường như hắn cũng cảm giác được sắp xảy ra thứ gì đó, đột nhiên trong đầu cảm thấy đau đớn kịch liệt. Một cỗ hấp lực cực lớn xuất hiện, linh lực ở trong đầu không tự chủ được mà bị đối phương hút đi. Trong lòng linh tôn nhất trọng kia kinh hãi, sắc mặt dữ tợn, thế nhưng toàn thân bị cấm chế cho nên không có cách nào phản kháng. Cho dù phản kháng cũng không thể làm gì được, linh lực trong đầu không còn nằm trong tầm khống chế của hắn nữa mà bị đối phương mạnh mẽ hút ra bên ngoài. A hát! Linh tôn nhất trọng này kêu lên một tiếng thảm thiết, sắc mặt lập tức trắng bệch, đồng tử mở rộng, trong mắt tràn ngập sự kinh hãi. Chỉ một lát sau, cơ mặt run rẩy, lộ ra vẻ dữ tợn. Ngay sau đó, thân thể cũng đã bị Lục Lâm Thiên hút thành một cỗ thây khô. Ngay trong ánh mắt kinh hãi còn lại của bốn người, linh tôn nhị trọng chính là mục tiêu thứ hai. Tiếp tục, năm ngón tay Lục Lâm Thiên uốn lượn thành chảo ấn, trong lòng bàn tay có một cỗ hấp lực giống như cơn lốc bắt đầu xoay tròn rơi vào trên đỉnh đầu linh tôn tiếp theo. Mấy linh tôn còn lại của Huyễn Hồn Môn nhìn thấy bộ dáng của Lục Lâm Thiên cũng nhìn ra là do Lục Lâm Thiên này gây ra. Lục Lâm Thiên này không ngờ có thể thôn phệ linh lực người khác, chuyện này đối với tất cả mọi người mà nói tuyệt đối là một chuyện vô cùng khủng bố. Có lẽ tới thời điểm này trong lòng bọn họ cũng biết vì sao tu vi của Lục Lâm Thiên lại tăng tiến nhanh như vậy, chỉ là tin tức này bọn họ cũng không có cách nào đi nói cho người khác. Dưới từng tiếng kêu thảm, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên biến hóa. Năm linh tôn ở trong thâm uyên đều bị Lục Lâm Thiên thôn phệ sạch sẽ thành thây khô. Thây khô dưới linh hỏa trong tay Lục Lâm Thiên lập tức hóa thành cho tàn. Liên tục thôn phệ năm linh tôn, chuyện này đối với Lục Lâm Thiên mà nói còn xa không đủ đột phá, chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Lúc này Đại Hồn Anh vẫn còn đang tiếp tục thôn phệ tàn hồn thiên thứ điêu thượng cổ. Lục Lâm Thiên phỏng đoán còn cần không ít thời gian, nhìn cấm chế do bản thân bố trí trên vực sâu. Lục Lâm Thiên tự tin coi như chuẩn đế cũng sẽ bị đánh lừa, về phần đế giả, dường như trong này cũng không có. Ánh mắt biến ảo, tử lôi huyền đỉnh xuất hiện trong lòng bàn tay, quang mang lóe lên, thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên tiến vào trong tử lôi huyền đỉnh. Ở trong tử lôi huyền đỉnh tại một thạch thất lúc này có một đạo thân ảnh chừng 30 tuổi đang khoanh chân ngồi, ăn mặc giống như thư sinh, khuôn mặt cực kỳ tuấn lãng. Đây chính là Bách Biến Tôn giả bị trọng thương khi trước. Chỉ là lúc này hắn đã khôi phục tới tình trạng cực kỳ khủng bố. Trong thời gian ngắn ngủi không tới một tháng không ngờ lại khôi phục được 3-4 thành. Nếu như đổi lại là người khác sợ rằng muốn khôi phục tới mức này không có thời gian nửa năm tuyệt đối không làm được. Siêu! Gợn sóng trong không gian lóe lên, lần nữa Lục Lâm Thiên xuất hiện trong thạch thất, thân ảnh hiện lên trước người Bách Biến Tôn giả. Lục Lâm Thiên! Nhìn thấy thân ảnh Lục Lâm Thiên, Bách Biến Tôn giả biến sắc. Đứng dậy muốn công kích. Tốt nhất ngươi nên thành thật một chút thì tốt hơn, coi như lúc ngươi toàn thỉnh ta lật tay cũng có thể tiêu diệt ngươi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn Bách Biến Tôn giả, tâm thần dò xét, người này không ngờ có thể khôi phục nhanh như vậy khiến cho Lục Lâm Thiên phải sợ hãi thán phục. Có lẽ chuyện này có liên quan cực lớn tới thể chất đặc thù kia. Lục Lâm Thiên, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Bách Biến Tôn giả cũng không phải là người ngu. Cẩn thận cũng hiểu được Lục Lâm Thiên này nếu như muốn giết hắn thì tùy thời có thể tiêu diệt hắn. Rất đơn giản, ta đối với thân thể là linh hồn của ngươi có hứng thú. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, Bách Biến Tôn giả này lúc trước ở trong chúng cường giả ở thành Cự Giang có tu vi yếu nhất thế nhưng lại có thể giữ lại mạng. Mặc dù trọng thương vô cùng nặng, thế nhưng so với đám cường giả có tu vi tôn cấp cửu trọng đỉnh phong lại không mất mạng. Lục Lâm Thiên cũng đã thử kiểm tra quy a. Thân thể người này cùng với linh hồn có chút bất đồng, đây cũng là nguyên nhân Lục Lâm Thiên lưu lại người này. Có ý gì, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt Bách Biến Tôn giả run rẩy, giả bộ ngạc nhiên. Ngươi chỉ có 3 lựa chọn, thứ nhất thành thật khai báo cho ta biết tất cả. Thứ hai, sau khi nếm thử mùi vị tra tấn sẽ trung thực nói cho ta biết. Thứ ba ta sẽ thi triển linh hồn siêu tác với ngươi. Từ trong đầu ngươi biết rõ tất cả đáp án mà ta muốn biết. Ngươi tự mình lựa chọn đi, ta không có bao nhiêu kiên nhẫn đâu. Lục Lâm Thiên nói xong, lạnh nhạt nhìn Bách Biến Tôn giả, hắn đã kiểm tra qua người này. Linh hồn của Bách Biến Tôn giả tuy rằng không quá cường hãn tới tình trạng biến thái, và người này tuy rằng chỉ có tu vi linh tôn cửu trọng,
thế nhưng linh hồn lực trong đầu lại mạnh mẽ không thua linh tôn cửu trọng trung kỳ. Khoảng cách giữa linh tôn cửu trọng sơ kỳ và trung kỳ vô cùng lớn, linh hồn lực lại là thứ khó tu luyện nhất, cũng đủ để thấy được bách biến tôn giả này bất phàm. Linh hồn dường như đã trải qua biến dị, có cảm giác không giống linh hồn bình thường. Nghe Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt bách biến tôn giả lần nữa run rẩy, nhìn Lục Lâm Thiên, hắn không hoài nghi lời nói của Lục Lâm Thiên một chút nào. Lục Lâm Thiên này dường như đã biết rõ bí mật của hắn vậy. Ta nói rồi, tính nhẫn nại của ta có hạn, người không nói thì ta sẽ thi triển linh hồn siêu tác. Lục Lâm Thiên chậm rãi đi về phía bách biến tôn giả, thân thể người này cũng cực kỳ quái dị, lực phòng ngự của người này khá mạnh, thế nhưng thân thể lại không giống vậy, so với linh tôn cửu trọng bình thường còn yếu hơn nhiều. Thậm chí so với linh tôn nhất trọng còn kém hơn, thế nhưng không ngờ lại ngăn cản được một kích của hắn mà không chết, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên rất muốn biết nguyên nhân bên trong. Nhìn Lục Lâm Thiên đi tới, ánh mắt bách biến tôn giả run rẩy, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ngươi đừng tới đây, ngươi mà tiếp tục đi tới ta sẽ thi triển hồn anh tự bạo, đến lúc đó bí mật mà ngươi muốn biết sẽ vĩnh viễn không có ai cho ngươi biết. Vậy thì ngươi tự bạo hồn anh đi, ta chờ. Lục Lâm Thiên nghe vậy lạnh nhạt dừng bước, nhìn bách biến tôn giả nói. Ngươi cho rằng mình có thể uy hiếp được ta sao? Ta quả thực muốn biết bí mật trên người ngươi. Thế nhưng thứ này vốn không thuộc về ta, ta có biết hay không cũng không sao cả. Ta chỉ hiếu kỳ mà thôi, ngươi muốn tự bạo hồn anh thì có thể bắt đầu. Dứt lời Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn bách biến tôn giả, khóe miệng mỉm cười. Nhìn bộ dáng lạnh nhạt của Lục Lâm Thiên, sắc mặt bách biến tôn giả có chút khó coi. Vốn hắn còn tưởng rằng mình có thể uy hiếp được Lục Lâm Thiên, nào biết Lục Lâm Thiên này lại không để ý một chút nào. Lục Lâm Thiên, cho dù ta chết ta cũng sẽ không để cho ngươi lợi dụng. Muốn lợi dụng bản tôn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Sắc mặt bách biến tôn giả tái nhợt, bách biến tôn giả hắn tung hoành đại lục hơn ngàn năm, cũng không phải là người dễ trêu. Xem ra ngươi sống lâu vậy còn chưa nhìn rõ à, ta thấy ngươi đã sống uổng rồi. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói. Tại sao ngươi lại nói vậy? Bách biến tôn giả sững sờ, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ngươi mới bao nhiêu tuổi, miệng còn hôi sữa, có tư cách gì mà nói lão phu? Nực cười. Bách biến tôn giả, ngươi rất tốt, bị người lợi dụng cũng không bị mất mặt, ít nhất chứng minh người còn giá trị lợi dụng. Ngay cả một người giá trị lợi dụng còn không có thì sống cũng không có một chút giá trị gì. Người trên đời sợ nhất không phải là mình bị người khác lợi dụng mà sợ nhất mình không có giá trị để lợi dụng. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng rồi nói. Ngụy biện. Bách biến tôn giả trầm giọng nói, ánh mắt chớp động, dường như lời nói của Lục Lâm Thiên khiến cho trong lòng hắn chấn động. Ngươi cẩn thận nghĩ lại đi, nếu như ngươi không muốn bị ta lợi dụng thì có thể tự bạo hồn anh bây giờ. Bằng không thừa dịp ngươi còn giá trị lợi dụng với ta thì thành thật một chút. Bằng không nếu như ta thay đổi chủ ý thì ngay cả giá trị lợi dụng ngươi cũng không có. Bách biến tôn giả xoắn xuýt, hắn phát hiện ra trước mặt Lục Lâm Thiên hắn không đoán ra được trong lòng Lục Lâm Thiên đang nghĩ gì. Lục Lâm Thiên này làm việc không theo lẽ thường, bản thân hắn giống như một quân cờ trong tay đối phương, hết lần này tới lần khác không có cách nào dãy dụa. Lục Lâm Thiên này thật sự là đáng sợ, không chỉ là có thực lực đáng sợ mà đáng sợ nhất chính là tâm trí. Khó tránh thiên địa minh lại nhiều lần trọng thương trong tay đế đạo minh. Lục Lâm Thiên, nếu như ta nói cho ngươi biết, sau khi không còn giá trị lợi dụng ngươi có giết ta hay không? Trừ phi ngươi không giết ta, nếu không ta tình nguyện tự bạo hồn anh. Lão phu không phải loại người không công bị người khác lợi dụng. Ánh mắt bách biến tôn giả chớp động, khuôn mặt tái nhợt run rẩy, hung hăng nói với Lục Lâm Thiên. Hắn không muốn chết. Tu luyện tới tu vi như thế này làm sao hắn có thể cam lòng chết cơ chứ? Xem ra ngươi đã nghĩ thông, thành giao. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Nhưng mà ngươi cần phải nghe rõ, nếu như dám có một chút giấu giếm nào, ngươi không thoát khỏi cái chết được đâu. Ánh mắt bách biến tôn giả trầm xuống, nói. Ngươi muốn biết cái gì? Rất đơn giản, bí mật của thân thể cùng với linh hồn ngươi ta muốn biết rõ ràng. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói. Đây là bí mật sư môn ta, không thể nói cho người ngoài. Bách biến tôn giả trầm giọng nói, hắn không ngờ Lục Lâm Thiên lại hoài nghi tới bí mật trên người hắn. Trên ngàn năm qua người biết rõ bí mật của hắn không có ai, cho dù là đệ tử của hắn cũng không. Cũng không có ai gọi là đệ tử hợp cách của hắn.
Dùng bí mật này đổi một mạng của ngươi đã rất công bằng rồi. Kỳ thật ngươi ở trước mặt ta muốn thi triển tự bạo hồn anh cũng không có cơ hội. Nếu như ngươi không tin thì có thể thử một lần. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Chuyện này có quan hệ cực lớn với sư môn ta. Nói rất dài dòng. Bách biến tôn giả không có lựa chọn nào khác. Trước mặt Lục Lâm Thiên phòng tuyến tâm lý của hắn đã tan tác. Kế tiếp hắn không có cách nào ngăn cản được nữa. Phòng tuyến tâm lý bị tan tác tương đương với việc sẽ bị đối phương dẫn dắt. Từ từ rồi nói, ta có thời gian. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi trước người Bách biến tôn giả, nhìn qua Bách biến tôn giả rồi cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói. Bách biến tôn giả nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ, hắn không ngờ lần này lại rơi vào trong tay Lục Lâm Thiên. Trước mặt Lục Lâm Thiên này hắn giống như là một con cá trong chậu. Phi Hạc Môn là do ta lập lên, bất quá sư môn của ta không phải là Phi Hạc Môn mà là Tam Thần Động. Tất cả mọi thứ trên người ta có quan hệ với Tam Thần Thiên Biến Quyết. Bách biến tôn giả thở dài một hơi, lập tức khoanh chân ngồi xuống trước mặt Lục Lâm Thiên. Từ trong miệng Bách biến tôn giả, Lục Lâm Thiên mới biết được hóa ra Bách biến tôn giả này chính là đệ tử thân truyền của Tam Thần Động. Mà Tam Thần Động này đã sớm tuyệt tích trên đại lục. Thế nhưng Tam Thần Động này đã tồn tại từ thời thượng cổ, truyền thừa cho tới bây giờ. Tam Thần Động chính là một sơn môn thần bí, toàn bộ trong môn đều là linh giả. Yêu cầu thu đồ đệ cơ hồ đạt tới tình trạng hà khắc. Một vạn linh giả cũng khó có thể hợp cách tiến vào trong Tam Thần Động. Thu đồ đệ hà khắc như vậy cho nên từ cổ chí kim Tam Thần Động chưa từng có lúc nào phồn thịnh. Có truyền thừa vô số năm. Đến thế hệ của Bách biến tôn giả thậm chí chỉ còn lại một mình truyền nhân là Bách biến tôn giả mà thôi. Bách biến tôn giả rơi vào đường cùng, lúc này mới sáng tạo ra Phi Hạc Môn, Tam Thần Môn đã không vực dậy nổi. Tam Thần Động tồn tại từ thời viễn cổ, vì sao tới bây giờ chỉ còn có mình ngươi? Lục Lâm Thiên nhìn không được mà hỏi. Bách biến tôn giả liếc nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Lại nói, Tam Thần Động thu đồ đệ quá mức nghiêm khắc. Cả đời này ta muốn tìm một truyền nhân chính thức, tìm tới hơn ngàn năm không gặp lấy một người. Hơn nữa theo ta được biết, Tam Thần Động ta từ thời viễn cổ tới nay, thời điểm phồn vinh nhất cũng chỉ có không tới 20 đệ tử. Tại sao lại có thể như vậy? Lục Lâm Thiên sững sờ, nghĩ thầm trong lòng Tam Thần Động này quả nhiên đủ thần bí. Bách biến tôn giả nói nhỏ. Kỳ thật tất cả vấn đề đều nằm trên công pháp tu luyện Tam Thần Quyết của Tam Thần Động chúng ta. Chính là Tam Thần Thiên Biến Quyết trong miệng của ngươi vừa rồi hay sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Đúng vậy, tất cả đều là do Tam Thần Thiên Biến Quyết của Tam Thần Động chúng ta. Bách biến tôn giả thở dài một hơi, nhìn qua Lục Lâm Thiên rồi lập tức nói. Kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao. Công pháp của Tam Thần Động ta cũng chỉ có Tam Thần Thiên Biến Quyết. Cũng không biết tổ sư ra đời đầu tìm được nó từ đâu. Cũng bởi vì Tam Thần Thiên Biến Quyết này mà Tam Thần Động mới kéo dài được tới ngày hôm nay. Mà ta rơi vào đường cùng cho nên mới tu luyện thêm một môn công pháp khác. Chẳng lẽ Tam Thần Thiên Biến Quyết này có vấn đề gì sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Không có vấn đề gì, ngay cả một chút vấn đề Tam Thần Thiên Biến Quyết cũng không có. Chỉ là quả thực Tam Thần Thiên Biến Quyết này người bình thường khó có thể tu luyện được, quả thực rất khó tu luyện. Bách biến tôn giả nói. Dưới sự tự thuật bất đắc dĩ của Bách biến tôn giả, Lục Lâm Thiên mới dần dần biết rõ. Hóa ra Tam Thần Thiên Biến Quyết này chính là công pháp duy nhất của Tam Thần Động. Tam Thần Thiên Biến Quyết tổng cộng có 3 cấp độ biến hóa phân biệt là thiên địa nhân, theo thứ tự là thiên linh biến, địa linh biến, còn có nhân linh biến. Trong đó thiên linh biến là cấp độ cao nhất, mà nhân linh biến là cấp độ thấp nhất. Điều kiện tiên quyết khi tu luyện Tam Thần Thiên Biến Quyết có 2 cái, điều thứ nhất. Bản thân phải là linh giả, đồng thời linh hồn so với người có tu vi đồng cấp phải mạnh hơn gấp 5 lần. Điều kiện thứ hai là xương cốt thân thể so với thường nhân còn mềm hơn 5 lần. Chỉ có phù hợp 2 điều kiện này mới có thể tu luyện Tam Thần Thiên Biến Quyết. Quả thực cũng quá biến thái a. Khó trách hiện tại Tam Thần Động cũng chỉ còn một truyền nhân đó là ngươi. Từ viễn cổ cho tới nay thời điểm phồn vinh nhất cũng không cao hơn 20 người. Lục Lâm Thiên nghe vậy nhìn không được kinh ngạc nói. Điều kiện tu luyện khó khăn, biến thái như vậy mà có thể đạt tới được, tuyệt đối là nhân vật cấp bậc yêu nghiệt. Đầu tiên bản thân phải là linh giả, đồng thời linh hồn còn mạnh hơn bình thường 5 lần. Có thể phù hợp điều kiện đầu tiên này Lục Lâm Thiên Phong đoán coi như là độc cô trường linh của độc cô gia cũng khó làm được.
Nếu như có loại linh giả này mà bị đại môn đại phái biết rõ nhất định sẽ dốc sức liều mạng tranh đoạt. Thiên phú linh hồn mạnh như vậy, nếu như bồi dưỡng tốt mà nói, về sau tiền đồ không thể hạn lượng. Linh hồn lực mạnh như vậy tuyệt đối là yêu nghiệt, người bình thường không có khả năng. Lục Lâm Thiên phỏng đoán linh hồn lực của mình Tuyết Di đối có thể. Thế nhưng đó là bởi vì linh hồn lực của hắn đạt được vô số cơ duyên cùng chỗ tốt cho nên mới đạt được tới bước này. Nhớ ngày đó bản thân hắn không là cái gì cả. Mà lại nói điều kiện thứ hai, thân thể so với người thường mềm hơn gấp 5 lần. Lục Lâm Thiên đoán có lẽ đây là chứng bệnh thoái hóa xương. Mềm hơn gấp 5 lần quả thực giống như không có xương cốt. Loại người này vừa mới ra đời đã tàn tật, hơn nữa hơn phân nửa đã bị phụ mẫu vứt bỏ. Cũng không có ai muốn thu làm đệ tử, thế nhưng không ngờ Tam Thần Động lại cần loại người này để tu luyện. Lục Lâm Thiên suy nghĩ, người có thể phù hợp một loại điều kiện của Tam Thần Động đều là yêu nghiệt, không có ai là người bình thường. Nghĩ tới đây Lục Lâm Thiên nhìn qua Bách Biến Tôn Giả, ánh mắt cũng không giống khi trước. Bách Biến Tôn Giả này chính là truyền nhân của Tam Thần Động. Vậy thì cũng tuyệt đối là yêu nghiệt, người bình thường không thể làm được một bước này. Người đừng ngắt lời, Tam Thần Thiên Biến Quyết của Tam Thần Động ta tuy rằng khó có thể tu luyện. Thế nhưng sau khi tu luyện lại có vô số chỗ tốt. Bách Biến Tôn Giả nói tới Tam Thần Thiên Biến Quyết thì khẽ thở dài, tỏng mắt hiện lên sự tự hào. Những năm này hắn dựa vào Tam Thần Thiên Biến Quyết mà tung hoành đại lục hơn ngàn năm. Mỗi một lần gặp phải đối thủ cường hãn hắn đều có thể biến nguy thành an. Đây là chỗ kinh người của Tam Thần Thiên Biến Quyết. Ngươi nói thử xem. Lục Lâm Thiên nhìn Bách Biến Tôn Giả nói. Công pháp khó tu luyện như vậy Lục Lâm Thiên cũng muốn biết sốt cuộc có chỗ kinh người gì. Thế nhưng từ thân thể Bách Biến Tôn Giả mà nói quả thực có chỗ đặc thù. Tu luyện Tam Thần Thiên Biến Quyết, quan trọng là có thần thể bất tử, còn có thiên biến chi hồn. Nói tiếp hai mắt Bách Biến Tôn Giả phóng ra tinh quang, trong lòng đối với Tam Thần Thiên Biến Quyết trong truyền thuyết của Sơn Môn cũng vô cùng hâm mộ, chỉ tiếc đây chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Nghe nói lịch đại tiền bối của Tam Thần Động còn không có ai có thể đạt tới độ cao trong truyền thuyết kia. Bằng không Tam Thần Động cũng không đi tới ngày hôm nay. Thần thể bất tử, thiên biến chi hồn sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, nghe mấy chữ thần thể bất tử và thiên biến chi hồn quả thực cũng có chút khí thế. Đồn rằng thần thể bất tử có thể bảo trì bất tử, coi như hóa thành thịt nát cũng có thể khôi phục lại bản thể hoàn hảo. Không có bất kỳ một sơn môn nào có tuyệt học như Tam Thần Động ta. Nếu như tu luyện thành thần thể bất tử, có ai là đối thủ cơ chứ? Nói tới đây thanh âm của Bách Biến Tôn Giả cũng lớn hơn một phần, vì công pháp trong sư môn mình mà tự hào. Thần thể bất tử, ta cảm thấy cũng bình thường a. Nếu như ngươi có thần thể bất tử thì cũng không rơi vào trong tay ta. Lục Lâm Thiên kinh hãi, đồng thời cũng không quên đả kích Bách Biến Tôn Giả này một chút. Trong lúc mơ hồ ôm thái độ hoài nghi, dường như cái thần thể bất tử này với bất diệt huyền thể của hắn cực kỳ tương tự. Ngươi thì biết cái gì, thần thể bất tử há là thứ mà ngươi có thể vũ nhục. Ánh mắt Bách Biến Tôn Giả thoáng run rẩy, thần thể bất tử này tuy rằng hắn chưa đạt tới, thế nhưng lời đồn trong sư môn nhất định là thật. Thật sao? Lục Lâm Thiên nhìn qua Bách Biến Tôn Giả nói, ánh mắt lập tức nhảy lên, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Lục Lâm Thiên móc ra trường kiếm, Bách Biến Tôn Giả giật mình. Ngươi đừng khẩn trương, ta muốn để cho ngươi nhìn xem cái gì mới gọi là thần thể mà thôi. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, trường kiếm vung lên, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Bách Biến Tôn Giả chặt cánh tay trái của mình xuống. A hát! Mắt nhìn hành động của Lục Lâm Thiên Bách Biến Tôn Giả kinh ngạc kêu lên một tiếng. Mà trong khi hắn đang kinh ngạc hắn lại một lần nữa nhìn thấy cánh tay của Lục Lâm Thiên khôi phục lại như lúc ban đầu. Quang mang màu tím lóe lên, cánh tay lập tức khôi phục như lúc ban đầu, giống như cánh tay vừa mới chặt xuống cũng không phải là của Lục Lâm Thiên vậy. Ngươi, tại sao ngươi lại có thần thể bất tử? Không có khả năng, nhất định ta đã hoa mắt. Bách Biến Tôn Giả kinh hãi, nghẹn họng nhìn chân chối. Quả thực không thể tin được một màn vừa mới chứng kiến, trong cổ họng nuốt một ngụm nước miếng, hít sâu một ngụm khí lạnh. Đây không phải là thần thể bất tử của Tam Thần Động ngươi. Ngươi cũng đừng nói thần thể bất tử của Tam Thần Động ngươi ra lừa dối ta. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn Bách Biến Tôn Giả, cũng không phải muốn khoe khoang mà chỉ muốn đả kích Bách Biến Tôn Giả này để cho hắn nói thật mà thôi. Dưới sự đả kích cùng với cố kỵ có lẽ hắn sẽ nói thật. Không có khả năng.
nhất định là thần thể bất tử, sao ngươi lại? Bách biến tôn giả rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại, linh tôn cửu trọng như hắn làm sao có thể hoa mắt, thời điểm này hắn chỉ không tin tất cả xảy ra trước mắt mình mà thôi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, đối với thần thể bất tử, Lục Lâm Thiên tuyệt đối hiếu kỳ. Bách biến tôn giả này có thể thoát chết dưới một kích của hắn cũng đã chứng minh chỗ bất phàm của người này. Bách biến tôn giả này cũng không giống như đang nói khoác. Bách biến tôn giả nhìn ánh mắt Lục Lâm Thiên có chút không giống khi trước, dường như trước mặt Lục Lâm Thiên hắn cảm thấy không có tiền vốn để nói khoác, ánh mắt khẽ đổi, trong mắt hiện lên tinh mang, nói. Ta biết trên người ngươi có tử lôi huyền đỉnh, đồn rằng lúc trước huyền thiên yêu tôn có tử lôi huyền đỉnh rèn thể, thân thể cường hãn vô cùng. Sợ rằng thân thể của ngươi có quan hệ với tử lôi huyền đỉnh. Cũng không giống như thần thể bất tử của tam thần động ta. Nói đi, rốt cuộc thần thử bất thể là như thế nào? Lục Lâm Thiên hỏi. Bách biến tôn giả nặng nề nói. Thân thể bất tử chính là kết quả khi tu luyện tam thần thiên biến quyết. Có thể đem tam thần thiên biến quyết tu luyện tới cấp độ kinh người, thần thể bất tử cũng đạt tới tình trạng tầng thứ nhất nhân thể bất tử. Có thể chống lại công kích gấp 10 lần của người có tu vi đồng cấp. Dùng tu vi của ta, một kích toàn lực của vũ tôn cửu trọng đỉnh phong tối đa ta chỉ bị thương nhẹ một chút mà thôi. Những thứ khác hoàn toàn không có trở ngại. Vậy thì sao khi trước ta chỉ là vũ tôn cửu trọng đỉnh phong mà dưới một trưởng của ta ngươi lại nửa chết nửa sống? Lục Lâm Thiên cố ý đã kích bách biến tôn giả, thế nhưng trong lòng đã rung động. Hóa ra quả thực có liên quan tới tam thần thiên biến quyết. Đó là bởi vì ngươi biến thái, tu vi vũ tôn cửu trọng đỉnh phong lại có thể thi triển vũ kỹ thiên cấp, thực lực tuyệt đối đã vượt quá vũ tôn cửu trọng đỉnh phong bình thường. Bách biến tôn giả nói. Ngươi thử nói rõ chuyện thần thể bất tử và thiên biến chi hồn đi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, bách biến tôn giả này cũng coi như có mắt. Bách biến tôn giả gật đầu, tiếp tục nói với Lục Lâm Thiên. Dưới sự tự thuật của bách biến tôn giả, Lục Lâm Thiên mới biết được thần thể bất tử và tam thần thiên biến quyến liên quan tới nhau. Đem tam thần thiên biến quyết tu luyện tới trạng thái nhân linh biết thì thần thể bất tử sẽ đạt tới tình trạng nhân thể bất tử. Đem tam thần thiên biến quyết tu luyện tới địa linh biến thì thần thể bất tử sẽ đạt tới tình trạng địa linh thể. Đồn rằng cấp độ địa linh thể có thể chống lại công kích gấp 30 lần cũng không thành vấn đề, cho dù đánh nát thân thể cũng có thể khôi phục được. Còn nếu như có thể đem tam thần thiên biến quyết tu luyện tới thiên linh biến thì thần thể bất tử sẽ đạt tới thiên thần bất tử. Thiên thần bất tử có thể nói là bất tử, coi như đánh thân thể thành mảnh vỡ cũng có thể khôi phục. Còn thiên biến chi hồn cũng không kém thần thể bất tử là bao. Thiên biến chi hồn cũng có 3 tầng, theo thứ tự là nhân hồn biến, địa hồn biến, thiên hồn biến. Cùng với 3 tầng tam thần thiên biến quyết hỗ trợ lẫn nhau. Từ trong miệng bách biến tôn giả, Lục Lâm Thiên cũng không có nghi ngờ, chỉ là nghi lời bách biến tôn giả hắn lại vô cùng kinh hãi, thiên biến chi hồn này cũng khủng bố vô cùng. Đồn rằng bách biến tôn giả này tinh thông thuật dịch dung, không có mấy người nhìn qua tướng mạo vốn có của hắn là vì có liên quan tới thiên biến chi hồn. Sau khi tu luyện tam thần thiên bí quyết tới nhân hồn biến là có thể tùy tiện hóa thành bộ dáng khác. Quan trọng nhất là có thể đem khí tức linh hồn biến hóa theo đó. Dịch dung ở trên đại lục này cũng không phải quá nổi bật, người hiểu cũng có rất nhiều. Thế nhưng chỉ hữu dụng với người có tu vi bình thường mà thôi. Đối với cường giả thì tác dụng không lớn. Một cường giả muốn tìm người chỉ cần nhớ kỹ khí tức linh hồn của hắn. Mặc kệ ngươi dịch dung thế nào thì cũng có thể theo khí tức trên linh hồn mà tìm được ngươi. Mọi người tuyệt đối không có cách nào thay đổi khí tức trên linh hồn, cho nên thực lực càng cao dịch dung thuật lại càng không có tác dụng. Mà thiên biến chi hồn này lại có thể biến đổi khí tức linh hồn, triệt để biến thành một người khác. Không thể không nói vô cùng kỳ lạ. Dưới tình huống Lục Lâm Thiên hoài nghi, ngũ quan của bách biến tôn giả ở dưới mí mắt Lục Lâm Thiên vặn vẹo, lập tức hóa thành một đại hán chừng 50 tuổi, sau đó lại hóa thành một mỹ phụ 50 tuổi. Ngay cả nữ nhân cũng có thể biến ra sao? Lục Lâm Thiên kinh ngạc, biến hóa này giống như tự nhiên không nhìn ra bất kỳ dấu vết gì. Khí tức linh hồn cũng biến đổi hoàn toàn, căn bản không có cách nào dò xét ra. Khó trách ở trên đại lục không có mấy ai nguyện ý trêu vào bách biến tôn giả, trêu phải loại người này quả thực đúng là chuyện vô cùng phiền toái. Biến thành nữ nhân đương nhiên là có thể, chỉ là một ít bộ vị không làm được, cho nên phải tìm vài thứ lót vào. Bách biến tôn giả cười hắc hắc, ánh mắt nhìn vào trước ngự bản thân,
những bộ vị mấu chốt của nữ nhân quả thực không có cách nào biến đổi. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Lâm Thiên, Bách Biến Tôn giả lại một lần nữa hóa thành bộ dáng thư sinh, khiến cho Lục Lâm Thiên nghẹn họng nhìn chân chối. Tam thần thiên biến quyết này quả nhiên có chỗ bất phàm. Ánh mắt Lục Lâm Thiên kinh ngạc, đối với tam thần thiên biến quyết ngày càng cảm thấy hứng thú. Nếu như tu luyện thành công sợ rằng sẽ có không ít tác dụng. Có phải ngươi cảm thấy tam thần thiên biến quyết chỉ là một ít tiểu đạo hay không? Thời điểm mấu chốt chống lại một kích, chỉ có một chút diệu dụng. Bách Biến Tôn giả nhìn qua Lục Lâm Thiên, nghiêm túc nói. Chẳng lẽ còn có tác dụng gì lớn sao? Lục Lâm Thiên suy tư, tác dụng của tam thần thiên biến quyết này tuy rằng cực kỳ cường hãn, thế nhưng nghiêm túc mà nói quả thực chỉ là tiểu đạo, có một chút tác dụng, hữu dụng nhất chỉ là thần thể bất tử. Nếu như ngươi cho là như vậy thì sai 10 phần rồi. Bách Biến Tôn giả nhìn Lục Lâm Thiên nói. Tiến bôi tam thần động cùng với sư phụ đã từng nói cho ta biết. Tam thần thiên biến quyết này đến từ thời viễn cổ, so với bất luận một bộ công pháp tu luyện đương thời nào trên đại lục đều mạnh hơn. Nhớ kỹ là bất kỳ một loại công pháp tu luyện nào. Nói luôn một lần đi. Lục Lâm Thiên nói, đồng thời thầm nghĩ trong lòng lời này quả thực có chút khoa trương. Người hãy nghe rõ cho kỹ, nếu như tu luyện tam thần thiên biến quyết tới địa linh biến thì thần thể bất tử sẽ đạt tới tình trạng địa linh thể. Thiên biến chi hồn cũng đạt tới địa hồn biến, đến lúc đó có thể tự do biến thành bất luận kẻ nào. Ví dụ như ta biến thành ngươi thì coi như người thân nhất của ngươi cũng khó có thể phát hiện ra. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, quả thực tác dụng khá lớn. Bách Biến Tôn giả tiếp tục nói. Đây còn chưa phải là toàn bộ, thần thể bất tử đạt tới địa linh thể, thiên biến chi hồn đạt tới địa hồn biến, chỉ cần là vạn vật bẩm sinh có linh trí thì ngươi đều có thể biến hóa thành. Đồng thời còn có năng lực thiên phú của nó. Lời ngươi nói là bất luận kẻ nào, kể cả là thú tộc. Lục Lâm Thiên kinh ngạc nói. Đương nhiên chỉ cần là vật bẩm sinh có linh trí là được. Bách Biến Tôn giả tự hào nói. Chỉ cần ngươi đạt tới địa linh biến, coi như là hóa thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, bốn đại thú hoàng tộc này cũng không có vấn đề gì. Thậm chí là công kích thiên phú của bọn họ ngươi cũng có thể thi triển. Hít. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, nếu như tất cả lời Bách Biến Tôn giả nói là thật, tam thần thiên biến quyết này quả thực đủ khủng bố, hắn chưa từng nghe nói qua có loại công pháp khủng bố như vậy, cũng không biết là do ai sáng tạo ra. Nếu như tu luyện thành thiên linh biến thì sao? Lục Lâm Thiên yếu ớt hỏi một câu, tam thần thiên biến quyết này quả thực vô cùng quỷ dị, đã triệt để câu dẫn ra lòng hiếu kỳ của Lục Lâm Thiên. Bách Biến Tôn giả do dự nói. Đồn rằng nếu như tu luyện tam thần thiên biến quyết tới tình trạng thiên linh biến thì thần thể bất tử sẽ đạt tới thiên thần thể. Thiên biến chi hồn cũng đạt tới thiên hồn biến. Đến lúc đó ngoài lực phòng ngực khủng bố và thân thể bất tử ra, kinh khủng nhất chính là hóa thành linh vật trời sinh. Cái gì là linh vật trời sinh? Lục Lâm Thiên nghi hoặc nói. Bách Biến Tôn giả nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Xem ra ngươi còn trẻ cho nên có rất nhiều thứ còn chưa biết. Tốt nhất ngươi đừng nên cậy già lên mặt, đừng quên mạng ngươi còn ở trong tay ta, nếu ta không vui thì ngươi phiền phức lớn. Ta nói Lục Lâm Thiên nhà ngươi, ngươi có thể dừng uy hiếp ta được không? Ngươi dám nói bản thân ngươi hiện tại không có một chút hứng thú nào với tam thần thiên biến quyết của ta hay không? Nếu ta chết ngươi sẽ hối hận. Bách Biến Tôn giả rõ ràng cũng là lão hồ ly, sau khi sững sờ một lát cũng không bị Lục Lâm Thiên uy hiếp. Được rồi, tính như ngươi hay. Ngươi có thể nói tiếp. Lục Lâm Thiên nói. Thái độ này đối với lão phu còn không sai biệt lắm. Bách Biến Tôn giả hít sâu một hơi, nói. Nói vậy là bởi vì tất cả chủng tộc có linh trí trên mặt đất chỉ có thể nói là vật địa sinh, là bẩm sinh có, ví dụ như nhân tộc, thú tộc, dực tộc, côn tộc. Ngươi nên biết trong thiên địa này cũng không chỉ có mình nhân loại. Cơ hồ tất cả mọi vật bẩm sinh đều có linh trí, chúng ta gọi đó là vật địa sinh. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, trên đại lục này có vô số chủng tộc, so với kiếm trước không biết nhiều hơn bao nhiêu. Bách Biến Tôn giả tiếp tục nói. Mà linh vật trời sinh thì lúc trước cũng không tồn tại trên mặt đất này mà trải qua vô số tuế nguyệt cùng với cơ duyên ngẫu nhiên mới sinh ra linh vật trời sinh có linh trí. Loại linh vật này chúng ta gọi là thực vật trời sinh, độc nhất vô nhị, không có tồn tại nào giống nó. Linh vật trời sinh, trên đời này có tồn tại nào như vậy sao? Lục Lâm Thiên suy tư. Đương nhiên là có. Bách Biến Tôn giả nói.
Người có quan hệ không tệ với Bắc Cung gia tộc, ta nghe nói trong Bắc Cung gia tộc có một cây thiên mộc thần thụ, là linh vật trời sinh. Đồn rằng ở thời xa xưa ở trên đại lục chúng ta còn có không ít linh vật trời sinh. Về sau không biết thế nào, cũng không thấy nữa. Ý người nói là tam thần thiên biến quyết tu luyện tới thiên linh biến, mà ngay cả thiên mộc thần thụ cũng có thể biến thành sao? Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi, thầm nghĩ lần trước hắn đoạt được nghịch mệnh hồn quả có lẽ cũng coi như là linh vật trời sinh, bên trong đã có một ít linh trí. Đó là đương nhiên, chỉ cần tu luyện tới thiên linh biến, tự nhiên có thể biến hóa thành những linh vật trời sinh như thiên mộc thần thụ. Có tác dụng vô cùng lớn, mỗi một linh vật trời sinh đều cực kỳ cường hãn, tỉ như thiên mộc thần thụ của Bắc Cung gia tộc. Đồn rằng thiên mộc thần thụ có quan hệ cực lớn với thuộc tính mộc. Lúc trước Bắc Cung lão tổ lĩnh ngộ thuộc tính mộc dưới gốc thiên mộc thần thụ, sau đó đạt tới đại thành thì mới một lần thành đế. Đưa Bắc Cung gia tộc đặt chân vào hàng ngũ nhân hoàng tộc. Bách biến tôn giả ngừng một lát rồi tiếp tục nói. Tác dụng lớn nhất của thiên linh biến chờ ngươi biến hóa thành thiên mộc thần thụ có thể đạt được lĩnh ngộ đối với thuộc tính mộc của thiên mộc thần thụ. Qua biến thái, tam thần thiên biến quyết quá cường hãn. Lục Lâm Thiên sợ hãn than, nếu như chiếu theo lời bách biến tôn giả này nói, tam thần thiên biến quyết này quả thực quá nghịch thiên. Tu luyện khó khăn nhất chính là lĩnh ngộ, mà tam thần thiên biến quyết này ở cấp độ thiên linh biến có thể đem lĩnh ngộ của người khác biến thành của mình. Tăng thêm đủ loại tác dụng khủng bố khác, tam thần thiên biến quyết này quả thực là vô địch. Lục Lâm Thiên có cảm giác, thậm chí ở một mức độ nào đó tam thần thiên biến quyết so với âm dương linh vũ quyết mà hắn tu luyện còn mạnh hơn. Thế nào, người động tâm rồi sao? Bách biến tôn giả nhìn Lục Lâm Thiên, nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của lập tức cười nhạt một tiếng nói. Nhìn qua Lục Lâm Thiên, bách biến tôn giả tiếp tục nói. Đáng tiếc người căn bản không có cách nào tu luyện tam thần thiên biến quyết. Tu luyện tam thần thiên biến quyết điều kiện đầu tiên là xương cốt phải mềm dẻo, như vậy mới có thể tu luyện cho thân thể mềm dẻo, mới có thể biến hóa vô cùng. Đồng thời linh hồn lực còn phải gấp 5 người có tu vi đồng cấp. Coi như điều thứ nhất ngươi đã không đủ điều kiện. Thật sao? Lục Lâm Thiên suy tư, tam thần thiên biến quyết khủng bố như vậy Lục Lâm Thiên không muốn tu luyện mới là lạ. Mặc dù hắn tu luyện âm dương linh vũ quyết, thế nhưng hoàn toàn có thể coi như công pháp phụ trợ tu luyện. Về phần điều kiện tu luyện, linh hồn lực so với người có tu vi đồng cấp cường hãn gấp 5 lần, trên điểm này Lục Lâm Thiên không có chút lo lắng nào. Lục Lâm Thiên tự biết linh hồn lực của bản thân hắn so với người có tu vi đồng cấp không chỉ mạnh hơn có 5 lần, hoặc nói là ít nhất cũng hơn 5 lần. Mà trời sinh xương cốt mềm, Lục Lâm Thiên biết rõ bản thân mình không đạt điều kiện này, phải là trời sinh xương cốt mềm mới có thể tu luyện được thần thể bất tử, làm cho thân thể có thể biến hóa thành vạn vật. Tuy rằng hắn không phải là người trời sinh xương cốt mềm, thế nhưng thân thể hắn có bất diệt huyền thế, coi như đem thân thể băm thành mảnh vỡ cũng có thể khôi phục, ngược lại cũng có thể thử một chút, nói không chừng lại thành công. Nghĩ vậy khóe miệng Lục Lâm Thiên không khỏi nở nụ cười vui vẻ, bất kể như thế nào hắn cũng muốn thử một chút, vạn nhất có thể thành công. Lục Lâm Thiên ngẫm lại nếu như có thể tu luyện thành công tam thần thiên biến quyết kia thì chính là phát tài. Bách biến tôn giả. Chúng ta làm một giao dịch được không? Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, sắc mặt không chút biến đổi, nhìn bách biến tôn giả rồi hỏi. Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, bất kể như thế nào hắn cũng phải đạt được tam thần thiên biến quyết rồi thử một lần. Nói đi. Ánh mắt bách biến tôn giả khẽ đảo, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Đưa cho ta tam thần thiên biến quyết, ta tha mạng cho ngươi. Lục Lâm Thiên đi thẳng vào vấn đề. Ngươi giết ta cũng được. Hành hạ ta chết cũng được. Ngươi cứ tự nhiên, muốn tam thần thiên biến quyết là chuyện không có khả năng. Bách biến tôn giả nhìn Lục Lâm Thiên nói tiếp. Hiện tại lão phu rơi vào trong tay ngươi, cũng không cần nói điều với ngươi làm gì. Lão phu có được tu vi như ngày hôm nay chuyện khổ cực gì cũng đã nếm thử qua. Tra tấn gì cũng đã thử qua, cho dù ngươi ra chiêu nào cũng không có tác dụng. Nếu như không tin thì ngươi có thể thử xem. Nếu như lão phu nhíu mày một cái thì lão phu không phải là bách biến tôn giả nữa. Lục Lâm Thiên nhìn bách biến tôn giả, bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu lui bước. Bách biến tôn giả lúc này cũng vô cùng nghiêm túc, nhớ tới quá trình tu luyện tam thần thiên biến quyết lúc trước, ngay cả bước kia hắn cũng có thể chống lại, còn có tra tấn nào mà hắn không thể chống lại được nữa cơ chứ. Ngừng một lát, nhìn qua ánh mắt Lục Lâm Thiên, ánh mắt bách biến tôn giả lóe lên, mỉm cười nói. Ngươi có thể thi triển linh hồn siêu tác với ta,
bất quá ta đoán linh hồn siêu tác của ngươi sẽ có một chút tai hại nào đó bằng không người tuyệt đối sẽ không để cho ta sống tới bây giờ. Ta nói có lẽ không sai chứ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ biến, từ trong mắt Bách Biến Tôn giả dường như hắn cũng cảm giác được thứ gì đó. Trong lòng trầm xuống, lui một bước, nhìn Bách Biến Tôn giả nói. Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì? Ngươi tuyệt đối không thật lòng muốn chết như vậy. Ha ha, có ý tứ, thật là có ý tứ. Bách Biến Tôn giả cười ha hả rồi nói với Lục Lâm Thiên. Ngươi nói cho ta biết trước phi hạc môn của ta thế nào rồi. Ta không quá rõ, thế nhưng hiện tại tất cả cường giả của các sơn môn lớn trong đế đạo minh đã đi vào trong Đông Hải càn quét một lượt. Phi hạc môn của ngươi ở trong Đông Hải, ta suy đoán hơn phân nửa sắp bị diệt môn. Lục Lâm Thiên không có giấu giếm. Đáng chết! Bách Biến Tôn giả nghe vậy lập tức nổi giận. Phi hạc môn chính là tâm huyết hơn 1.000 năm của hắn. Hao phí không ít tâm tư của hắn mới có thể tiến vào hàng ngũ thế lực nhất lưu hiện tại, hắn không đau lòng mới là lạ. Phi hạc môn các ngươi chọn sai bên, đây là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mà thôi. Lục Lâm Thiên nhìn Bách Biến Tôn giả, nói tới kết cục của 12 chuẩn đế nửa đường chặn giết hắn ngoài thành Cự Giang. Còn có chuyện đế đạo minh tiến vào Đông Hải nói qua một lần. Lục Lâm Thiên, ngươi nói thật sao? Bách Biến Tôn giả kinh hãi, 12 chuẩn đế của thiên địa minh bị chết 11 người, còn có tứ đại thú hoàng tộc tới trợ trận, chuyện này khiến cho Bách Biến Tôn giả ngạc nhiên. Ta không cần phải lừa ngươi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói một câu. Ánh mắt Bách Biến Tôn giả chớp động, dường như do dự cái gì đó, một lát sau hắn mới ngẩng đầu lên nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ngươi muốn tam thần thiên biến quyết làm gì? Ngươi căn bản không có cách nào tu luyện, ngươi có lấy cũng vô dụng. Đây là chuyện của ta, ngươi không cần quản. Lục Lâm Thiên nói, sau khi có tam thần thiên biến quyết, hắn thử một lần sẽ biết rõ. Về phần có thành công hay không cũng không sao. Nếu như thật sự không được thì sau này tìm một người đệ tử có thể tu luyện cũng tốt. Ánh mắt Bách Biến Tôn giả liên tục biến ảo, dường như đang quyết định gì đó, lát sau hắn cắn răng nói. Tam thần động ta có tổ huấn, muốn tam thần thiên biến quyết thì phải gia nhập tam thần động. Ngươi muốn tam thần thiên biến quyết vậy thì trước tiên phải gia nhập tam thần động của ta. Nếu không coi như ta chết thì ta cũng không đem tam thần thiên biến quyết giao cho ngươi. Tam thần động hiện tại cũng chỉ có duy nhất một truyền nhân là ngươi. Không phải ngươi định bảo ta bái ngươi làm sư phụ đó chứ? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, nếu là như vậy thì khó mà làm được. Cũng không phải ai cũng có thể làm sư phụ hắn. Ta biết rõ ta không có tư cách này, cũng không đánh chủ ý tới phi linh môn của ngươi. Bách Biến Tôn giả trầm giọng nói. Thế nhưng ngươi có thể gia nhập tam thần động, hiện tại ta chính là động chủ của tam thần rộng. Có thể đại biểu vị sư phụ đã tạo hóa thu ngươi làm đồ đệ. Về sau ngươi gọi ta một tiếng sư huynh là được, như vậy ta có thể dạy ngươi tam thần thiên biến quyết. Đại biểu sư phụ ngươi thu ta làm đồ đệ sao? Lục Lâm Thiên sừng sỡ, chuyện này không ngờ Bách Biến Tôn giả cũng nghĩ ra được. Tự ngươi cân nhắc cho kỹ. Bách Biến Tôn giả nói. Gia nhập tam thần động ngươi vẫn tự do, thế nhưng tam thần động cũng có tổ huấn. Sau khi gia nhập tam thần động phải tôn sư trọng đạo. Có cơ hội phải phát dương quang đại tam thần động, đây cũng là chuyện có phần của ngươi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi, suy tư một lát rồi ngẩng đầu lên nói. Tốt, ta đồng ý gia nhập tam thần động. Ha ha, quả nhiên là người thông minh. Bách Biến Tôn giả cười ha hả, thủ ấn trong tay biến hóa, ở trong nhẫn chữ vật đột nhiên có một khối lệnh bài màu trắng. Bên trên có không ít bí văn cùng với khí tức cổ xưa lan tràn ra bên ngoài, dường như đây là vật từ viễn cổ. Lục Lâm Thiên, đây chính là ấn phù của động chủ tam thần động, sư phụ đã tạo hóa, ấn phù này là sư phụ truyền cho ta. Ngươi làm lễ bái sư với ấn phù này đi, lúc đó coi như đã chân chính gia nhập tam thần động. Bách Biến Tôn giả nới với Lục Lâm Thiên, ánh mắt lén lút biến hóa. Ta có chuyện phải nói trước, ngươi bây giờ là động chủ tam thần động. Gia nhập tam thần động của ngươi thì có thể, một ít tổ huấn không quá phận và quy củ ta có thể tuân thủ, thế nhưng ngươi muốn dùng chức vị động chủ mang ra dọa ta thì không có cửa đâu. Lục Lâm Thiên nhìn ấn phù trước mắt, ánh mắt biến ảo, muốn dùng tam thần động dọa Lục Lâm Thiên hắn sẽ không đáp ứng, cho nên không thể không nói rõ trước một hai. Ha ha! Bách Biến Tôn giả lần nữa cười ha hả. Ngươi cười cái gì? Lục Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn. Không biết Bách Biến Tôn giả này lại cười vì cái gì.
Lục Lâm Thiên, người ở trên đại lục này nói ngươi gian trá vô cùng, giảo hoạt vô sỉ. Theo ta thấy so với nhiều người ngươi còn mạnh hơn. Bách biến tôn giả mỉm cười nói. Ngươi có thể nói kỹ được không? Lục Lâm Thiên nói. Bách biến tôn giả nói. Lục Lâm Thiên, nếu như ngươi cứ đáp ứng như vậy ta sẽ không yên tâm về ngươi. Chuyển cho ngươi tam thần thiên biến quyết cũng là không đầy đủ. Nếu như vậy cũng chứng minh người là người không từ thủ đoạn, lời nói hay thể thốt hơn phân nửa đều là vô dụng. Mà ngươi vừa rồi lại nói như vậy, cẩn thận từng tí một, cũng có thể chứng minh ít nhất ngươi là người tôn sư trọng đạo, là người có điểm mấu chốt của mình, lời nói hơn phân nửa có thể yên tâm, tin tưởng được. Nếu như ngươi nói khoa trương thì ta cũng không cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Lục Lâm Thiên nói, không ngờ bách biến tôn giả này lại có chủ ý như vậy, không hổ là lão hồ ly sống 3.000 năm. Được rồi, hành lễ đi, quy củ của tam thần động không có nhiều, về sau ta sẽ nói với ngươi, về phần động chủ như ta sau này cũng không cần ngươi phải làm gì, ngươi chỉ cần kêu ta một tiếng sư huynh là được, ngươi cũng không thiệt thòi. Bách biến tôn giả nói với Lục Lâm Thiên, ấn phù trong tay lơ lửng trên không trung. Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi cung kính hành đại lễ ba quỳ chín bái, nghĩ tới việc đạt được tam thần thiên biến quyết. Đã gia nhập tam thần động thì hành đại lễ với ấn phù này cũng không tính là chịu thiệt. Được rồi, về sau ngươi cũng là một phần tử của tam thần thiên biến quyết. Ha ha! Bách biến tôn giả dường như quên bản thân bị trọng thương, lập tức cười ha hả. Lòng vòng lâu như vậy đơn giản chỉ muốn ta sơ ý rồi âm thầm ra tay mà thôi, sư huynh, tiểu đệ có nói đúng không? Lục Lâm Thiên nhìn bách biến tôn giả khẽ mỉm cười nói. Bách biến tôn giả nghe vậy sững sờ nhìn Lục Lâm Thiên, dường như hắn cũng không ngờ Lục Lâm Thiên có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Đúng vậy, hắn quanh co lòng vòng lâu như vậy là muốn giữ lại cái mạng của mình mà thôi. Hắn cũng không muốn chết, đồng thời phi hạc môn của hắn đã bị diệt, tâm huyết hơn ngàn năm cũng bị hủy hoại trong chốc lát, có thể đem Lục Lâm Thiên danh tiếng đại thịnh trên đại lục kéo vào tam thần động, bản thân trở thành sư huynh của Lục Lâm Thiên. Thu hoạch trong lúc vô hình kia so với phi hạc môn của hắn còn mạnh hơn. Đúng vậy, không ngờ là bị lục sư đệ nhìn ra một chút tâm tư của sư huynh ta. Có một ít chuyện không thể không phòng a. Bách biến tôn giả cười cười, bản thân hắn cũng không có chút ngại ngùng nào, nói. Ta vốn có tên là Khiên Bách Biến, về sau ngươi cứ gọi ta là Khiên sư huynh, mà đây cũng là hình dáng chính thức của ta. Dứt lời. Ngũ quan bách biến tôn giả vặn vẹo lập tức hóa thành một lão giả lục tuần, dường như cả ánh mắt cũng có thể biến đổi, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên sợ hãi than. Đây mới là tướng mạo vốn có của ta. Bách biến tôn giả nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lục sư đệ, đệ thực sự không có cách nào tu luyện tam thần thiên biến quyết, chẳng lẽ đệ muốn lấy nó vì người khác sao? Thế nhưng tam thần đông cũng có quy củ. Tu luyện giả muốn tu luyện tam thần thiên biến quyết thì phải gia nhập tam thần động mới được. Đệ muốn thử tu luyện một chút xem có thể tu luyện được hay không. Lục Lâm Thiên nói. Thật sự là đệ muốn tu luyện sao? Bách biến tôn giả sững sờ, thở dài một chút rồi đem ấn phù trong tay giao cho Lục Lâm Thiên nói. Tự mình xem có thể tu luyện hay không đi, bằng không đệ còn tưởng rằng ta lừa đệ, ta đã đem cấm chế trên ấn ký cởi bỏ. Đem máu tươi của đệ nhỏ vào trong ấn ký này là có thể có được phương pháp tu luyện của tam thần thiên biến quyết. Lục Lâm Thiên tiếp nhận ấn phù, sau khi gật đầu, thủ ấn lập tức biến hóa, tay nhỏ ra một giọt máu vào trong ấn phù. Hai mắt khép hờ, một giây sau, phía trên ấn phù phong cách cổ xưa này có một quang mang chói mắt rót vào trong mi tâm Lục Lâm Thiên, lập tức hóa thành một cỗ tin tức tiến vào trong đầu Lục Lâm Thiên. Trong quang mang, mơ hồ có bí văn huyền ảo lan tràn. Bên trong cũng có một cỗ khí thức cổ xưa cực kỳ mênh mông, thần dị không thôi. Một lát sau quang mang mới thu liễm. Lục Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong mắt lúc này tràn ngập vẻ kinh ngạc. Tin tức phía trên ấn phù này truyền tới chính là phương pháp tu luyện tam thần thiên biến quyết, giống như lời bách biến tôn giả nói, trên điểm này bách biến tôn giả hoàn toàn không có gạt hắn. Tam thần thiên biến quyết này tu luyện tới mức cuối cùng quả thực có tác dụng quỷ dị mà vô cùng kia. Mà bách biến tôn giả không có nói phương pháp tu luyện với Lục Lâm Thiên, lúc này Lục Lâm Thiên càng thêm kinh ngạc. Từ trong tin tức tu luyện Lục Lâm Thiên mới biết được muốn tu luyện tầng thứ nhất nhân linh biến của tam thần thiên biến quyết nhất định phải đem thân thể đông cứng ở trong hàn băng vạn năm, sau đó lại đánh nát, lại dùng dược vật đặc thù khôi phục, sau đó lại đông cứng hắn rồi đánh nát.
Nhiều lần như vậy tổng cộng 7749 lần mới có thể miễn cưỡng thành công. Đến lúc đó thân thể cũng đã mềm mại vô cùng, phối hợp với tâm pháp tu luyện của Tam Thần Thiên Biến Quyết là có thể tu luyện thành công. Trên phương diện linh hồn, tu luyện thiên biến chi hồn càng thêm kinh khủng. Chỉ tu luyện nhân hồn biến tầng thứ nhất nhất định phải ở trong núi lửa vạn năm, dùng địa tâm chi hỏa phối hợp với đan dược đốt cháy 7749 ngày, đem linh hồn cải tạo. Ta không có lừa đệ đúng không? Bách biến tôn giả nói với Lục Lâm Thiên. Tu luyện cũng quá khó khăn, khó trách vì nguyên nhân này mà Tam Thần Động lại lưu truyền tới hôm nay, chưa từng phồn vinh qua. Lục Lâm Thiên cười khổ, phương pháp tu luyện bực này không chỉ khó hơn tìm người tu luyện. Coi như tìm được người phù hợp thì liệu có bao nhiêu người mới có thể tu luyện thành công? Hàn băng vạn năm toái thể 49 lần, núi lửa vạn năm thiêu đốt linh hồn 49 ngày. Loại đau khổ này có mấy người có thể đối phó được? Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng bắt đầu hiểu rõ lời của Bách Biến Tôn giả nói. Hắn không sợ bất luận tra tấn gì, có thể trải qua cửa thứ nhất khi tu luyện Tam Thần Thiên Biến Quyết quả thực không có tra tấn gì có thể làm khó được hắn. Lúc trước sư phụ vận khí tốt tìm được 13 đệ tử, mà ta là người duy nhất thành công, đây đã là chuyện không dễ dàng rồi. Bách Biến Tôn giả lúc này nhớ lại dường như trong lòng còn sợ hãi, nói. Lúc trước cửu tử nhất sinh, nhiều lần ở quỷ môn quan quay trở về. Tỷ lệ đúng là quá thấp. Lục Lâm Thiên kinh hãi, 13 người thành công có một là chuyện không dễ dàng, đủ thấy độ khó khăn khi tu luyện ra sao. Đó là đương nhiên. Nếu như đệ muốn tu luyện cần phải cân nhắc cho rõ. Bách Biến Tôn giả nói, hắn thật sự không rõ tại sao Lục Lâm Thiên rõ ràng không phù hợp điều kiện tu luyện lại còn nếm thử việc tu luyện. Tiểu đệ đã biết. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức lóe lên, nhìn qua Bách Biến Tôn giả nói. Ở trong ấn phù này chỉ có nhân linh biến và địa linh biến, còn thiên linh biến đâu? Chẳng lẽ sư huynh còn đề phòng tiểu đệ? Đệ đừng nhìn ta, hiện tại ta cũng không đề phòng đệ. Tam Thần Thiên Biến Quyết vốn chỉ có nhân linh biến và địa linh biến mà thôi. Nghe nói ở thời điểm viễn cổ không có thiên linh biến, cụ thể là nguyên nhân gì tạo ra cũng không có ai biết. Ánh mắt Bách Biến Tôn giả lóe lên, dùng vẻ mặt vô tội nói với Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chớp động, dường như có chút không tin tưởng, trong lòng vẫn còn hoài nghi. Lục sư đệ, lời ta nói là thật. Bách Biến Tôn giả bất đắc dĩ. Sở dĩ hắn không nói cho Lục Lâm Thiên phương pháp tu luyện của Tam Thần Thiên Biến Quyết không trọn vẹn là do cửu tử nhất sinh. Cũng bởi vì sợ Lục Lâm Thiên, hắn đi một vòng qua quỷ môn quan đơn giản chỉ muốn sống sót mà thôi. Dù sao ai cũng không muốn chết, đương nhiên hắn cũng không muốn. Làm sao có thể tin tưởng được ngươi? Bây giờ ngươi tu luyện tới cấp độ gì rồi? Lục Lâm Thiên nói, trong lòng cũng không xác định được Bách Biến Tôn giả này thật hay giả. Lục sư đệ. Quả thực ta không có thiên linh biến, theo ta được biết. Tam Thần Thiên Biến Quyết cũng chỉ có ở thời xa xưa, có tiền bối tu luyện tới cấp độ Tam Thần Thiên Biến Quyết, từ thượng cổ tới nay ta biết rõ chưa từng có ai tu luyện tới cấp độ địa linh biến. Cho tới bây giờ ta cũng chỉ dừng lại ở nhân linh biến mà thôi. Vẻ mặt Bách Biến Tôn giả cầu xin, chính bởi vì là như thế cho nên hắn mới tìm một công pháp khác tu luyện. Lúc này mới có tu vi như ngày hôm nay, Tam Thần Thiên Biến Quyết này rất khó tu luyện. Về phần quyết thứ ba, thiên linh biến quả thực hắn không biết. Lục Lâm Thiên nhìn qua ánh mắt Bách Biến Tôn giả, cũng không giống như đang lừa gạt hắn. Hoặc là Bách Biến Tôn giả này thực sự cũng không biết thiên linh biết, đến thời điểm này cũng không nên đề phòng hắn mới đúng. Lục sư đệ, lời nói có chút đả kích như ta vẫn phải nói, không nói sư đệ có thể tu luyện được hay không. Coi như có thể tu luyện, nếu như tu luyện thành công được nhân linh biến cũng coi như không tệ rồi. Về phần thiên linh biến đệ cứ nghĩ là tốt rồi, cho dù là địa linh biến có lẽ đệ cũng đã phương pháp tu luyện hẳn cũng biết được độ khó của nó. Bách Biến Tôn giả do dự một chút rồi nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên sững sờ, hắn cũng biết phương pháp tu luyện của địa linh biến, đầu tiên thần thể bất tử phải đạt tới địa linh thể, nhất định phải dùng thiên lôi rèn thể, phối hợp với tâm pháp tu luyện mới có thể đạt tới trình độ địa linh thể. Về phần tu luyện thiên biến chi hồn cần phải dùng thiên hỏa rèn linh hồn, phối hợp với đan dược tu luyện mới có thể thành công. Thiên hỏa là vật gì? Dựa theo lời nói của Bách Biến Tôn giả nói thiên hỏa chính là hỏa diễm có linh trí, là một loại trong chúng sinh. Giống như thiên mộc thần thụ vậy, là thứ do có cơ hội ngẫu nhiên cùng với cơ duyên khiến cho nó đột nhiên có linh trí, đó chính là thiên hỏa. Thiên hỏa rèn linh hồn, vô cùng đáng sợ.
thiên lôi, thiên hỏa. Nghĩ lại hai vật này Lục Lâm Thiên cũng không khỏi lắc đầu, không nói trước có thể qua được hay không. Quan trọng nhất là hai vật này, hắn chưa từng nghe nói qua trên đời này có, cho dù nghĩ cũng không nghĩ tới. Cái này trả lại cho ngươi. Lục Lâm Thiên rơi vào đường cùng giao trả ấn phù cho Bách Biến Tôn giả. Không cần đưa cho ta, về sau đệ chính là động chủ của Tam Thần Động. Tam Thần Động giao cho đệ. Tam Thần Động ở trong Đông Hải có núi lửa và hàn băng vạn năm, đó chính là căn cơ do các tiền bối lưu lại. Về sau nếu như đệ muốn tu luyện Tam Thần Thiên Biến Quyết thì cũng có thể tới đó xem một chút. Bách Biến Tôn giả rất hào phóng đem ấn phù động chủ giao cho Lục Lâm Thiên. Khiến sư huynh nên khôi phục thực lực đi. Chờ sau khi huynh khôi phục thực lực ta sẽ mang huynh ra ngoài. Bằng không bên ngoài quá mức nguy hiểm, nếu như huynh sớm khôi phục có lẽ còn có thu hoạch không biết chừng. Lục Lâm Thiên sững sờ, đem ấn phù cất kỹ. Sau khi nói xong với Bách Biến Tôn giả lập tức đưa mấy khỏa đan dược bất phàm giao cho Bách Biến Tôn giả. Nguy hiểm. Bách Biến Tôn giả sững sờ, lập tức nói. Bên ngoài là nơi nào? Hư không bí cảnh. Lục Lâm Thiên nhàn nhạt nói, Bách Biến Tôn giả nghe vậy lập tức biến sắc. Lục Lâm Thiên rời khỏi Tử Lôi Huyền Đỉnh, lúc này vẫn ở dưới vực sâu, hắn không nên ở nhiều trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Khắp không trung gió nổi mây phun, sát khí ngập trời, sát khí quanh thân đại hồn anh cùng với hấp lực giống như một cơn lốc, vẫn còn đang tiếp tục cắn nuốt tàn hồn thiên thứ điêu thượng cổ. Lục Lâm Thiên nhìn một hồi rồi khoanh chân mà ngồi, bắt đầu luyện hóa linh lực thôn phệ từ năm linh tôn của Huyễn Hồn Môn. Chỉ có linh tôn bát trọng đỉnh phong kia là có linh hồn lực và hồn anh không kém mà thôi. Đại hồn anh ở bên ngoài cơ thể cho nên năm hồn anh kia tiện nghi cho kim đao màu vàng. 10 thời thần sau, một tia tàn hồn cuối cùng của thiên thứ điêu thượng cổ bị đại hồn anh thôn phệ hút vào trong cơ thể, đại hồn anh trên không trung lúc này mới mỉm cười lộ vẻ thỏa mãn. Cả không gian cũng an tĩnh lại, cảnh tượng cát bay đá chạy, gió nổi mây phun trong thâm uyên cũng biến mất không thấy. Không gian trở nên sáng hơn một chút. Dường như mạnh hơn một chút ha. Lục Lâm Thiên đứng dậy, suốt thời gian mấy ngày, tàn hồn thiên thứ điêu thượng cổ mới bị đại hồn anh thôn phệ hết, đủ để thấy được tàn hồn này kinh khủng bực nào. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng có thể cảm nhận rõ ràng khí tức trên người đại hồn anh tăng cường không ít, mà nó còn chưa luyện hóa năng lượng hấp thu vào trong cơ thể. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được nếu như đại hồn anh luyện hóa hoàn toàn tàn hồn thiên thứ điêu thượng cổ, thực lực nhất định sẽ có nhảy vọt về chất. Trong lòng mừng rỡ, tâm thần Lục Lâm Thiên khẽ động, đại hồn anh hóa thành một đạo lưu quang màu tím trở lại trong đầu. Đại hồn anh lập tức khoanh chân ngồi trong đầu, giống như là tu luyện nhưng lại luyện hóa tàn hồn bàng bạc vừa mới thôn phệ hoàn tất. Thứ này làm sao bây giờ? Lục Lâm Thiên nhìn qua thân thể khổng lồ của thiên thứ điêu thượng cổ, thân thể yêu đế cũng là trọng bảo, nếu như có thể luyện chế thành thú khôi thì uy lực cũng không yếu. Thân thể khổng lồ này Lục Lâm Thiên hoàn toàn không có cách nào thu vào trong nhẫn chữ vật cũng không lớn như vậy. Ồ, không ngờ lại quên mất. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nhẫn chữ vật không thể thu thân thể thiêu thứ điêu thượng cổ thế nhưng còn có Tử Lôi Huyền Đỉnh. Không gian trong Tử Lôi Huyền Đỉnh lớn không giống bình thường. Một đạo lưu quang màu tím xoay quanh lòng bàn tay, Lục Lâm Thiên gọi ra Tử Lôi Huyền Đỉnh, lập tức đem thân thể thiên thứ điêu thượng cổ thu vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lúc này mới thu hồi cấm chế trong thâm uyên. Siêu. Thân ảnh lóe lên, Lục Lâm Thiên cũng biến mất trong thâm uyên. Trên vực sâu, khắp nơi đều là một mảnh mờ mịt không ánh sáng, Lục Lâm Thiên móc ra địa đồ, nhìn kỹ một hồi rồi hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Trong một sơn mạch lớn, cả sơn mạch xanh biếc nồng đậm, đại thụ che trời cao hơn 10 trượng, thậm chí còn cao hơn, che khuất bầu trời, giống như bao phủ cả sơn mạch. Mà bên trong vùng sơn mạch này khí tức linh dược nồng đậm. Khắp nơi cơ hồ đều là linh dược bất phàm. Bất luận một cây linh dược nào nếu đem ra bên ngoài đều giá trị liên thành, ít nhất cũng là cấp độ vô cùng chân quý. Thật nhiều linh dược a. Phát tài rồi. Ngoài sơn mạch có không ít thân ảnh nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn qua đám linh dược trong sơn mạch mà kinh ngạc tới ngây người. Số lượng linh dược quá khủng bố, bất kể là vũ giả hay linh giả mà nói. Đây là hấp dẫn cực lớn không có cách nào chống cự. Đã có người chảy nước miếng. Siêu siêu. Lập tức từng đạo thân ảnh xông vào trong sơn mạch, bắt đầu thu linh dược. Sơn mạch lớn này giống như ở bên ngoài, từng dãy núi liên miên không ngớt, sương mù bao phủ, giống như tiên cảnh.
một ngọn núi khổng lồ ở giữa giống như một con rồng ngẩng đầu, khí thế nguy nga tới cực điểm. Một cỗ khí tức mênh mông mà bàng bạc thậm chí khiến cho người có tu vi tôn cấp không dám tiếp xúc quá gần. Từng đạo thân ảnh lúc này đáp xuống ngọn núi, nhìn thoáng qua ngọn núi khổng lồ này sắc mặt hiện lên sự chờ mong, ánh mắt nóng bỏng. Tử Yên, Lam Thập Tam, ở trong ngọn núi này chính là thứ mà tiền bối thiên địa các chúng ta lưu lại. Trong đó có tài nguyên tốt nhất có thể chống đỡ các ngươi tu luyện. Đây chỉ là nơi đầu tiên tiền bối lưu lại. Nếu như đạt được mọi thứ tiền bối lưu lại, sau này thiên địa các muốn hưng thịnh cũng không thành vấn đề. Tử Đồng trưởng lão nghiêm túc nói với Lam Thập Tam và Tử Yên. Sư phụ, chúng ta đi. Tử Yên nói với Tử Đồng trưởng lão xong, dứt lời, thân ảnh xinh đẹp lóe lên hóa thành một đạo lưu quang màu tím tiến vào trong ngọn núi. Tiền bối ở lại, Lam Thập Tam ta đi. Lam Thập Tam khẽ quát một tiếng, trường bào màu lam run lên, đạp không mà lên, thân thể cũng hóa thành một đạo lưu quang màu lam lướt vào trong ngọn núi. Tử Đồng trưởng lão, thánh tử và thánh nữ có thể nhận được thứ tiền bối trong các lưu lại sao? Phục Yêu tôn giả nhìn thân ảnh Tử Yên và Lam Thập Tam tiến vào trong ngọn núi, ánh mắt vẫn tràn ngập sự chờ mong. Thiên phú của bọn họ không tồi, hy vọng có thể đạt được thứ tiền bối lưu lại. Lúc đầu ta cùng một thánh tử tiến vào trong đó, thế nhưng vẫn kém một bước. Lúc này đại lục phong vân biến sắc, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, các tiền bối sợ rằng cũng tính toán được cục diện ngày hôm nay, lưu lại cũng hơn phân nửa sẽ để cho thánh tử và thánh nữ thế hệ này. Tử Đồng trưởng lão nói, nếu như có thể đạt được thứ tiền bối lưu lại vậy thì thiên địa các ta sẽ hưng thịnh. Hỏa Vân tôn giả nói, nếu như có thể đạt được thứ do tiền bối trong các lưu lại, thiên địa các ta muốn hưng thịnh cũng vô cùng dễ. Cho dù là hiện tại, thiên địa các ta muốn xuất đầu cũng không ai có thể ngăn được. Chỉ tiếc trong các có tổ huấn, thiên địa các vĩnh viễn không được nhúng tay vào thị phi trên đại lục. Không biết tiền bối trong các tại sao lại lưu lại tổ huấn như vậy? Diệu Linh tôn giả thở dài, trong mắt cực kỳ nghi hoặc. Khí tức linh dược thật nồng đậm. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện ở trước một sơn mạch, cảm giác khí tức nồng đậm ở trong sơn mạch cũng không khỏi sợ hãi than. Từ xa hắn đã có thể cảm nhận được khí tức linh dược bàng bạc. Thân ảnh lóe lên, Lục Lâm Thiên lập tức tiến vào trong sơn mạch. Ở trong sơn mạch bao la này dường như là một rừng rậm viễn cổ. Khí tức linh dược quanh quẩn, trên không trung có mây mù nhàn nhạt bao phủ, cực kỳ tĩnh lặng giống như thế ngạo đào nguyên. Có không ít người đi tới a. Nửa canh giờ sau Lục Lâm Thiên thuận tay thu hoạch nhiều linh dược bất phàm. Trong tâm thần dò xét của hắn phát hiện ra bên trong đã có không ít người tiến vào. Khẽ nhíu mày, quang mang dưới chân lóe lên, Lục Lâm Thiên lần nữa biến mất tại chỗ. Trong một sơn cốc cực lớn, giờ phút này có một vách núi dựng đứng, bên trên có một dây mây màu trắng. Dây mây màu trắng này lớn bằng bắp đùi người trưởng thành. Chung quanh có vô số lá cây màu trắng chằng chịt, bám theo vách núi dựng đứng, cũng không biết là diễn sinh từ nơi nào ra. Phía trên dây mây màu trắng có năng lượng bàng bạc lan tràn. Phía trên dây mây màu trắng có một khỏa linh quả màu trắng. Bên trên linh quả này không có bao nhiêu khí tức chấn động. Thế nhưng lúc này có hơn chục người đều nhìn vào trên linh quả màu trắng kia. Hơn 10 người này phân thành 3 đội hình. Một đội là tán tu các phương, một đội là 5 người thiên vân đảo gồm Mộ Dung Lan Lan, Kính Hoa, Thủy Nguyệt, còn có một lão giả 50 tuổi cùng một lão giả 70 tuổi, đều là Vũ Tôn. Lục Linh tôn giả, diễn linh thánh quả này là thứ thiên vân đảo chúng ta thấy trước. Địa linh tông các ngươi muốn cưỡng đoạt sao? Mộ Dung Lan Lan nhìn 6 đạo thân ảnh phía trước nói. Mộ Dung Lan Lan có lẽ không đẹp bằng Bắc Cung Vô Song và chúng nữ Độc Cô Cảnh Văn, thế nhưng khí chất thành thục vũ mị thì chúng nữ Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn lại không bằng nàng. Trên người mặc mộ bộ y phục màu đỏ, da thịt trắng như tuyết, mái tóc đen búi lên cao, nhìn qua đoan trang, khí chất phi phàm. Nực cười, diễn linh thánh quả không phải là của thiên vân đảo các ngươi. Huống chi thiên vân đảo các ngươi cùng với thiên địa minh không chết không ngớt. Không ngờ lại để cho ta gặp được, đều chết đi. Một lão giả áo đen âm trầm cười cười, 5 người thiên vân đảo xuất hiện ở nơi này hắn không cần phải khách khí nữa. Giết! Lão giả áo đen vừa mới lên tiếng, 5 người sau lưng hóa thành lưu quang lập tức công kích 5 người thiên vân đảo. Thực lực chỉnh thể lúc này địa linh tông so với thiên vân đảo mạnh hơn không ít. Siêu! Một Vũ Tôn tứ trọng lao thẳng về phía Mộ Dung Lan Lan, tay đánh ra một đạo trưởng ấn bàng bạc.
Linh hoàng khải giáp. Mộ Dung Lan Lan khẽ kêu một tiếng, thủ ấn quỷ dị kết xuất. Trong chốc lát trên thân thể mềm mại có một mảnh khí tức nóng bỏng lập tức lan tràn ra. Thân thể có vô số đạo lưu quang lan tràn ra, không ngờ lại hóa thành một đầu phượng hoàng bảy màu bay lượn trên không trung. Quanh thân bị hỏa diễm cuồn cuộn bao phủ, một cỗ khí tức cường hãn phô thiên cái địa lan tràn ra. Phanh! Cùng lúc một đạo trưởng ấn trong tay Mộ Dung Lan Lan ngạnh kháng cùng với trưởng ấn của Vũ Tôn Tứ Trọng kia. Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng, mấy cây đại thụ che trời ở chung quanh bị bật gốc. Thân thể mềm mại của Mộ Dung Lan Lan cũng lập tức bị đẩy lui. Nàng chỉ là linh tôn tam trọng, không có cách nào có thể đối phó với Vũ Tôn Tứ Trọng. May mà trên người nàng còn có linh hoàng khải giáp. Siêu! Vũ Tôn Tứ Trọng kia đắc thế, thân ảnh như thiểm điện lao thẳng về phía Mộ Dung Lan Lan. Mộ Dung Lan Lan thân là linh tôn, hắn cũng không muốn kéo giãn khoảng cách, như vậy đối với linh tôn vô cùng có lợi, đối với vũ tôn như hắn mà nói, bị ảnh hưởng cực lớn. Mộ Dung Lan Lan bố trí linh hoàng khải giáp, lông phượng kéo dài, toàn thân được lông vũ bảy màu diễm lệ bao phủ. Bên ngoài là một tầng hỏa diễm nóng bỏng, một cỗ uy áo cực lớn lan tràn khiến cho lòng người run sợ. Nhìn Vũ Tôn Tứ Trọng kia lần nữa đá tới, thân ảnh nhanh chóng lui lại. Có linh hoàng khải giáp tốc độ của nàng cũng nhanh hơn không ít. Phanh phanh, thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng, đám người kính hoa, thủy nhiệt giao thủ với người của địa linh tông. Kinh khí khuếch tán, mấy tán tu ở phía xa lui lại về phía sau một chút. Tuy rằng bọn họ muốn diễn linh thánh quả này, thế nhưng lúc này Thiên Vân Đảo và địa linh tông đều có mặt. Dường như bọn họ không nên gây phiền phức, thầm nghĩ tạm thời đứng nhìn mà thôi. Kỳ thật chủ yếu vẫn là tu vi và thực lực. Thực lực của mấy người tán tu này cũng chỉ là tôn cấp đê trọng mà thôi, nếu như là một người tôn cấp cao trọng mà nói đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hiện tại đế đạo minh và thiên địa minh đại chiến, ốc còn không mang nổi mình ốc. Coi như là đỡ upsilon.ng phải đám người đại môn đại phái này, chỉ cần có đủ thực lực thì cũng không cần lo lắng bị trả thù. Lão giả áo đen của địa linh tông lúc này thân ảnh nhanh chóng lao về phía vách núi đá dựng đứng. Thò tay đem diễn linh thiên quả thu vào trong tay. Diễn linh thiên quả đối với người có tu vi tôn cấp mà nói cũng có tác dụng cực lớn. Mộ Dung Lan Lan này giao cho ta. Đảo chủ đời trước của Thiên Vân Đảo, giết người cũng coi như báo thù cho cường giả địa linh tôn ta. Lão giả áo đen thu hồi diễn linh thiên quả, nhìn linh hoàng khải giáp trên người Mộ Dung Lan Lan, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt Mộ Dung Lan Lan. Đi chết đi. Lão giả áo đen lập tức xuất hiện trước người Mộ Dung Lan Lan, khí tức linh tôn lục trọng lan tràn ra. Cả không trung run rẩy, một đạo chảo ấn xé rách không gian mang theo linh hỏa nóng bỏng khiến cho không gian bị nhuộm đỏ. Chảo ấn ầm ầm đánh về phía Mộ Dung Lan Lan. Mộ Dung Lan Lan toàn lực lưu lại, lúc này không gian dưới đạo chảo ấn kia cứng lại khiến cho nàng toàn lực giãy giụa cũng không thể làm được, không có cách nào giãy giụa. Linh tôn lục trọng so với nàng hiện tại mạnh hơn quá nhiều, nàng bất lực. Sư muội, đám người kính hoa, Thù Nguyệt hét lớn, thế nhưng lúc này bọn họ ốc cũng không mang nổi mình ốc. Căn bản không có cách nào tương trợ, cũng không có thực lực cứu. Linh tôn lục trọng kia đã có sát ý, đạo chảo ấn kia dường như các nàng có thể nhìn thấy thân thể Mộ Dung Lan Lan hóa thành mảnh vỡ. Lão giả áo đen âm trầm cười lạnh, dưới một chảo này dường như hắn đã nhìn thấy Mộ Dung Lan Lan chết không có chỗ chôn. Một mình đỡ upsilon.ng phải mấy người của Thiên Vân Đảo đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Hiện tại ở trong hư không bí cảnh cũng đã âm thầm trở thành chiến trường của Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh. Nếu như một mình gặp phải đối thủ, vậy thì không cần phải khách khí. Siêu! Trong sát na một đạo thân ảnh màu xanh lập tức xuất hiện trước người Mộ Dung Lan Lan, bàn tay rơi vào trên bờ vai tràn ngập lông vũ của Mộ Dung Lan Lan, dễ dàng lôi nàng ra khỏi phạm vi của chảo ấn. Phanh! Chảo ấn của lão giả áo đen đánh xuống, không gian bị đánh nát, hiện ra một vết nứt đen kịt lóe lên rồi biến mất, chỉ là thân ảnh của Mộ Dung Lan Lan cũng biến mất trong đó. Là ngươi! Ánh mắt Mộ Dung Lan Lan nhìn chăm chú lên thân ảnh mặc áo xanh này, toàn thân run lên, người trong nháy mắt xuất hiện này không ngờ lại là hắn. Là Lục Minh chủ tới! Đám người kính hoa, Thủy Nguyệt đang chiến đấu vốn tưởng rằng Mộ Dung Lan Lan giữ nhiều lành ít, trong giây lát nhìn thấy thân ảnh Lục Lâm Thiên. Cả đám kích động không thôi. Trong lòng tuôn ra cảm giác sợ hãi cùng vui mừng. Linh lực chân khí phô thiên cái địa tuôn ra, hung hăng va chạm với công kích của đối thủ.
Là Lục Lâm Thiên, chạy mau. Lão giả áo đen nhìn thấy có người cứu đi Mộ Dung Lan Lan đang muốn gầm lên thì đột nhiên nhìn thấy thân ảnh màu xanh kia chính là Lục Lâm Thiên, khuôn mặt già nua lập tức trắng bệch, miệng hét lớn một tiếng, thân ảnh nhanh chóng chạy trốn. Lục Lâm Thiên đến, chạy mau. Nghe thấy ba chữ Lục Lâm Thiên, người của Địa Linh Tông đâu còn dám động thủ, cả đám giống như chuột thấy mèo lập tức chạy trốn. Đi chết đi. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười lạnh lẽo, dứt lời, một cỗ quang mang phô thiên cái địa tuôn ra. Cả không gian đột nhiên cứng lại, sáu đạo thân ảnh người Địa Linh Tôn lập tức giống như bị cấm chế trong không gian. Ầm ầm ầm. Sáu đạo thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng, sáu đạo thân ảnh này hóa thành huyết vụ rơi xuống mặt đất, không có một chút lực kháng cực nào, hồn anh cũng không thể chạy thoát. Là Lục Lâm Thiên đến, đi mau, đừng có ở lại tìm phiền phức. Mấy tán tu xa xa nhìn thấy cảnh này, sáu người có tu vi tôn cấp chỉ một cái giơ tay đã bị đánh chết, đâu còn dám lưu lại xem náo nhiệt, tránh chọc phải Lục Lâm Thiên kia thì không hay. Cả đám lập tức rời khỏi. Siêu. Giữa không trung, sáu cái nhẫn chữ vật xuất hiện trong tay Lục Lâm Thiên. Lúc này Lục Lâm Thiên mới quay đầu lại nhìn Mộ Dung Lan Lan sau lưng nói. Mộ Dung đảo chủ, người không sao chứ? Không có việc gì. Mộ Dung Lan Lan đã thu hồi linh hoàng khải giáp, nhìn thân ảnh màu xanh trước mắt, trong lòng lúc này giống như có sóng to gió lớn. Đối với đạo thân ảnh trước mắt này cảm giác trong lòng nàng đã biến hóa rất nhiều so với khi trước. Đa tạ Lục Minh chủ cứu giúp. Hai người Kính Hoa, Thủy Nguyệt còn có hai người còn lại của Thiên Vân đảo kích động tiến đến. Đối với Lục Lâm Thiên ôm quyền nói lời cảm kích không thôi. Tiện tay mà thôi, không cần phải cảm ơn ta. Lục Lâm Thiên nói xong, đem diễn linh thánh quả trong một cái nhẫn chữ vật ra đưa cho Mộ Dung Lan Lan, nói. Cái này chính là do Thiên Vân đảo nhìn thấy trước, vật quy nguyên chủ. Đám người kia là do ngươi giết, tự nhiên là của ngươi. Ánh mắt Mộ Dung Lan Lan biến ảo, ánh mắt long lanh, trong lòng có cảm giác khó mà diễn tả bằng lời. Cầm đi. Lục Lâm Thiên nhét diễn linh thiên quả vào trong tay Mộ Dung Lan Lan, nhìn đôi mắt Mộ Dung Lan Lan, lúc này Lục Lâm Thiên có cảm giác trong lòng chấn động. Cảm giác này cũng khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ nghi hoặc. Vậy thì đa tạ. Mộ Dung Lan Lan cũng không cự tuyệt nữa. Thiên Vân đảo các ngươi có lẽ không chỉ có mấy người đi vào thế này thôi đó chứ. Lục Lâm Thiên nhìn qua năm người. Dựa vào thực lực của Thiên Vân đảo, lần này hư không bí cảnh mở ra, một ít cường giả ẩn mình trong Thiên Vân đảo sợ rằng cũng xuất thế không ít. Có lẽ không chỉ có mấy người như vậy mới đúng. Những cường giả khác trong đảo có lẽ ở phía trước không xa. Chúng ta vừa mới tìm kiếm vùng núi này cho nên mới ở đây. Kính Hoa nói. Lục Lâm Thiên nghe vậy nói với mọi người. Chư vị, mật cảnh này rất nguy hiểm, các ngươi nhanh chóng đi tụ hợp cùng với cường giả khác trong Thiên Vân đảo đi. Như vậy cũng an toàn hơn một chút. Lục Minh Chủ nói đúng. Chúng ta cũng định đi về phía trước tụ họp với cường giả trong đảo. Thủy Nguyệt nói, thân ảnh mềm mại giống như thiếu nữ, đường cong thướt tha động lòng người. Kính Vân hiện tại như thế nào? Mộ Dung Lan Lan nhìn Lục Lâm Thiên, đột nhiên hỏi Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên sững sờ, cảm thấy ngoài ý muốn, nói. Mộ Dung đảo chủ cũng biết Kính Vân sao? Mộ Dung Lan Lan lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vừa rồi chính bản thân nàng ta cũng không biết tại sao mình lại hỏi ra chuyện này. Lục Minh Chủ, tiểu tử Kính Vân kia chúng ta đều biết, gần đây đã lâu không gặp qua tiểu tử này a. Kính Hoa. Thủy Nguyệt đi tới bên cạnh Mộ Dung Lan Lan, mặt không đổi sắc nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cũng không suy nghĩ nhiều, không ít người của Thiên Vân đảo cũng đã gặp mặt Lục Kinh Vân, có lẽ Mộ Dung Lan Lan cũng đã gặp a. Tiểu tử kia quả thực khiến cho người gặp người thương, hắn mỉm cười trả lời. Kinh Vân ở trong phi linh môn cũng không tệ lắm, tu luyện cực kỳ khắc khổ. Đứa nhỏ này quả thực khiến cho người ta yêu thương, hôm nào ta sẽ tới phi linh môn thăm nó. Thủ Nguyệt nói, sau đó lại kéo tay Mộ Dung Lan Lan nói. Sư muội, chúng ta đi thôi. Được. Mộ Dung Lan Lan nhìn qua Lục Lâm Thiên, mí mắt cụp xuống, trong mắt hiện lên một tia tinh mang khó thấy, che giấu sự bất đắc dĩ trong lòng. Hai lão giả Thiên Vân đảo lần nữa nói lời cảm tạ với Lục Lâm Thiên, lúc này năm người mới thả người rời đi. Nhìn đám người Thiên Vân đảo biến mất tại chỗ, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn bóng lưng Mộ Dung Lan Lan. Ánh mắt không ngừng biến ảo, lúc này hắn mới quay đầu lại. Thân ảnh lóe lên, đi tới vách núi dựng đứng trước mặt.
vừa rồi linh tôn của Địa Linh Tông kia hái diễn linh thiên quả ở nơi này. Dây mây màu trắng đã bắt đầu héo rũ, dọc theo vách núi đá dẫn tới bên trong vách núi, giống như dây mây này từ bên trong lòng ngọn núi kéo dài ra bên ngoài vậy.